Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 1081, gây chuyện 2. An Đạt Văn nhìn dòng máu đó, sự bình tĩnh của gã hơn hẳn người khác, khi đối diện với một khẩu súng, bất cứ ai cũng cảm thấy sợ hãi, An Đạt Văn cũng không ngoại lệ, nhưng gã tin rằng Tiết Vĩ Đồng lúc này cũng chẳng khá hơn gì gã. Gã nhận định rằng Tiết Vĩ Đồng không dám bóp cò, với bất cứ ai, tính mạng đều có giá trị cả, trong lòng mỗi người. Tính mạng của mình quan trọng hơn rất nhiều so với người khác, nếu phải chết cùng với đối phương, thật sự không đáng. Chu Hưng Quốc lớn tiếng nói, dừng hết tay lại ngay. Âm thanh của gã đã hơi run run, gã hiểu về tính cách của Tiết Vĩ Đồng, nếu như Tiết Vĩ Đồng thực sự tức lên, thì rất có khả năng chết cùng với An Đạt Văn, sớm biết như vậy, Chu Hưng Quốc sẽ nhất định không gọi họ đến đây. Trong lúc nguy cấp này, Trương Dương đột nhiên xông ra ngoài, không có ai có thể hình dung được tốc độ của tên này. Vì khi mọi người nhìn thấy động tác của hắn, hắn đã nắm lấy tay cầm con dao của người áo đen, rồi đấm hắn văng ra đằng xa. Sắc mặt của An Đạt Văn thay đổi, Trương Dương vừa ra tay đã thay về thế lực giữa hai bên, Tiết Vĩ Đồng được tự do, còn gã, hoàn toàn không chiếm thế thượng phong. Tiết Vĩ Đồng nghiêm giọng nói, quỳ xuống. An Đạt Văn nói, cô có thể giết tôi, nhưng, tôi sẽ không quỳ dưới trước một người phụ nữ. Gã đẩy Tang Bối Bối về một bên nói, cô thắng rồi. Người phụ nữ này thuộc về cô. Gã đứng dậy chuẩn bị rời đi, không để ý gì đến khẩu súng trong tay Tiết Vĩ Đồng. Người mặc áo đen bị Trương Dương đấm văng đi vừa nãy bỏ dậy, Tiết Vĩ Đồng cầm một chai rượu trên bàn, đập mạnh vào đầu gã, bình rượu vỡ tung tóe, những dòng rượu màu đỏ trộn lẫn với máu của người đó không còn nhận ra nữa. Người mặc áo đen nhoẻn miệng, lộ ra một hàm răng trắng, lúc này mà gã vẫn còn có thể cười được. Tiết Vĩ Đồng nói, anh tưởng rằng mình có thể bước ra khỏi căn nhà này sao? An Đạt Văn gật đầu, gã nhấc điện thoại gọi một số, rồi đưa cho Tiết Vĩ Đồng. Tiết Vĩ Đồng hơi ngớ người, rồi vẫn cầm lấy điện thoại, khi cô nghe điện thoại xong, thái độ trên mặt đầy sự ngạc nhiên. Người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, Trương Đại Quan nhờ vào thính lực của mình đã nghe thấy âm thanh trong ống nghe, Vĩ Đồng, đừng gây chuyện, An Đạt Văn là khách của ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Hưng Quốc khuyên Tiết Vĩ Đồng thu khẩu súng về, sau một trận sóng gió, An Đạt Văn rời khỏi Vương Phủ Hội Quán, ngoài Trương Dương, những người khác đều không biết sốt cuộc An Đạt Văn đã gọi điện cho ai, nhưng có một điểm họ có thể đoán ra, người này nhất định có thực lực, vì vậy sau khi Tiết Vĩ Đồng nhận điện thoại, không truy cứu nữa, mà đã để An Đạt Văn đi. Trải qua chuyện này, tâm trạng của tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, Lương Khang đến kính rượu. Từ Kiến Cơ thấy gã không chịu nổi liền mắng, Lương Khang, anh làm trò gì vậy? Anh bỏ nhóm ra ngoài à? Lương Khang cười khổ hạnh. Trương Dương cảm thấy sự việc tối hôm nay quá trùng hợp, không phải đơn giản như ngoài bề mặt. Chu Hưng Quốc dù sao cũng là người từng trải, gã đã đoán được những điều uẩn khúc trong đó, thấp giọng nói, Lương Khang, anh và Tiết gia cùng liên thủ diễn kịch cho chúng tôi xem à? Lương Khang cười hì hì rồi nói, ánh mắt của Chu lão đại thật tinh tường. Tôi đã sớm biết sẽ không giấu được anh. Tiết Vĩ Đồng trao trao mày, có thể nhận ra cô rất chán nản, cầm cốc rượu vang lên rồi nói ít thôi, uống rượu đi. Mấy người cùng cạn một ly rượu. Giờ đây Trương Dương đã hiểu, sự việc tối hôm nay rõ ràng là Tiết Vĩ Đồng và Lương Khang cùng hiệp sức để bày ra, sự cao ngạo của An Đạt Văn đã làm cho đám thái tử kinh thành này cảm thấy bất mãn. Ngày hôm đó trong buổi đấu giá, gã quá kiêu căng, Tiết Vĩ Đồng và Lương Khang đều bị mất mặt. Vì vậy họ muốn tìm cách trừng trị An Đạt Văn. Lương Khang giả vờ tiếp cận An Đạt Văn bằng cái cớ làm ăn, và mời gã đến Vương Phủ Hội Quán, rồi bày bẫy ở đây, Tiết Vĩ Đồng mượn cớ Tang Bối Bối để khiêu khích, mục đích của cô ấy là để dạy cho An Đạt Văn một bài học, nhưng không ngờ An Đạt Văn lại quá cứng đầu, hôm nay suýt nữa thì cả hai bên đều thiệt mạng. Trong lòng Trương Dương thầm chửi, đám thái tử này cũng thật là khốn kiếp, có điều nghĩ đến tiểu tử An Đạt Văn cũng thật dũng cảm, gã đơn thân độc mã đến kinh thành này. Mà lại dám công khai đối phó với đám thái tử kinh thành. Trương Dương nghĩ đến cuộc điện thoại thần bí ban nãy, An Đạt Văn rõ ràng có chỗ dựa, hơn nữa chỗ dựa này của gã nhất định có quan hệ mật thiết với Tiết Vĩ Đồng. Chu Hưng Quốc uống xong ly rượu rồi nói với Lương Khang, vừa nãy tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi, chúng tôi đến rồi, mà anh lại không chào gì cả, hóa ra là anh đang làm gián điệp. Lương Khang nói, tiểu tử họ An này quá kiêu căng, tôi đã muốn diệt hắn ta từ lâu rồi. Chu Hưng Quốc nói, mấy người chơi như vậy chẳng khôn ngoan gì hết, Tiết gia, súng không phải là thứ có thể dùng tùy tiện đâu. Tiết Vĩ Đồng rút khẩu súng đó đặt lên bàn, anh tự xem đi.
Chu Hưng Quốc cầm lấy khẩu súng, rồi lật dở xem, cười nói, là giả. Tiết Vĩ Nồng nói, tôi sẽ không làm những chuyện giết người, tôi chỉ muốn làm cho tên họ An kia phải cúi đầu, chỉ là không ngờ tiểu tử này lại cứng đầu đến thế. Lương Khang nói ra thì, vừa nãy thật sự đã làm tôi giật thót mình, tên bảo tiêu của An Đạt Văn ra tay quá nhanh, nói đến đây gã liền quay sang nhìn Trương Dương, dù bảo tiêu của An Đạt Văn có ra tay nhanh đến thế nào chăng nữa cũng không thể sánh được với Trương Dương. Thời khắc quan trọng, chính Trương Dương đã ra tay đánh đổ tên bảo tiêu đó, nếu không thì sự việc ngày hôm nay sẽ rất khó kết thúc. Tiết Vĩ Nồng thở dài, cô ta muốn mời Trương Dương uống một ly để biểu thị sự cảm ơn, nhưng thấy ly rượu của Trương Dương đã trống, liền lớn tiếng nói Tang Bối Bối đâu rồi. Tôi bảo cô ấy đến đây để uống rượu cùng, có nghe không? Chu Hưng Quốc nói, Tiết gia, thế nào, vẫn còn muốn chơi à? Gã vẫn hơi có ý kiến với hành động ngày hôm nay của Tiết Vĩ Nồng. Dù sao thì hôm nay gã cũng mời khác, Tiết Vĩ Nồng muốn giết An Đạt Văn là chuyện không có gì sai, nhưng ít ra cũng nên nói trước với gã. Tiết Vĩ Nồng nói, nên chơi thế nào thì cứ chơi như vậy, đừng để tên họ An kia làm mất hứng của chúng ta. Lương Khang không hợp với Trương Dương, gã đương nhiên không muốn tiếp tục ở lại đây, nên đứng dậy cáo từ tối nay tôi còn chút việc, tôi đi trước đây. Tiết Vĩ Nồng cũng không giữ gã lại, và vẫy tay với gã. Một lúc sau, Tang Bối Bối dẫn mấy người đứng đầu ở Vương Phủ Hội Quán đến. Cảnh vừa nãy đã làm cho cô ấy giật mình, ông chủ Hoàng Thiện đã gọi cô ấy đến dỗ dành một chút, mục đích là để cô ấy đừng nói chuyện này ra. Tang Bối Bối vừa nãy đã trang điểm xong, cô đã làm đỏ thêm hai má để che đi gương mặt xám ngoét vì sợ hãi. Vừa bước vào, Tiết Vĩ Nồng đã đẩy cô ấy đến bên cạnh Trương Dương, rồi cười nói, Trương Dương, tôi khó khăn lắm mới giành được cô ấy lại, anh hãy hưởng thụ đi. Mấy người đều nói theo. Trương Đại Quan cười nói, cảm ơn ý tốt của Tiết gia. Tiết Vĩ Nồng ở đây, không những Trương Dương và những người thái tử không dám thoải mái, mà ngay cả những cô gái uống rượu cùng cũng không dám hết mình, vì vậy chẳng làm điều gì quá đáng, đại đa số sức lực đều dùng để uống rượu, vì vậy lần hội tụ này không kéo dài quá. Buổi tối khi rời đi, mỗi người đều một bụng rượu, Tiết Vĩ Nồng lái chiếc xe của cô ấy về trước. Chu Hưng Quốc thấy cô ấy đi xa, rồi lắc đầu, nói với Trương Dương, buổi tối hôm nay chơi không vui, hay chúng ta đổi một chỗ khác. Trương Dương cười nói, muộn quá rồi, tối nay tôi còn phải về chuẩn bị một chút để mai về Đông Giang, hay là thế này đi, đợi khi mọi người đến Đông Giang khảo sát, chúng ta sẽ lại đi uống. Chu Hưng Quốc gật đầu nói, được, vậy thì cứ vậy đi. Phùng Cảnh Lượng đưa Trương Dương về ban chú kinh Đông Giang, trong suốt quãng đường, hai người cũng không nói về chuyện tối nay. Khi sắp đến ban chú kinh, Trương Dương không chịu nổi liền hỏi, Cảnh Lượng, Tiết gia có làm ăn ở Hồng Kông không? Phùng Cảnh Lượng nói, Tiết Ân Trạch của Gia Hối là cha của cô ấy. Trương Dương nói, Gia Hối, anh nói là tập đoàn Gia Hối của Hồng Kông. Phùng Cảnh Lượng nói, chính là ông ấy. Trương Dương nói, là nhà tư bản nổi tiếng đấy. Phùng Cảnh Lượng nói, cuộc điện thoại buổi tối hôm nay chắc chắn là do Tiết Ân Trạch gọi đến. Trương Dương nói, tại sao lại vậy? Phùng Cảnh Lượng nói, tính của Tiết gia cứng đầu như vậy, nhưng cô ấy rất nghe lời cha. Trương Dương nói, anh nói là Tiết Ân Trạch đang giúp cho An Đạt Văn. Phùng Cảnh Lượng nói, tôi không rõ, nhưng từ lúc bắt đầu tôi đã đoán được nhất định An Đạt Văn phải có hậu đài, có thể đứng đầu được tập đoàn Thế Kỷ An Thái lớn như vậy, tuyệt đối không phải là một thằng ngốc không biết gì, trước khi đến Kinh Thành, anh ta nhất định đã tìm hiểu rồi. Trương Dương nói, người cậu ta muốn đối phó là cha Tấn Bắc. Phùng Cảnh Lượng nói, người này không đơn giản, đối diện với khẩu súng của Tiết gia mà vẫn còn có thể giữ bình tĩnh được như vậy. Trương Dương nói, cố tạo ra mà thôi. Kế hoạch có khả năng thay đổi, ngày hôm sau khi Trương Dương chuẩn bị đến ga tàu hỏa, thì nhận được cuộc điện thoại của Tông Thịnh, bên Lý Ngân Nhật đã có chút chuyện, mời hắn đến đó xem. Chương 1082, gây chuyện 3. Trương Dương nhìn thời gian, vẫn còn một tiếng nữa đến giờ tàu hỏa khởi hành. Hắn nghĩ rằng hôm nay dù thế nào cũng không thể nào về kịp để lên tàu nữa rồi. Vì nể mặt Kiều Lão, hắn nhất định phải đến chỗ Lý Ngân Nhật. Tông Thịnh rất nhanh đã đến đón hắn. Sau khi Trương Dương lên xe, liền trách tôi đã mua xong vé tàu hỏa rồi đấy. Tông Thịnh nói, Lý Tướng Quân đột nhiên phát bệnh, vì vậy mới mời anh đến. Trương Dương thở dài nói, ông ấy thật là biết chọn đúng lúc. Trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, những thứ thuốc hắn kê cho Lý Ngân Nhật có lẽ phải có tác dụng. Tại sao bệnh lại tái phát cơ chứ?
Hắn đột nhiên nhớ đến y tá chuyên chức của Lý Ngân Nhật là Lý Uyển Cơ, vị tướng quân Lý này có lẽ sẽ không vừa hồi phục liền bắt đầu làm chuyện đó ngay. Nếu thật sự như vậy thì tên này đúng là không cần sống nữa, thần tiên cũng khó cứu. Đợi gặp được Lý Ngân Nhật, Trương Dương cũng cảm thấy bất ngờ. Lý Ngân Nhật mặt mày xanh lét, môi trắng bệch, hai mắt đỏ au, vừa nhìn đã biết là dấu hiệu của bệnh nặng thêm. Trương Dương giúp y bắt mạch, rồi thấp giọng nói, tướng quân có trị liệu theo những gì tôi nói không? Lý Ngân Nhật nói, toàn bộ đều làm theo sự dặn dò của tiên sinh. Trương Dương nói, nếu đã vậy, thì tướng quân hãy gọi người khác cao minh hơn đi. Lý Ngân Lượng thấy Trương Dương muôn đi, liền vội vàng nắm lấy tay hắn rồi nói, tối qua tôi không chịu nổi sự mê hoặc của cô ấy, vì vậy. Trương Dương nói, vì vậy sao? Trong lòng đã hiểu rằng chắc chắn Lý Ngân Nhật không chống đỡ được, bệnh tình vừa có chuyển biến đã nổi lòng dê già. Lý Ngân Nhật nói, chỉ là tôi có chút vấn đề. Trương Dương không chịu được liền bật cười, nhưng vẫn tỏ vẻ đứng đắn, thế nào? Lý Ngân Nhật khó xử nói, tóm lại tôi không thành công, về sau tôi đã nhớ lời dặn của anh, bỏ ý định đó, ngủ sớm, nhưng trong cơn mơ. Thế nào? Bộ mặt già của Lý Ngân Nhật đỏ au, việc này rất khó nói, nhưng y vì tính mạng của mình không thể không nói thật, tôi mộng tinh. Trương đại quan suýt nữa thì cười bật ra, vị Lý tướng quân này thật đúng là đầu thai của con quỷ háo ác. Lý Ngân Nhật đỏ mặt nói, tôi vừa tỉnh dậy đã thấy cơ thể không thoải mái. Dường như trong phút chốc trở lại trạng thái trước khi anh chuẩn đoán bệnh cho tôi vậy, Trương tiên sinh, anh nhất định phải giúp tôi. Trương Dương thở dài, nhìn lưỡi của Lý Ngân Nhật, rồi chau mày nói, thuốc của ông do ai phụ trách nấu vậy? Lý Ngân Nhật nói, Lý Uyển Cơ và Khương Thuấn Thần, Khương Thuấn Thần là vệ binh sát thân của tôi, việc ăn uống của tôi đều do anh ta giám sát. Trương Dương gật đầu nói, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta. Khương Thuấn Thần là một người quân sĩ, nói. Bình thường đều do gã bảo vệ sự an toàn cho Lý Ngân Nhật tin tưởng tuyệt đối Khương Thuấn Thần, Khương Thuấn Thần từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, được Lý Ngân Nhật nuôi dưỡng đến lớn, trong lòng gã, Lý Ngân Nhật đã là cha của gã. Trương Dương bảo Khương Thuấn Thần dẫn hắn đi xem bã thuốc còn lại sau khi sắc, Khương Thuấn Thần rất cẩn thận, mỗi lần sắc xong thuốc, gã đều lấy túi ni sao bọc bã thuốc lại, ba ngày sau mới vất đi, Trương Dương kiểm tra bã thuốc mấy ngày nay, phát hiện trong đó không có vấn đề gì. Lý Ngân Nhật mặc dù đã mộng tinh một lần, nhưng điều này không thể tạo thành việc bệnh tình của y nặng hơn. Khương Thuấn Thần không giỏi tiếng phổ thông lắm, có điều gã vẫn có thể biểu đạt được ý của mình, anh nghi ngờ rằng có người đã giở trò trong thuốc à. Gã lắc lắc đầu, nói rất kiên quyết, không thể nào, thuốc của tướng quân tôi đều giám sát cả, mỗi mục tôi đều để ý. Gã dừng một lúc rồi nói, liệu có phải là phương thuốc có vấn đề không? Trương đại quan trừng mắt với gã. Tên này lại dám nghi ngờ phương thuốc của hắn, nếu như vậy, tên này bị não úng thủy rồi. Khương Thuấn Thần bị Trương Dương trừng mắt, cũng biết rằng lời vừa rồi của mình đã đắc tội hắn, liền thấp giọng nói, bệnh tình của tướng quân không ngừng thay đổi, Trương tiên sinh mới đi xem bệnh mấy lần, mấy ngày nay bệnh tình có thể lại thay đổi, vì vậy. Trương Dương lạnh lùng nói, phương thuốc của tôi không vấn đề gì, có vấn đề cũng là vấn đề xảy ra từ phía các anh thôi. Khương Thuấn Thần mặt đỏ bừng. Trương đại quan không thể nào dây vào được, Trương Dương nói, nếu tướng quân của các anh cũng nghi ngờ phương thuốc của tôi có vấn đề, thì các anh mau mời thầy giỏi đi, đừng để lỡ bệnh tình của ông ấy. Khương Thuấn Thần thấy Trương Dương thật sự tức giận, mặc dù trong lòng gã cũng nghi ngờ, nhưng dù sao thì Lý Ngân Nhật rất tin tưởng y thuật của Trương Dương, nếu như Trương Dương tức giận mà bỏ đi, thì gã không thể nào ăn nói đến Lý Ngân Nhật. Khương Thuấn Thần xin xỏ, Trương tiên sinh, tôi đã nói sai rồi, anh đừng giận, anh đừng giận. Trương Dương cũng không tính toán với gã, hắn xua xua tay nói thôi, anh hãy cho tôi xem thực đơn mấy ngày này của Lý Tướng Quân, tôi xem thế nào. Khương Thuấn Thần gật đầu, vội vàng đến nhà bếp lấy thực đơn ngày của Lý Ngân Nhật. Lý Ngân Nhật cũng khá chú ý về vấn đề ăn uống, thực đơn hàng ngày đều phải sắp xếp riêng cả, Khương Thuấn Thần rất kỹ tính, ghi chép lại tất cả thực đơn hàng ngày của y. Hắn bảo Khương Thuấn Thần đưa mình đến nhà bếp, đầu bếp cũng là do Lý Ngân Nhật đưa từ Bắc Hàn đến. Đã ở bên cạnh y đến 20 năm, có lẽ không có vấn đề gì, Trương Dương đã hỏi một cách kỹ lưỡng tình hình nấu cơm mấy ngày nay, đầu bếp trả lời từng vấn đề một, Trương Dương nhìn nguyên liệu của gã, phát hiện ra giới lam, Trương Dương bèn chau mày, giới lam kỵ với một thành phần trong thuốc của hắn, lúc đầu hắn đã bỏ quên mất vấn đề này. Nhưng giới lam hầu như đều sinh trưởng ở Quảng Đông Quảng Tây, giờ lại xuất hiện ở trong thực đơn của một người Bắc Hàn thật sự hơi kỳ lạ,
càng huống hồ đầu bếp này cũng đến từ Bắc Hàn. Trương Đại Quan không hề tin việc này chỉ là sự trùng hợp, hắn cầm một cọng giới lam nói với đầu bếp, là do ông mua sao? Đầu bếp nói, đây là do Lý Uyển Cơ mua về, thức ăn tối qua đều là do cô ấy mua cả. Trương Dương gật đầu, Khương Thuấn Thần đứng ở một bên nói, có phải có vấn đề gì không? Trương Dương nói, không có vấn đề gì lớn. Trước khi tìm được vấn đề chuẩn xác, Trương Đại Quan không thể kết luận vội vàng. Vừa vặn lúc đó, Lý Uyển Cơ bước vào để rót nước pha trà, Trương Dương cười hì hì bước đến. Lý Uyển Cơ rất lạnh nhạt, gật đầu với hắn, cầm bình trà bước ra ngoài, Trương Dương đi cùng cô ta đến tận trong phòng khách. Khi Lý Uyển Cơ pha trà, cuối cùng đã nói, Trương tiên sinh tìm tôi có việc sao? Trương Dương nói, trà gì thế, cho tôi một ly đi. Lý Uyển Cơ nhìn hắn kỳ lạ, rót cho hắn một cốc, đưa cho Trương Dương nhấm một ngụm, mỉm cười nói, bên trong có sâm cao ly sao? Lý Uyển Cơ nói, tướng quân đã thành thói quen từ nhiều năm nay, đây cũng là kiến nghị của chuyên gia dinh dưỡng quốc gia, sâm cao ly không có hại gì với sức khỏe của tướng quân. Trương Dương cười hà hà nói, ý của tiểu thư Lý là tất cả thuốc bổ đều có lợi với cơ thể sao? Lý Uyển Cơ nói, những việc về chữa trị thì tôi không hiểu, chức trách của tôi chỉ là một y tá thôi. Trương Dương nói, mặc dù sâm cao ly là một thứ tốt, nhưng cũng phải xem từng người để dùng, và liều lượng sử dụng cũng ảnh hưởng đến kết quả có được, nếu như dùng một cách mù quáng, thì không những không có hiệu quả tốt với sức khỏe, mà còn có thể gây hại nữa. Lý Uyển Cơ nói, tiên sinh nói rằng bình trà này của tôi có vấn đề sao? Trương Dương nói, bên trong trà không chỉ có sâm cao ly đúng không? Hai con mắt ướt của Lý Uyển Cơ lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ trong phút chốc, nhưng vẫn bị Trương Dương nắm bắt được. Trương Dương dựa vào trực giác đoán rằng, người phụ nữ này nhất định có vấn đề, hắn nói chậm chậm, mặc dù sâm cao ly không có ích lợi với sức khỏe của tướng quân, nhưng cũng chưa chắc đã xấu, bản thân trà không có vấn đề gì. Nhưng có một số thành phần hỗn tạp trong đó, hàm lượng không nhiều, người thường chưa chắc đã nhận ra. Lý Uyển Cơ nói, cam hoàng thảo có tác dụng bổ trợ cho gan, Trương tiên sinh chẳng lẽ không biết sao? Trương Dương mỉm cười nói, cam hoàng thảo sinh trưởng ở vùng Tây Nam Trung Quốc, giới lam thì sinh trưởng ở Quảng Tây và Quảng Đông của Trung Quốc, Lý Tiểu Thư là người Triều Tiên, hiểu về tất cả các thứ của Trung Quốc như vậy, thật làm Trương mỗ cảm phục. Lý Uyển Cơ nói, những thứ này có vấn đề sao? Trương Dương nói, những thứ này chẳng có vấn đề gì, nếu ăn riêng thì không vấn đề, nhưng nếu trộn lẫn với nhau thì sẽ có vấn đề đấy. Trương Dương nhìn Lý Uyển Cơ đầy ngụ ý. Lý Uyển Cơ nói, tôi không hiểu ý của anh. Trương Dương nói, tôi cũng chỉ hy vọng là trùng hợp, nhưng trên thế giới này có lẽ không có nhiều việc trùng hợp như vậy, cô nói xem có phải không. Lý Uyển Cơ lạnh lùng nhìn Trương Dương nói, anh đang nghi ngờ tôi hại tướng quân sao. Trương Dương nói, tôi đâu có nói gì chứ. Ông ấy chỉ là tướng quân của các cô, người quan tâm đến sự sống còn của ông ấy là các cô, làm sao đến lượt tôi được. Sự phản ứng của Lý Uyển Cơ đã chứng minh dự đoán của Trương Dương, hắn bước đến một bước, tiến gần Lý Uyển Cơ nói, chỉ là tôi rất phản cảm người khác lợi dụng cách chữa trị của tôi để gây trò, người thông minh như Lý Tiểu Thư có lẽ hiểu được. Chương 1083, gây chuyện 4. Lý Uyển Cơ nhìn hắn rồi nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Trương Dương liền nói, vậy thì đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Hắn uống hết cốc trà trên bàn rồi đặt chiếc cốc không ở trên bàn, thấp giọng nói với Lý Uyển Cơ, việc này tôi sẽ không nói ra ngoài cho mọi người biết, nhưng tôi cũng không hy vọng tiếp tục thấy cô ở đây. Hắn không mấy thiện cảm với Lý Ngân Nhật, giống với những gì hắn đã nói, sự sống cái chết của Lý Ngân Nhật chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng Kiều Lão đã nhờ hắn việc này, hắn đã coi Lý Ngân Nhật là bệnh nhân của mình. Vậy thì hắn không cho phép người khác nhúng tay vào, với hắn, Lý Uyển Cơ giở trò này có thể hiểu được, Lý Ngân Nhật không có lý do gì bỏ qua một cô y tá chuyên chức xinh đẹp thế này, hoặc có lẽ là Lý Ngân Nhật không cam chịu, Trương Dương không nói chuyện này ra, cũng là vì hắn cảm thấy đồng tình với tình cảnh của Lý Uyển Cơ. Nếu như chuyện này bị lộ ra, Lý Uyển Cơ chỉ có một con đường chết. Trương Dương nói xong lời này liền quay trở lại bên cạnh Lý Ngân Nhật, rồi viết đơn thuốc cho y một lần nữa. Lý Ngân Nhật chiến công hiển hách, là một đại tướng người Bắc Hàn đều biết, nhưng giờ đây chính y đã tỏ rõ sự sợ sệt, con người sống càng lâu, thì càng trở nên quý trọng tính mạng mình, nói trắng ra chính là sợ chết. Trương Dương viết xong đơn thuốc cho Lý Ngân Nhật liền thấy Lý Uyển Cơ bước vào, tố chất tâm lý của Lý Uyển Cơ rất tốt, dù là ở tình trạng này vẫn biểu lộ khá bình tĩnh trước mặt Trương Dương,
Mặc dù Trương Dương không nói trắng ra, nhưng hiện tại Lý Uyển Cơ không có cơ hội chạy trốn. Trương Dương cũng cảm giác thấy chuyện này, hắn đưa đơn thuốc cho Lý Uyển Cơ rồi nói, cô đến đồng nhân đường bốc mấy vị thuốc này về cho tôi, nhớ lấy, nhất định đừng để xảy ra vấn đề gì. Lý Uyển Cơ thầm chấn động, Trương Dương làm như vậy đồng nghĩa với việc cho cô ta một cơ hội tháo chạy, Trương Dương không hề muốn dìm Lý Uyển Cơ vào chỗ chết, nhưng hắn cũng không yên tâm để người phụ nữ này tiếp tục ở lại bên cạnh Lý Ngân Nhật. Nếu như để cô ta ở lại một cách tự do, Lý Ngân Nhật sớm muộn gì cũng chết trong tay cô ta. Lý Uyển Cơ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, sau khi cầm phương thuốc rời đi, liền không quay lại nữa. Lý Ngân Nhật lúc đó mới phát hiện ra Lý Uyển Cơ có vấn đề, trước mặt Trương Dương y cũng không nói thẳng chuyện này ra, Lý Ngân Nhật cũng không muốn người khác biết chuyện nội bộ của họ. Trương Dương sau khi điều chỉnh phương thuốc cho Lý Ngân Nhật, liền dặn dò Khương Thuấn Thần nhất định phải theo dõi sát sao, không được để xảy ra bất cứ một vấn đề gì. Khi Trương Dương rời đi, đã là 7 giờ tối, Tông Thịnh ở bên ngoài cửa đợi hắn suốt, Trương Dương bước lên chiếc xe Jeep, hắn ngáp một hơi mệt mỏi, muộn rồi, không kịp giờ tàu hôm nay rồi. Tông Thịnh cười nói, thôi anh đừng có cào nhau nữa, Lý tướng quân thế nào rồi? Trương Dương nói, không chết được đâu, vấn đề đều nằm ở ông ấy mà thôi. Tông Thịnh cũng không hỏi kỹ thêm nữa. Trương Dương nghĩ một lúc, rồi về ban chú kinh Bình Hải, Tống Hoài Minh tối nay đã đến kinh thành, hắn nhất định phải đi thăm. Tống Hoài Minh thấy Trương Dương đến không hề cảm thấy bất ngờ, y vẫy tay một cách thân thiết, ngụ ý bảo Trương Dương ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười nói, nghe Hồng Vệ Đông nói cháu không kịp lên tàu hỏa à. Trương Dương gật đầu nói, Kiều lão bảo cháu giúp ông ấy chút việc, cho nên cháu chỉ đành ở lại một ngày rồi. Trước mặt Tống Hoài Minh hắn cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm điều gì. Tống Hoài Minh rất thích thái độ này của Trương Dương, y không truy vấn Kiều lão lần này bảo Trương Dương đến để làm gì, mặc dù những năm gần đây quan hệ giữa y và Kiều lão hơi xa cách, nhưng y luôn coi Kiều lão là ân sư, tình nghĩa này không thể dễ dàng quên được. Tống Hoài Minh nói, lần này đến kinh thành có thu hoạch gì không? Trương Dương cười nói, cháu đã kết giao với một đám thái tử gia, họ cảm thấy hứng thú với khu đô thị mới Đông Giang, cuối tháng này họ sẽ đến Đông Giang khảo sát. Tống Hoài Minh nói, bối cảnh của những người này đều rất phức tạp, nhất định phải chú ý đến việc điều hòa các mối quan hệ đấy. Trương Dương cười nói, chú Tống lo lắng gì chứ? Tống Hoài Minh nói, đừng bao giờ quên rằng người thương gia lúc nào cũng lấy lợi ích làm đầu, khu đô thị mới Đông Giang nhất định sẽ phát triển tốt. Chính sách của tỉnh sẽ dốc toàn lực để ủng hộ, với điều kiện như vậy, tìm được những người đầu tư thích hợp không hề khó, giờ đây không giống với trước kia nữa, thái độ của nhà đầu tư cũng từ việc do dự trở thành việc tranh giành nhau để đầu tư, những vị thái tử này quả thực rất có năng lực, nhưng quan hệ đằng sau của họ thật sự rất phức tạp, đừng để đến khi mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Tống Hoài Minh không chỉ là lãnh đạo của Trương Dương, mà còn là tiền bối của hắn, đương nhiên phải nhắc nhở Trương Dương kịp thời. Trương Dương gật đầu rất khiêm tốn, chú Tống, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ cẩn thận. Tống Hoài Minh nói, Kiều lão vẫn thích thu thập siêu tầm đá sao. Trương Dương gật đầu nói, đó có lẽ là sở thích lớn nhất của ông ấy. Tống Hoài Minh cười, y liền cầm cốc trà lên uống một ngụm rồi nói, lần này cháu có gặp Văn phu nhân không? Trương Dương nói, cháu gặp rồi, còn đến nhà bà để ăn cơm nữa kìa. Trương Dương nói xong, nhớ ra một chuyện. Liền thấp giọng nói, Trần Tuyền hình như có quan hệ khá tốt với Phó Thủ tướng Văn. Tống Hoài Minh một tiếng như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù y vừa đến kinh thành, nhưng đã nghe nói đến mâu thuẫn của Trương Dương và Trần An Bang, với tính cách của người con rể tương lai này, Tống Hoài Minh cũng rất hiểu, tiểu tử này trời không sợ đất không sợ, càng huống hồ, có La Tuệ Ninh đứng đằng sau hắn đỡ lưng cho hắn, có điều cảm giác gần đây hắn và Kiều lão rất thân nhau. Tống Hoài Minh cho rằng, Trương Dương thông qua y thuật đã tiếp cận Kiều lão, Tống Hoài Minh nói, cha nuôi của cháu hẹn chú trưa mai cùng ăn cơm. Cháu có đi không? Trương Dương lắc đầu nói, trưa mai cháu phải đi rồi, cháu đã ở kinh thành hơn 10 ngày nay, biết bao việc ở bên Đông Giang còn đợi cháu về xử lý. Tống Hoài Minh nói, cũng được, công việc là quan trọng hàng đầu. Trương Dương không ở lại quá lâu, thật ra, trước mặt Tống Hoài Minh hắn vẫn khá nghi kỵ. Dù gì y cũng là nhạc phụ tương lai của hắn, rất nhiều việc không thể nói thả phanh được. Hơn nữa, Trương Đại Quan còn chưa kịp ăn cơm tối, giờ đây bụng hắn đã bắt đầu réo ầm lên. Bước ra khỏi phòng Tống Hoài Minh, một mình Trương Dương đi đến con phố nhỏ đằng sau. Trước kia, hắn đã từng đến chỗ này, bên trong đây rất nhiều chợ đêm. Trương Dương tìm một nhà hàng thịt dê nướng, rồi gọi mấy món nướng, một bình rượu, tự ngồi ăn uống,
có điều hắn đã phát hiện rất nhanh có một chiếc xe ben dừng lại ở bên đường, mặc dù hắn nhìn không kỹ trong xe là ai, nhưng Trương Dương có một loại trực giác, chiếc xe này đến là để tìm hắn. Trương Dương không đi qua chỗ chiếc xe ngay, sau khi hắn ăn uống no say xong, rồi mới chậm chậm bước đến, bước gần chiếc xe ben kia, cửa xe chậm chậm hạ xuống, từ trong đó lộ ra một gương mặt xinh xắn, không ngờ là chủ nhiệm cục 10 quốc an Trương Bích Quân. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Trương, hôm nay nhàn nhã vậy ư? Trương Bích Quân cười điềm đạm nói với Trương Dương, tôi đã đi theo cậu một thời gian rồi, thấy cậu ăn uống ngon như vậy, nên ngại không dám làm phiền cậu. Trương Dương nói, tôi còn đang nghĩ một mình uống rượu thật chán kìa, chủ nhiệm Trương đến rồi thì cũng vào uống với tôi mấy chén cho vui. Trương Bích Quân nói, tôi không ăn thịt dê, nếu không thì tôi đã đến đó lâu rồi. Trương Dương cười hà hà gật đầu, nếu không có việc gì thì tôi đi đây, ngày mai tôi còn phải đi tàu hỏa về Đông Giang. Trương Bích Quân nói, có việc đấy. Trương Dương nói, là việc riêng hay là việc công? Nếu là việc riêng thì chúng ta còn có thể nói chuyện, còn nếu là việc công thì thôi, dù sao thì tôi cũng đã ra khỏi tổ chức đó rồi, ra khỏi đó hẳn rồi. Trương Bích Quân nói, cậu lên xe đi. Trương Dương thở dài một hơi, nhưng hắn vẫn mở cửa xe ra để bước lên, trên người tên này toàn mùi thịt nướng. Trương Bích Quân ngửi thấy mùi trên người hắn liền chau mày nói, đồ nướng là thứ mất vệ sinh nhất trên đời. Trương Dương cười nói, ăn bẩn sống lâu mà, thật ra bà cũng nên nếm thử xem, nếu không thì cuộc đời này thật là đáng tiếc. Trương Bích Quân nói, chẳng có gì là đáng tiếc cả. Người lái xe chậm chậm lái chiếc xe đi, Trương Dương cảnh giác hỏi, bà định đưa tôi đi đâu đây? Trương Bích Quân nói, cậu yên tâm đi, chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi, tôi sẽ đưa cậu về ban chú kinh Bình Hải ngay. Trương Dương nói, tôi đã ra khỏi tổ chức từ lâu rồi. Tôi biết. Trương Bích Quân nhẹ nhàng nói, gần đây cậu ra vào chỗ của Lý Ngân Nhật rất nhiều lần, tại sao vậy? Trương Dương cười nói, bà để ý đến nhiều chuyện quá đấy. Trương Bích Quân nói, vì đây là sự việc liên quan đến sự an toàn của quốc gia, tôi nhất định phải tìm hiểu tất cả tình hình liên quan xung quanh nó. Trương Dương nói, cũng không có gì, tôi đến để khám bệnh cho Lý Ngân Nhật, với năng lực điều tra của quốc an, có lẽ đã điều tra ra chuyện này từ lâu rồi. Trương Bích Quân nói, tình hình của Lý Ngân Nhật thế nào rồi? Chương 1084, hành trình trở về 1. Trương Dương nói, điều này không thể nói được, lần này tôi khám bệnh cho Lý Ngân Nhật là do quan hệ tư, dù là vì thể diện của Kiều lão, hay là vì chức trách của một bác sĩ, tôi đều tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân, có điều thấy bà hiếu kỳ thế này, tôi sẽ cho bà biết chút tin tức, ông ta không sao cả. Trương Bích Quân nhận ra rằng Trương Dương gọi Kiều lão ra để thị uy với bà ta, đương nhiên không tiếp tục hỏi nữa, mà nhẹ nhàng nói, không sao là được rồi. Trương Dương nói, có phải bà có chuyện gì giấu tôi không? Trương Bích Quân nói, theo tình hình chúng tôi nắm bắt được, bên Nam Hàn muốn nhân cơ hội Lý Ngân Nhật dưỡng bệnh ở Trung Quốc hạ thủ với ông ấy. Trương Dương nói, Lý Ngân Nhật rất cẩn trọng, những biện pháp an toàn của ông ấy khá tốt, muốn hạ thủ cũng không dễ dàng. Trương Bích Quân cười, không tiếp tục vấn đề này nữa, bà thấp giọng nói, Duệ Dung thế nào rồi? Trương Dương cố ý thở dài rồi nói đến chuyện này, tôi luôn muốn tìm bà phái cô ấy đến bên cạnh tôi làm gì? Muốn giám sát tôi hay sao? Trương Bích Quân nhìn Trương Dương đầy hàm ý, đây gọi là bắt giặc tại gia, đừng tưởng rằng tôi không biết những tính toán của cậu, cậu và Lệ Phù đã liên thủ đưa Duệ Dung đến Đông Giang. Trương Đại Quan đương nhiên sẽ không thừa nhận, bà tưởng rằng đầu óc tôi có vấn đề, gọi người của bà đến để giám sát tôi à? Trương Bích Quân nói, cậu không cần phải lừa tôi là cô của Duệ Dung, sự việc của nó tôi rất hiểu, lúc đầu, tôi điều nó từ Giang Thành về. Là vì nó đã có tình cảm với Thường Lăng Phong. Trương Dương nói, vậy thì bà cố tình chia rẽ người ta rồi. Trương Bích Quân thở dài nói, cậu cũng biết, làm nghề này của chúng tôi không được phép tồn tại tình cảm riêng tư. Trương Dương nói, cô ấy là cháu gái ruột của bà đấy, chẳng lẽ bà lại nhẫn tâm để cô ấy ở vậy cả đời sao? Trương Bích Quân nói, tôi vốn tưởng rằng sau khi điều nó đến Kinh Thành, nó sẽ thôi không nhớ nhung về Thường Lăng Phong, sẽ kết thúc tình cảm này. Nhưng tôi phát hiện nó đến tổng bộ rồi, vẫn không chú tâm hoàn toàn vào công việc, tinh thần không tốt, nên tôi biết rằng nó không thể nào quên được Thường Lăng Phong. Trương Dương nói, tôi nói một câu không nên nói. Thật ra Trương Duệ Dung và Thường Lăng Phong rất xứng đôi vừa lứa, giờ đây gặp phải người mình thích, mà người đó lại đối xử tốt với mình là điều không dễ dàng gì. Chủ nhiệm Trương, tôi thấy bà tha cho họ đi, không chắc ai cũng thích công việc mà bà làm, cả ngày suốt ngày tính toán âm mưu,
không biết chừng còn gặp phải nguy hiểm nữa. Một người con gái làm gì mà chẳng được, chẳng lẽ bà nhẫn tâm nhìn cô ấy gặp nguy hiểm sao? Trương Bích Quân nói, tôi đã tìm hiểu về Thường Lăng Phong, người này khá là ưu tú. Trương Dương nói, vậy thì bà định để cho họ một đường đi rồi sao? Không phản đối hai người qua lại rồi. Trương Bích Quân nói, có lẽ Duệ Dung không thích hợp với tổ chức này, mấy ngày nữa, tôi sẽ xóa hết những tin tức về nó, để nó trở lại bình ổn. Trương Dương nghe thấy Trương Bích Quân cuối cùng cũng để cho Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung đến với nhau, trong lòng cũng rất vui mừng, đây là sự thu hoạch không ngờ tới của hắn khi đến Kinh Thành lần này. Trương Dương nói, thật ra, điểm đích cuối cùng của phụ nữ là gia đình, những việc đánh chém vẫn nên để đàn ông làm thì hơn. Trương Bích Quân nói, cậu đã nói như vậy, thì cậu về đi, tôi sẽ cho cậu một công việc để làm. Trương Đại Quan lắc đầu nguầy nguậy, đừng đừng, tôi khó khăn lắm mới thoát ra đây được. Bà đừng kéo tôi về đó nữa, gì ấy nhỉ, gần đây sao không thấy chủ nhiệm Tà đâu nhỉ? Ông ấy đang bận gì vậy? Trương Bích Quân cười nói, đã rời ra rồi, thì đừng hỏi nhiều về chuyện nội bộ tổ chức nữa. Chiếc xe đã lái đến trước ban chú kinh Bình Hải, Trương Bích Quân nói, mặc dù cuộc sống của chúng ta đã ở thời đại hòa bình, nhưng ở một mặt mà cậu không thấy được, vẫn chưa bao giờ ngừng việc đấu tranh. Trương Dương mỉm cười nói, tôi không hứng thú với việc đó. Hắn đẩy cửa xe bước xuống, rồi vẫy vẫy tay với Trương Bích Quân ở trong xe, lại nói, tôi cảm thấy bà rất áp lực, bà bỏ chút thời gian nghe Tuệ Không Pháp Sư niệm kinh đi, nhìn thấu, từ bỏ, tự do. Trương Bích Quân nghe thấy mấy lời vớ vẩn của Trương Dương liền chau chau mày, nhìn Trương Dương bước từng bước lớn, bà ta nhẹ nhàng nói lại, nhìn thấu, từ bỏ, tự do ư. Trên đời này liệu có mấy người có thể từ bỏ thật sự chứ? Trương Dương đẩy cửa phòng, bước chân dừng lại một chút, sau đó bước về đằng trước, trong bóng tối, hắn cảm nhận được đằng sau gáy mình có tiếng gió, Trương Dương cúi thấp đầu, nắm lấy tay đối phương rồi vòng lại đè người đó xuống đất, từ tiếng thở gấp của đối phương, Trương Dương nhận ra đây là một người phụ nữ, hắn điểm đúng huyệt đạo của cô ấy, đóng cửa lại, rồi bật đèn trong phòng lên. Lý Uyển Cơ nằm bất động trên sàn nhà, cô ta mặc một bộ quần áo đồng phục của người phục vụ khách sạn, trên sàn có một khẩu súng. Trương Dương thở dài nói, đã để cho cô đi rồi, sao còn về đây? Lý Uyển Cơ tức giận trừng mắt nhìn Trương Dương, anh đã phá hoại chuyện lớn của tôi. Trương Dương cười nói, vì vậy mà cô phải giết tôi à? Lý Uyển Cơ hừ một tiếng. Trương Dương nói, tôi thật sự cảm thấy kỳ lạ, cô có nhiều cơ hội có thể tiếp cận Lý Ngân Nhật như vậy, sao không bắn cho ông ta một phát cho rồi? Xem ra cô không chỉ thù hận Lý Ngân Nhật, mà còn muốn giết ông ta bằng cách không ai hiểu tại sao nữa. Để tất cả mọi người biết rằng Lý Ngân Nhật không phải do cô giết, cũng có nghĩa là giữa cô và Lý Ngân Nhật cũng chẳng có thù hằn gì lớn lắm. Lý Uyển Cơ nói, điều này có liên quan gì đến anh? Trương Dương nói, bị người khác lợi dụng rất đáng thương, muốn hại chết Lý Ngân Nhật, mà lại sợ bị người khác phát hiện ra là do các người làm, muốn tìm ra người này không khó, chỉ cần điều tra kẻ địch lớn nhất của Lý Ngân Nhật là được rồi. Lý Uyển Cơ cắn cắn môi, cô ta phát hiện rằng người trẻ tuổi trước mắt mình không đơn giản. Trương Dương nói, cô yên tâm đi, tôi chẳng hứng thú gì với việc của Bắc Hàn các cô, và cũng chẳng hứng thú gì với cô đã sai ở chỗ, không nên hạ thủ với bệnh nhân của tôi, cái chết của Lý Ngân Nhật chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng giờ tôi đang chữa bệnh cho ông ta chính là bệnh nhân của tôi, nếu như ông ta đột nhiên chết như vậy, người khác sẽ tưởng rằng tôi hại chết ông ta, cô nói xem vậy tôi có oan ức không? Lý Uyển Cơ nói, người Trung Quốc các anh đều giống nhau, thích xen vào chuyện người khác. Trương Dương cười hà hà nói, nếu như chúng tôi không xen vào chuyện của người khác, thì các cô đã bị đánh gục từ đợt đế quốc Mỹ rồi, sao người Triều Tiên các cô chẳng có chút lương tâm nào vậy, làm cho các cô nhiều việc tốt như vậy, không cầu mong các cô cảm kích, nhưng cũng không thể nào ăn cháo đá bát vậy chứ. Lý Uyển Cơ tức giận trừng mắt nhìn Trương Dương, có bản lĩnh thì giết tôi đi. Trương Dương lắc đầu, tôi giao cô cho quốc an vậy, chắc chắn rằng họ có hứng thú với cô hơn tôi. Lý Uyển Cơ thay đổi sắc mặt. Cô ta bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tìm Trương Dương, cô ta vốn không ngờ tới việc thân thủ Trương Dương lại giỏi đến vậy. Trương Dương nói, có một việc tôi thấy rất lạ, sao cô lại hiểu về Đông Y đến vậy? Lý Uyển Cơ nói, Đông Y gì chứ, chẳng qua là các người học được một chút từ đất nước chúng tôi thôi. Trương Đại Quan vừa tức vừa cảm thấy nực cười, đầu óc của cô gái này cũng thật là kỳ lạ, từ bao giờ mà Đông Y đã biến thành của quốc gia họ rồi? Trương Dương nói, cô cố ý mua giới lam đến. Lại cố ý cho cản hoàng thảo vào trong trà, những thứ này lẫn lộn với thuốc của tôi,
sẽ giảm bớt hiệu quả thuốc, và sinh ra độc tố, tạo thành tổn thương với cơ thể Lý tướng quân. Thật là không đơn giản, nếu không có kiến thức tương đối về đông y, thì sẽ không nghĩ ra thủ đoạn như vậy. Lý Huyền Cơ nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Trương Dương nói, cô tiềm phục bên người Lý Ngân Nhật lâu như vậy, mà cũng không hại chết ông ta, xem ra, mạng của Lý Ngân Nhật rất lớn. Lý Huyền Cơ nói, nếu không phải là do anh, thì ông ta đã chết rồi. Trương Dương lại thở dài, tôi đã nhúng tay vào, thì tôi sẽ phụ trách đến cùng, bệnh của Lý Ngân Nhật tôi sẽ nhất định trị khỏi cho ông ta, các người muốn hại ông ta, thì đừng lợi dụng tôi, muốn đổ lỗi cho tôi, thì tôi sẽ làm cho các người gặp đen đủi đó. Lý Huyền Cơ vốn muốn cãi lại, nhưng thấy khí thế của Trương Dương, trong lòng lại cảm thấy tên này nói được chắc chắn làm được, loại người này vốn không nên gây sự. Cô ta thấp giọng nói, rốt cuộc anh muốn thế nào? Ngữ khí đã không còn hùng hổ như vừa rồi nữa. Trương Dương nói, thế nào à? Hắn nhấc chân đá vào mông Lý Huyền Cơ, dám bắn lén tôi à? Nhớ về sau nhé. Lý Huyền Cơ bị hắn đá cho rất đau, mông dường như bị vỡ làm đôi vậy, có điều sau khi đau xong, cô ta lại có được tự do, ôm lấy mông bò dậy, vừa tức giận vừa xấu hổ trừng mắt với Trương Dương. Trương Dương nói, nhân lúc tôi chưa thay đổi ý định, cô mau đi đi. Lý Huyền Cơ cắn môi, rồi nhặt khẩu súng của cô ta lên, mau chóng chạy ra khỏi phòng. Trương Dương tha cho Lý Huyền Cơ không phải vì cô ta là phụ nữ, và cũng không phải vì cô ta xinh đẹp, giữa Trương Dương và Lý Huyền Cơ không có thù oán gì lớn, hắn chẳng hứng thú gì với ân thù của mấy người Triều Tiên này. Chương 1085, hành trình trở về 2. Nếu như giao Lý Huyền Cơ cho Quốc An, thì có lẽ còn dẫn đến những phiền phức khôn lường, sự phiền phức của Trương Đại Quan đã đủ nhiều rồi, hắn chẳng hơi sức đâu để gây thêm phiền toái nữa. Khi Tống Hoài Minh và Văn Quốc Quyền gặp mặt, Trương Dương đã ngồi lên chuyến tàu về Đông Giang. Văn Quốc Quyền vẫn nhiệt tình với Tống Hoài Minh như trước kia, y nhẹ nhàng nói, Hoài Minh, Trương Dương không đến sao? Tống Hoài Minh cười nói, bên khu đô thị mới Đông Giang vừa xây dựng, rất nhiều việc còn đợi nó về xử lý. Y đã để ý đến việc La Tuệ Ninh không xuất hiện, cũng có nghĩa là Văn Quốc Quyền không hề tổ chức cuộc gặp gỡ gia đình ngày hôm nay, bảo Trương Dương đến chỉ là một lời mời khách sáo mà thôi. Văn Quốc Quyền mời Tống Hoài Minh vào ngồi, hôm nay y hơi khác thường, chủ đề nói chuyện vẫn vây quanh Trương Dương, Hoài Minh, tiểu tử Trương Dương này phải nên dạy dỗ rồi, tính tình vẫn bộc chộp như vậy, về sau làm chuyện lớn được. Tống Hoài Minh cười hà hà nói, anh là cha nuôi của nó, có dạy dỗ cũng nên là trách nhiệm của anh. Trong lòng y đã đoán được, lần này Trương Dương đến Kinh Thành, có lẽ đã làm cho Văn Quốc Quyền khó chịu rồi. Văn Quốc Quyền cũng cười, tôi làm gì có thời gian nói, nó là con rể tương lai của anh, cả ngày ở bên cạnh anh phải dạy nó mới đúng. Lần này Trương Dương đến Kinh Thành đã gây chuyện rồi sao? Văn Quốc Quyền nói, cũng chẳng có chuyện gì lớn, nó có chút mâu thuẫn với con trai của Trần Tuyền, mấy đứa trẻ đứa nào cũng bộp chộp. Tống Hoài Minh nói, nghe nói, con trai của Trần Tuyền là một thiên tài kinh doanh. Văn Quốc Quyền cười nói, trên thế gian này làm gì có nhiều thiên tài kinh doanh đến vậy chứ? Tầm mắt của An Bang tốt hơn những bạn cùng trang lứa một chút, vì thế đã thành công khi còn trẻ tuổi, và cũng gây ra nó có hơi kiêu ngạo, không biết sao lại xảy ra mâu thuẫn với Trương Dương, đến cuối cùng, hai đứa nó cùng đâm xe vào nhau. Đầu tiên là Trần An Bang lái xe đâm vào chiếc xe Trương Dương mượn của Hà Trường An, mấy ngày sau, Trương Dương lại lái xe đâm lại. Tống Hoài Minh không cười được nữa. Văn Quốc Quyền nói, đám thanh niên này cứ không giải tỏa được bức xúc là đi đâm nhau, thật là chẳng ra sao. Tống Hoài Minh nói, người không sao là được rồi. Văn Quốc Quyền gật đầu nói, người không sao, có điều Trương Dương đã dùng chiếc xe Jeep của Kiều Lão. Tống Hoài Minh cuối cùng đã nghe thấy đây mới là trọng điểm của câu chuyện này, rõ ràng là quan hệ của Trương Dương và Kiều Lão rất thân thiết, đã làm cho Văn Quốc Quyền cảnh giác. Y cười, cầm cốc trà lên, uống một ngụm. Văn Quốc Quyền nói, Hoài Minh, mấy ngày nay Kiều Lão đến Bình Hải, anh có biết không? Tống Hoài Minh lắc đầu, sau khi ông ấy đi khỏi tôi mới nghe nói vấn đề đó, Kiều Lão làm việc rất kín tiếng, sự việc ông ấy đến Bình Hải tôi không hề nghe nói chút phong thanh nào hết. Văn Quốc Quyền nói, tiểu tử Trương Dương này thật là khó cậy miệng. Văn Quốc Quyền không chỉ nói đến vấn đề Kiều Lão đến Bình Hải, mà đến tận bây giờ, Trương Dương vẫn không hề tiết lộ về mục đích lần đến Kinh Thành này của hắn. Tống Hoài Minh nói, chắc chắn là do Kiều Lão không cho nó nói. Văn Quốc Quyền thở dài nói, Hoài Minh, tôi lo lắng rằng tiểu tử này bị người ta lợi dụng.
Tống Hoài Minh nói, lo lắng cũng chẳng ích gì, nó là một người lớn rồi, nên làm gì và không nên làm gì, bản thân nó phải hiểu những điều đó. Văn Quốc Quyền nói, việc gì cũng có quá trình, rất nhiều người vì lúc đầu không chịu nổi, nên chỉ một đợt phong ba cũng đủ để quật ngã. Tống Hoài Minh nói, cứ kệ phong ba bão táp nổi lên đi. Văn Quốc Quyền cười hà hà nói, vậy thì phải xem bão táp thế nào rồi, nếu trận bão quá mạnh, cứ ngồi ngây ở đó chắc chắn sẽ bị dìm chết. Tống Hoài Minh nói, dù có bơi giỏi thế nào, thì cứ bơi vô định giữa biển cả mênh mông cũng trụ được bao lâu. Văn Quốc Quyền nói đầy hàm ý, bão gió lớn thế nào chăng nữa cũng có lúc phải kết thúc, chỉ cần kiên trì, sẽ có một ngày nhìn thấy được cầu vồng. Trương Dương bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, hắn dụi dụi mắt, nhìn thời gian đã là 4 giờ chiều, còn mấy tiếng nữa mới đến Đông Giang, nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Cha Vi. Này, sao anh chẳng nói gì mà đã đi rồi vậy, không nói cho tôi một tiếng. Trương Dương cười nói, nhớ tôi rồi sao? Nhớ anh cái con khỉ. Từ ngữ khí của Cha Vi có thể nghe thấy trạng thái của cô ấy khá tốt, có lẽ đã bước ra khỏi sự buồn bực của mấy ngày trước. Thật ra, cha tấn Bắc Khai trừ cô ấy cũng chỉ là làm hình thức mà thôi, chứ không phải thật sự muốn đẩy trách nhiệm lên người cô. Trương Dương nói, tìm tôi có việc gì? Có phải chú cô lại ức hiếp cô không? Ông ấy dám à, tôi còn chẳng thèm để ý đến ông ấy. Cha Vi nhắc đến chú mình liền tức giận. Trương Dương nói, nhẫn nhịn đi, nhẫn nhịn đi, chúng ta rất khoan hồng, đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng đến vòng ngực của cô. Đồ lưu manh, anh đúng là không biết gì là vô sỉ. Cha Vi ngượng mắng. Trương Đại Quan cười ha ha nói, gì ấy nhỉ, tìm tôi có việc gì? Cha Vi nói, không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao? Có thể, nhưng tôi luôn cảm thấy cô có việc. Cha Vi nói, anh ngày càng hiểu tôi rồi đấy. Đương nhiên, với tôi, cô là người trong suốt. Cút đi, anh còn lưu manh nữa về sau tôi sẽ không để ý đến anh nữa đâu. Con gái luôn nói có là không, miệng thì bảo Trương Dương là lưu manh. Nhưng trong lòng chẳng hề có chút tức giận nào. Trương Dương nói, vậy thì tôi không lưu manh nữa, cô nói đi, tín hiệu đột nhiên mất, điện thoại bị ngừng. Một lúc sau, Cha Vi lại gọi đến. Sao anh lại cúp điện thoại của tôi? Chẳng phải tôi đang ở trên tàu hỏa sao? Sóng không được tốt, nói xong một câu, điện thoại lại ngắt. Hai người cứ nói chuyện lúc được lúc không, khi tàu hỏa đến trạm Giang Thành mới có thể nói chuyện một cách bình thường, Cha Vi trách điện thoại của anh kiểu gì vậy? Mau vất đi thôi. Trương Dương nói, đâu có liên quan gì đến điện thoại, là do sóng yếu thôi. Đúng rồi, cô tìm tôi có việc gì? Cha Vi nói, Tuệ Không Pháp Sư muốn đến Nam Lâm tự bái Phật Tổ Xá Lợi, ngày hôm đó anh đã nói rằng sẽ giúp ông ấy liên lạc. Trương Dương nghe cô ấy nhắc tới việc này ngay lập tức nhớ ra, hắn cười nói, cô mà không nói thì tôi cũng quên khuấy mất chuyện này, ông ấy định bao giờ thì đến. Cha Vi nói, có lẽ là tuần sau. Không vấn đề gì, chút nữa tôi sẽ nói trước với Nam Lâm Tự, bảo bên đó làm công việc đón tiếp cho tốt. Cha Vi cười nói, không cần quá long trọng đâu, Tuệ Không Pháp Sư chỉ đến để bái Phật Tổ thôi, anh đừng bày trò long trọng quá. Trương Dương nói, cô vẫn nhiệt tình với sự việc của tinh toàn đó chứ. Cha Vi ngớ người, rồi nói, chẳng liên quan gì đến nhau, Tuệ Không Pháp Sư là bạn của tôi. Trương Dương nói, tâm trạng tốt hơn một chút rồi chứ. Cha Vi nói, không tốt, chẳng tốt chút nào cả. Trương Dương nói, nếu cảm thấy không ổn, thì đến Đông Giang tìm tôi không ngại ở cùng cô đây. Xì, tôi chẳng vô vị đến vậy. Trương Dương quay về Đông Giang chỉ thông báo cho Tần Thanh, tối nay Tần Thanh xong việc khá sớm, nên đã đến ga tàu hỏa để đón hắn. Cô lái chiếc xe Mitsubishi mà Trương Dương thường dùng, Trương Dương đến nơi họ đã hẹn, rồi kéo cửa xe ra, đưa hành lý vào trong ghế ngồi sau đó đến ghế phụ. Cười hì hì nhìn Tần Thanh. Tần Thanh bị hắn nhìn cho xấu hổ, liền mắng, nhìn cái gì? Có phải anh chưa gặp bao giờ đâu? Trương Dương nói, chị Thanh, chị thật là xinh. Đầy người xinh, kinh thành càng nhiều mỹ nữ hơn, em cứ tưởng anh đi rồi không về nữa cơ đấy. Trương Dương cười hà hà nói, dễ của anh ở đây, kinh thành chẳng có chút hấp dẫn gì với anh hết. Tần Thanh nói, loại đa tình như anh đến đâu mà chẳng cắm dễ được. Trương Dương kéo tay của cô ấy đặt vào giữa hai chân hắn. Vậy thì em mau giữ dễ lại đi. Tần Thanh cảm thấy độ cứng và nóng, liền vội vàng rụt tay về, nhẹ nhàng nói, đừng linh tinh. Cô khởi động xe, Trương Đại Quan cười nói, tối nay ăn gì vậy? Tần Thanh nói, em đã mua thức ăn rồi, chút nữa nấu cơm cho anh ăn.
Trương Dương gật đầu, được, ở ngoài lâu ngày vậy rồi, anh đã chán ngấy cơm tiệm rồi. Tần Thanh nói, vậy thì hôm nay ăn đơn giản một chút. Trương Dương dùng tay đặt lên đùi của cô, anh còn muốn ăn thịt nữa. Tần Thanh hơi đỏ mặt, giơ tay đánh vào lưng hắn, rồi nhẹ nhàng mắng, anh thắt dây an toàn vào đi kìa. Đến trước khu chung cư, Trương Dương bảo Tần Thanh về trước, còn hắn đến cửa mua nửa con le le, một ít mề vịt, trên đường về, lại gặp phải người bán hàng trước đó đã bán đĩa cho hắn, tên đó thần bí bước đến, người anh em, mua đĩa không? Trương Dương nhớ lại sự kiện ô long lần trước, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, tự nhiên lại một mũi tên trúng hai con chim Tần Thanh và Thường Hải Tâm, may mà người bán hàng này đã tạo cho hắn cơ hội tốt, Trương Dương lắc đầu, tiếp tục đi về phía khu chung cư, người bán hàng đó dường như không cam tâm, đi theo và nói, người anh em, là phim hành động tình yêu, của Âu Mỹ, Nhật Bản cũng có, tôi nhớ anh, lần trước anh đã từng mua ở chỗ tôi. Trương Dương bị gã ta bám dính lấy đến độ bực mình. Hắn chẳng hứng thú gì với đĩa đen, có một vài việc trực diện quá sẽ gây cho người ta sự phản cảm. Trương Dương mua cho gã hai chiếc đĩa phim rồi bảo người bán hàng đi chỗ khác. Về đến nhà, Tần Thanh đã nhìn thấy chiếc đĩa trong tay hắn, tưởng rằng đó là loại đĩa không tốt, liền mắng. Anh mau vứt vào trong thùng rác đi, anh làm trò gì vậy? Cả ngày đầu óc anh chỉ có thứ này thôi. Trương Dương cười nói, người bán hàng dính anh như keo vậy, đây là phim bình thường thôi, không phải là thứ em nghĩ đâu. Tần Thanh nói, anh ấy à, học theo ai hư rồi không biết. Trương Dương giơ tay muốn ôm cô ấy, Tần Thanh nói, em còn đang đánh vảy cá, đừng làm bẩn quần áo của anh. Trương Dương chu mỏ ra, Tần Thanh nhìn hắn, mở hai tay tiến đến, rồi hôn lên môi hắn, không ngờ bị Trương Dương ôm lấy, Tần Thanh sợ hãi kêu a lên một tiếng. Đừng, đừng, người bẩn hết cả rồi này. Trương Dương nói, thơm phức thế này, bẩn ở đâu ra? Hắn ôm lấy Tần Thanh quay trên mặt đất hai vòng mới thả cô xuống. Tần Thanh nhắc nhở hắn, anh là một cán bộ quốc gia, đừng xem mấy thứ này, gần đây đang sục sạo những thứ này nghiêm lắm đó, cẩn thận bị bắt đi thì phiền. Trương Dương cười nói, anh chỉ từng mua một lần, lần trước là vô ý, anh không ngờ bên trong lại là đĩa con heo. Tần Thanh nói, chẳng phải trông anh quá dê dà, chứ không người ta sao lại giới thiệu cho anh loại đó. Trương Dương nói, anh mà dê dà sao? Sao anh không cảm thấy điều đó? Tần Thanh nói, anh mau đi tắm đi, em đi nấu cơm đây. Trương Dương ừm một tiếng, đúng là phải tắm rửa thật rồi. Tần Thanh nấu xong cơm, Trương Dương cũng đã bước từ trong nhà tắm ra, hắn hít hít rồi nói, thật là thơm. Tần Thanh nói, em vừa mới học làm đầu cá chua ngọt đấy, em làm cho anh nếm thử. Trương Dương ngồi xuống bàn ăn, Tần Thanh cầm chai rượu Thanh Giang đặc cống đã mở sẵn rót cho hắn một ly, hai người cùng ly. Trương Dương nhấm một ngụm rồi nói, sao mùi vị của Thanh Giang đặc cống này không ngon như trước kia nữa rồi. Tần Thanh nói, em thấy mùi vị chẳng thay đổi gì, có lẽ là khẩu vị của anh thay đổi thôi. Uống nhiều Mao Đài Ngũ Lương dịch quá rồi, giờ uống lại Thanh Giang đặc cống, đương nhiên cảm thấy không ngon rồi. Trương Dương cười nói, em đang nói bóng gió anh có mới nới cũ. Tần Thanh mỉm cười nói, anh chẳng phải như vậy sao? Trương Dương nói, không phải, em giống như rượu lâu năm. Càng uống càng thấy ngon. Tần Thanh hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng nói, anh đang nói bóng gió rằng em già rồi. Trương Dương nói, không già chút nào, vẫn còn trẻ trung lắm. Tần Thanh nhấc chân đá vào chân hắn dưới gầm bàn, rồi mắng, đúng là lời tốt đẹp đến mấy rơi vào miệng anh cũng thay đổi được. Chương 1086, Địa Tạc 1. Trương Đại Quan cười ha ha, Tần Thanh gắp một miếng cá bỏ vào miệng Trương Dương. Rồi nhẹ nhàng nói, lần này đi kinh thành có thu hoạch gì không? Trương Dương nói, may mà vẫn không phải là phí công chạy một chuyến, đã kết giao được mấy vị thái tử gia của kinh thành, cuối tháng này họ sẽ cùng đến đây. Tần Thanh nói, thái tử gia, đám người đó chẳng dễ dàng chăm sóc đâu. Trương Dương nói, họ không phải hống hách như lời đồn đại đâu, bất cứ một nhóm người nào cũng có người xấu người tốt mà, em yên tâm đi, việc này anh sẽ xử lý thấu đáo. Tần Thanh nói, công tác kiến thiết của khu đô thị mới cũng khá thuận lợi, gần đây có không ít nhà đầu tư đến để bàn về chuyện đầu tư, hầu như đa số họ chú ý vào mảng bất động sản. Theo sự quy hoạch của chúng ta, trong vòng 5 năm tới khu đô thị mới này có thể dung nạp cuộc sống của 100.000 người dân. Trương Dương nói, chỉ cần đầu tư đủ, thì việc xây dựng nhất định không có vấn đề gì. Tần Thanh còn muốn nói gì đó nữa, nhưng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô nhìn Trương Dương hơi ngạc nhiên. Lúc này không biết còn ai đến để thăm Trương Dương.
Trương Dương nói, hôm nay anh về không có ai biết. Tần Thanh ngước ngước mặt, ngụ ý bảo Trương Dương đi xem, cô ấy đứng dậy trốn vào trong phòng ngủ. Trương Dương đến trước cánh cửa nhìn ra ngoài qua mắt mèo, thì nhìn thấy hai người cảnh sát đứng ở ngoài cửa. Trương Dương hơi ngạc nhiên, không để ý đến họ ngay, một người cảnh sát thấy mãi không mở cửa, liền dùng sức đập vào cánh cửa phòng, tôi biết là có người ở nhà, điều tra hộ khẩu đây. Trương Dương cũng chẳng nghĩ nhiều, bèn kéo cánh cửa, hai người cảnh sát nhìn hắn nghiêm nghị, rồi một người trong số đó nói, tránh ra nào. Trương Dương giơ tay chặn cánh cửa lại rồi nói, thế này là thế nào đây? Muốn tự xông vào nhà ở của nhân dân à? Viên cảnh sát đó chỉ vào mũi Trương Dương nói, anh thật thà chút cho tôi, vừa nãy có phải anh đã mua một chiếc đĩa ở dưới nhà không? Trương Dương vừa nghe đã ngớ người, mẹ kiếp, Đông Giang đúng là đất tà, vừa nãy Tần Thanh còn nói đến gầy đây đang làm nghiêm vụ kiểm tra văn hóa phẩm đồi trụy, không ngờ giờ đã ứng nghiệm rồi, người ta còn tìm hẳn đến hắn. Trương Đại Quan đương nhiên phủ nhận, các anh tìm nhầm người rồi, tôi còn chẳng có đầu VCD, mua đĩa làm gì? Để cho chúng tôi vào. Trương Dương tức giận, vào cái gì mà vào, có lệnh kiểm tra không? Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là cứ phối hợp với công tác của chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ tố cáo anh không kết hợp với người thi hành công vụ. Trương Dương nói, mau cút đi cho tôi, nếu chọc tức tôi, thì tôi lột ra các anh đó. Trương Đại Quan sao có thể để ý đến hai viên cảnh sát này được, mặc dù hắn rất nổi tiếng, nhưng điều đó không có nghĩa mỗi người cảnh sát đều biết đến hắn, hai viên cảnh sát này cũng đã làm việc nhiều năm rồi. Cũng được coi là đã gặp nhiều trường hợp, nên xử lý sự việc rất có kinh nghiệm, một viên cảnh sát đã sờ đến gậy điện, chỉ vào Trương Dương nói, mau mau quay người ra kia. Tôi nói với anh, chúng tôi chẳng phải vô duyên vô cớ đến gõ cửa nhà anh đâu, người bán đĩa đó bị chúng tôi bắt rồi. Trương Đại Quan lạnh lùng nói, liên quan quái gì đến tôi? Anh đã mua đĩa con heo, việc làm này có nghĩa là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụ. Trương Dương cười nói, dù là tôi có mua rồi thì cũng đã làm sao? Tôi để cho mình thưởng thức không được à? Mẹ kiếp, đây cũng là truyền bá sao? Hai các anh hùng hùng hổ hổ cái khỉ gì? Tự nhìn vào lương tâm mình mà trả lời xem, các anh đã từng xem chưa? Anh cái gì mà anh? Có phải đám cảnh sát các anh ăn no rồi rửng mỡ không? Có thời gian thì mau đi giữ gìn trật tự trị an xã hội đi, bắt thêm mấy thằng ăn cắp ăn trộm đó. Bắt thêm mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ đó, các anh để ý đến loại công dân sống và làm việc theo pháp luật như tôi làm gì. Quay người ra, viên cảnh sát đó cầm gậy điện xông lên, gã đã bị Trương Dương chọc tức, muốn dùng biện pháp mạnh với hắn. Trương Dương giơ chân, đã đá viên cảnh sát đó ra ngoài, viên cảnh sát đó hự một tiếng, rồi ngã rầm xuống đất, một viên cảnh sát còn lại thấy tình hình không ổn, cũng xông đến, bị Trương Dương tát một tát lên mặt, làm cho đầu óc quay mòng mòng. Nguyên nhân làm cho Trương Đại Quan tức giận là tên cảnh sát này không biết chọn thời điểm gì hết, vốn dĩ là một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, và một đêm lãng mạn, giờ đây lại bị hai tiểu tử này phá hỏng hoàn toàn. Anh dám đánh cảnh sát à, một viên cảnh sát giơ tay ra nắm lấy gậy điện của gã, lại bị Trương Dương đá một nhát vào lưng, làm cho gã không thể nào hồi lại được. Trương Dương chỉ vào hai người họ rồi mắng, mau cút đi cho tôi, cút càng xa càng tốt. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hai viên cảnh sát rõ ràng không lượng đúng sức chiến đấu của Trương Dương, hai tên bỏ dậy, rồi chui vào trong thang máy chạy mất. Họ vừa đi xong, Tần Thanh đã đi ra ngoài, cô lè lè lưỡi với Trương Dương, rồi thấp giọng nói, đã sớm bảo anh đừng mua thứ đó, giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi phải không? Trương Đại Quan thật là oan uổng, hôm nay hắn mua đĩa phim tử tế, đâu có phải là phim con heo, hắn chỉ cầu thang máy rồi nói, em đi trước đi, anh để lại để xem chúng còn làm trò gì nữa. Tần Thanh thở dài, cô cần túi sách rời khỏi, trước khi đi còn nói với Trương Dương, mau tìm quan hệ đi, nói rõ ràng chuyện này ra, đừng làm cho to chuyện. Trương Dương cười nói, anh biết rồi. Nhìn bóng dáng yêu kiều của Tần Thanh, Trương Đại Quan nuốt một ngụm nước bọt, vốn dĩ hắn định hôm nay phải thưởng thức chủ nhiệm Tần, một buổi tối rõ đẹp đẽ giờ đã bị đám cảnh sát phá hỏng. Khi Tần Thanh lái xe rời đi khỏi bãi đỗ xe, thấy mấy chiếc xe cảnh sát lục tục kéo đến, cô thầm thở dài một hơi. Rồi cầm điện thoại gọi cho Trương Dương, ở dưới này có rất nhiều cảnh sát kéo đến. Trương Dương nói, anh đánh cảnh sát, họ làm sao có thể nguôi được, em đừng lo, vừa nãy anh đã gọi điện cho Loan Cục rồi, anh ấy sẽ giúp anh xử lý chuyện này, em đừng lo cho anh nữa. Tần Thanh lại nhìn thấy một chiếc xe nhỏ dừng ở một bên, bên trên viết chữ đài truyền hình Đông Giang, cô liền chau chau mày, vội vàng lái xe rời đi,
nhắc nhở Trương Dương rằng, người của đài truyền hình cũng đã đến rồi. Trương Dương đứng ở ban công nhìn đám xe cảnh sát xuất hiện ở phía dưới, việc này thật khác thường, đài truyền hình sao lại đến nhanh như vậy? Hắn đã mua một chiếc đĩa, mà cảnh sát đã đến ngay rồi, trong chuyện này liệu có sự sắp đặt gì hay không, chẳng lẽ đám người này đã bày cục sẵn để hãm hại hắn ư? Thấy chiếc xe Jeep của Tần Thanh An toàn rời đi, trong lòng Trương Dương không còn nghi kỵ gì nữa, hắn vất chiếc đĩa vừa mua lên bàn, rồi kéo cửa phòng ra, ngồi trên sofa phòng khách đợi đám cảnh sát đó đến. Trương Đại Quan đánh cảnh sát không phải là sự bộc chộp kích động nhất thời, nếu không đánh cho hai viên cảnh sát chạy đi, thì Tần Thanh làm sao thoát thân thuận lợi được. Hắn càng nghĩ càng thấy việc này kỳ lạ, hôm nay hắn muốn xem, ai dám kiểm tra hắn. Bốn viên cảnh sát có mang theo đạn thật xông vào, nhìn thấy cửa phòng không đóng liền ngớ người ra, Trương Đại Quan ngồi trên ghế sofa, vẫn mặc chiếc áo choàng sau tắm, nheo nheo mắt nhìn họ, đến rồi à, đã mang lệnh kiểm tra đến chưa? Mấy người cảnh sát anh nhìn tôi nhìn anh, họ chưa từng gặp phải cảnh tượng này bao giờ, người này là ai chứ? Sao lại kiêu ngạo vậy? Phóng viên của đài truyền hình cũng đã đến đây rồi, đúng là phóng viên, con mắt của họ cao hơn đám cảnh sát này nhiều, khi phóng viên đó nhận ra người ngồi trong phòng là Trương Dương, sợ đến độ vội vàng che đi chiếc máy ảnh, người đang chụp ảnh hỏi, sao thế? Viên phóng viên đó ho khan một tiếng, rồi thấp giọng nói, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Trương Đại Quan gần đây không ít cơ hội lộ mặt trên TV, đa số phóng viên đã rất quen thuộc với gương mặt này của hắn. Trương Dương nói, phóng viên cũng đến rồi à, vào đây đi, chụp ảnh đi. Chụp hết đám cảnh sát không có lệnh kiểm tra mà đã xông vào nhà dân này lại cho tôi muốn xem, Đông Giang này có còn là nơi có pháp luật nữa không? Một viên cảnh sát đứng dậy cầm chiếc đĩa đặt ở trên bàn, lắc lắc với Trương Dương, đây là cái gì? Trương Dương nói, là phim bình thường. Tôi còn chưa kịp xem. Viên cảnh sát đó nhìn chiếc đĩa, vỏ ngoài đúng là phim bình thường, rồi nói với viên cảnh sát đứng sau kiểm tra đi. Ba viên cảnh sát đi vào, rồi bắt đầu lục soát ở khu vực gần loa. Trương Dương nói, này, các anh có lệnh khám không? Viên cảnh sát đó lạnh lùng cười một tiếng rồi nói, anh đã tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy, giờ còn công khai đánh người thi hành công vụ, chuẩn bị ngồi tù đi là vừa. Trương Dương gật đầu. Rồi nói với người phóng viên ngoài cửa. Đồng chí phóng viên, vào đây, chụp lại đi, chụp lại hết cho tôi. Thái độ của người phóng viên dở khóc dở cười, đã nhận ra Trương Dương, dù là cho gã thêm một lá gan gã cũng không dám chụp. Tủ loa của Trương Dương quả nhiên đã tìm thấy mấy chiếc đĩa phim con heo, có chiếc đĩa Vân Trung Mạn Bộ của Trương Dương mua lần trước, còn có mấy chiếc đĩa là của viên ba để lại, thậm chí Trương Dương còn không biết, muốn kiểm tra rất đơn giản. Cảnh sát ngay lập tức mở đĩa tại hiện trường, Trương Đại Quan cũng xem cùng, như không có chuyện gì xảy ra. Chương 1087, địa tả 2. Một viên cảnh sát không chịu nổi liền khích bác hắn, vẫn chưa xem đủ à. Trương Dương nói, các anh đúng là giỏi thật đấy, vừa nhìn đã biết chiếc nào là phim đen, chiếc nào không, đến tôi còn chưa xem nữa là. Hắn bắt đầu cảm thấy sự việc này có phần kỳ lạ, chiếc đĩa Vân Trung Mạn Bộ có một chiếc là do người bán hàng cho nhầm. Hắn không biết nên mùa về, hắn đặt trong đống đĩa kín như vậy, họ vẫn có thể tìm ra, hình như đã biết việc này từ trước vậy, chẳng lẽ họ lại biết trước thật sao? Đừng nói nữa, anh chuẩn bị ngồi tù đi. Lúc này Cục trưởng Công an khu Bạch Sa Loan Thắng Văn cũng bước vào cùng đồn trưởng đồn cảnh sát địa phương, sắc mặt của Loan Thắng Văn xanh lét, đồn trưởng đồn cảnh sát sợ hãi, Loan Thắng Văn thầm chửi tiểu tử Trương Dương thật là khốn nạn, cứ cách một thời gian là lại gây chuyện. Một viên cảnh sát đã kiểm tra ra chứng cứ, tưởng rằng lần này nhất định định tội được Trương Dương, cần chiếc đĩa con heo đó đến trước mặt đồn trưởng, Lưu Sở, đã tìm thấy rồi, tổng cộng có 5 chiếc đĩa đen. Đồn trưởng đồn cảnh sát không ngừng đưa mắt với hắn, đáng tiếc viên cảnh sát này không thể nhận ra điều gì. Loan Thắng Văn giơ tay cầm lấy mấy chiếc đĩa đó, gã nhìn rồi nói, loạn thế giai nhân, đây chẳng phải là phim Mỹ sao? Còn giành được giải Oscar nữa, tôi cũng xem rồi. Có vấn đề gì không? Đám cảnh sát ở đó đều ngớ người, nhưng Loan Cục có ý gì, họ đều hiểu cả, chắc chắn vị Loan Cục này đến là để giải vây. Lúc này đám cảnh sát mới chú ý đến sắc mặt của đồn trưởng của họ, thấy đồn trưởng mặt tái xanh tái mét, mọi người đều hiểu, hôm nay gây phiền phức rồi. Trương Dương nói, Loan Cục, anh đến rồi à, cảnh sát của các anh phá án đều không cần lệnh à. Loan Thắng Văn nhìn căn phòng lộn xộn, liền chau chau mày. Gã tức giận nói, ai bảo các anh xông vào đây thế?
Một viên cảnh sát trả lời đầy tủi thân, anh ta mở cửa, chúng tôi mới vào. Trương Dương nói, tôi mời các anh vào rồi à? Tôi mời các anh vào để lật loạn hết đồ của tôi lên rồi à? Loan Thắng Văn nói, làm bừa. Lưu Chí Đường, anh quản lý cấp dưới của mình thế nào vậy? Đồn trưởng đồn cảnh sát Lưu Chí Đường mặt đau khổ, xem ra như sắp khóc đến nơi rồi vậy, nếu như gã biết rằng hôm nay điều tra đúng vị ông cố này, thì dù thế nào gã cũng không chọc phải cái tổ ong này. Đến tận khi Loan Thắng Văn xuất hiện, gã mới biết thân phận của Trương Dương, theo đăng ký hộ khẩu ở đây cũng không phải là Trương Dương. Mấy việc cùng một lúc xảy ra, mới gây ra chuyện lần này. Trương Đại Quan thì lại tưởng rằng đây là một lần sự kiện ô long nữa, vừa nãy mới mua mấy chiếc đĩa phim, còn chưa kịp xem, cảnh sát đã tìm đến rồi, mặc dù người bán hàng đó biết hắn sống ở khu chung cư này, nhưng làm sao biết được địa chỉ chính xác của Trương Dương. Dù là cảnh sát có thần thông quảng đại đến mấy, nhưng ai là người gọi đám phóng viên đó đến. Thật sự trên đời không thiếu những chuyện trùng hợp, nhưng chuyện ngày hôm nay thì lại trùng hợp một cách quá đáng. Loan Thắng Văn ngụ ý đám cảnh sát đó đi ra ngoài. Mấy vị phóng viên đài truyền hình còn chạy nhanh hơn cả cảnh sát, ai cũng nhận ra sự việc có gì bất ổn, Trương Đại Quan nếu như bị chọc tức, thì ai ở gần người ấy sẽ đen đủi. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Loan Thắng Văn vứt hết đám đĩa đen lên trên bàn, rút ra một hộp thuốc lá, châm một điếu, hút một hơi, ánh mắt nhìn về phía bàn ăn cơm, với kinh nghiệm hình sự lâu năm của gã, Loan Thắng Văn đã ngay lập tức nhận ra rằng, người ăn cơm hôm nay không chỉ có một người, nhìn thấu sự việc này. Loan Thắng Văn không khó để giải thích tại sao Trương Dương lại động thủ đánh đám cảnh sát đó, không phải là do hắn thô lỗ, càng không phải là do hắn nghiện đánh cảnh sát, mà là hắn đã tạo điều kiện cho một người khác rời khỏi hiện trường. Với những hiểu biết của Loan Thắng Văn với Trương Dương, người vừa ăn cơm với hắn lúc vừa rồi, chắc chắn là một người phụ nữ. Nhìn thấu việc đó nhưng không thể nào nói ra, Loan Thắng Văn không những là một cảnh sát, mà còn là một quan chức đã sống và làm việc nhiều năm trên quan trường. Gã và Trương Dương không ai nói gì hết, Trương Dương về đến trước bàn ăn, cầm đến hai bát rau, rồi lấy một chiếc đũa sạch, lấy chai thanh giang đặc cống đó, rót cho Loan Thắng Văn một cốc, rồi cũng rót cho mình một cốc. Loan Thắng Văn nói, tôi không uống rượu. Trương Dương nói, có phải đang trong giờ làm việc đâu. Loan Thắng Văn không nói gì nữa, cầm cốc rượu lên nhấm một ngụm, rồi nhìn vào mấy chiếc đĩa trên bàn nói, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Trương Dương nói, nếu như người khác cố ý tìm ra lỗi của anh, thì thế nào cũng sẽ tìm được cơ hội, nếu tôi nói có người cố ý hãm hại tôi, thì anh liệu có tin không? Loan Thắng Văn nói, tôi không biết chuyện này. Trương Dương cười nói, tôi không nghi ngờ anh. Loan Thắng Văn nói, bên đồn cảnh sát cũng không mấy hiểu rõ về tình hình ở đây. Trương Dương nói, Loan Cục, anh không cảm thấy sự việc này rất kỳ lạ sao? Loan Thắng Văn đương nhiên hiểu được chuyện này có điều gì đó bất thường. Nhưng là người lãnh đạo của đám cảnh sát này, gã không tiện thừa nhận, Loan Thắng Văn nói, anh cũng đừng giả vờ không biết nữa, đương yên đương lành, anh đi mua đĩa đen làm gì, giờ đây toàn tỉnh đang làm gắt gao việc truy lùng văn hóa phẩm đồi trụy, anh mua đĩa đen chính là cố ý phạm tội rồi. Trương Dương nói, được, kể cả tôi có xem ở nhà tôi, thì động chạm đến ai cơ chứ? Đám cấp dưới của anh còn chẳng có lệnh khám nhà, mà đã xông vào nhà dân rồi, còn có vương pháp hay không? Loan Thắng Văn nói, thôi, người không biết không có tội. Sau khi nói ra câu này, gã ngay lập tức cảm thấy khó xử, rõ ràng lý lẽ không đứng về phía Trương Dương, việc này nếu như xảy ra trên người bình thường, thì ít nhất cũng phải phạt tiền. Trương Dương nói, tôi thật là chán đấy, cảnh sát các anh hành động luôn luôn có sự phối hợp của phóng viên sao. Sự việc tối nay không chỉ đơn giản là lùng sục văn hóa phẩm đồi truy đụng không, rõ ràng là đang bày trò hại tôi. Loan Thắng Văn cười hà hà nói, làm gì nghiêm trọng như vậy chứ? Gã đặt chén rượu xuống bàn, Trương Dương, sự việc ngày hôm nay kết thúc ở đây nhé, không cần phải để cho tất cả mọi người đều biết. Trương Dương cười nói, làm cho tất cả mọi người đều biết có lợi gì với tôi chứ? Một cán bộ nhà nước trốn ở nhà xem băng đen à? Làm vậy chẳng phải rất mất mặt sao? Loan Thắng Văn nói, vậy thì việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có vậy. Trương Dương nói, không nói ra ngoài cũng được, nhưng có điều việc này chẳng lẽ lại không điều tra rõ ràng sao? Loan Cục, chúng ta đã quen nhau không phải một hai ngày, sự việc tối nay anh hãy điều tra rõ cho tôi, có phải là có người đang cố tình gây chuyện không? Loan Thắng Văn nói, anh yên tâm đi, những việc thế này sẽ không xảy ra nữa đâu. Lúc này Loan Thắng Văn đã gần như tìm ra dấu vết của chuyện này, gã không ở lại quá lâu,
uống xong cốc rượu đó rồi rời khỏi chỗ ở của Trương Dương, đến dưới lầu, thấy đồn trưởng Lưu Chí Đường vẫn đứng ở đó đợi gã, mặt khổ hạnh, Loan Thắng Văn đương nhiên không thể có thái độ gì tốt với gã, kéo cửa xe ngồi vào trong, Lưu Chí Đường vội vàng vào theo, không ngớt kêu khổ, Loan cục, tôi thật sự không biết chủ nhiệm Trương ở đây, người khác báo án, tôi lịa không thể không đến. Loan Thắng Văn nói, phóng viên đài truyền hình là thế nào? Đồn cảnh sát các anh liên hợp hành động với bên đài báo từ bao giờ thế? Cái này, Loan Thắng Văn nói, người bán đĩa đó cũng là do anh sắp xếp đúng không? Lưu Chí Đường vội vàng lắc đầu, không đâu, không đâu, Loan cục, tôi có thể hứa trước huy hiệu cảnh sát của mình, tôi tuyệt đối không làm như vậy. Loan Thắng Văn lạnh lùng nhìn Lưu Chí Đường, làm cho gã không thể không cúi thấp đầu, Lưu Chí Đường nói lý nhí, Loan cục, tôi thật sự không làm chuyện này. Loan Thắng Văn nói, lần này thành phố đang làm ầm ĩ vụ quét văn hóa phẩm đồi trụy. Có phải là nhiệm vụ khó khăn, anh sợ hoàn thành không nổi chỉ tiêu cho mình không? Vì vậy nên đã nghĩ ra chiêu này để câu cá. Lưu Chí Đường nói, Loan cục, tôi không làm như vậy. Đầu tên này đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Loan Thắng Văn nói, Lưu Chí Đường, đừng nói với tôi tất cả những việc xảy ra trong tối hôm nay đều là một sự trùng hợp. Muốn múa rìu qua mặt tôi à, anh không đủ bản lĩnh đó đâu. Lưu Chí Đường nói, Loan cục, thật sự là có người báo án nên tôi mới đây. Ai vậy? Tôi không biết. Phóng viên là do ai tìm đến? Lưu Chí Đường lắc đầu nói, tôi không biết, lúc mới bắt đầu tôi chỉ phái hai viên cảnh sát đến, kết quả đã bị anh ta đánh, vì vậy chúng tôi mới ra quân tập thể, đến khi chúng tôi đến khu chung cư này, thì đã phát hiện ra xe của đài truyền hình đến nơi rồi, tôi nghĩ có lẽ là người báo án đó đã thông báo cho họ. Loan Thắng Văn nói, anh không biết người báo án là ai sao? Lưu Chí Đường nói, Lưu cục, tôi thề, tôi không biết. Loan Thắng Văn nói, tôi tin anh một lần này, chút nữa anh đưa người bán đĩa đó đến phân cục, tôi muốn xem ai là người gây ra trò này. Sắc mặt của Lưu Chí Đường càng trở nên khó coi, gã cắn môi, rồi cuối cùng thất vọng nói, Kỳ Phong. Loan Thắng Văn nhăn mặt, gã chậm chậm gật đầu rồi nói, rất hay, sự việc ngày hôm nay anh biết nên làm thế nào rồi đấy. Chương 1088, Địa Tạc 3. Lưu Chí Đường không hiểu nhìn Loan Thắng Văn. Gã thật sự không biết nên làm thế nào. Thấy tên này ngộ tính kém như vậy, Loan Thắng Văn ngay lập tức tức giận, việc này nếu như đồn ra ngoài, thì anh đừng nghĩ đến việc làm công việc này nữa, giờ đây thì cút đi cho tôi. Lưu Chí Đường vội vàng vàng bước xuống xe, không cẩn thận, đầu gã bị đập vào xe, rất đau. Loan Thắng Văn lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Kỳ Sơn. Kỳ Sơn, tôi nghĩ anh nên nói chuyện tử tế với em trai của anh. Trương Dương đứng ở trên ban công nhìn thấy điệu bộ khổ sở của Lưu Chí Đường, hắn cảm thấy tức cười, hắn chẳng tin sự việc hôm nay là một việc ngẫu nhiên, chắc chắn Loan Thắng Văn sẽ xử lý tốt việc này. Lúc này Tần Thanh gọi điện thoại đến, cô đã về đến nhà, cô quan tâm xem Trương Dương có xảy ra chuyện gì hay không. Trương Dương cười nói, không sao, Loan cục đã đuổi đám người đó đi rồi. Tần Thanh không chịu nổi liền mắng, anh hãy nhớ lấy, về sau đừng mua những thứ này nữa. Trương Đại Quan thở dài nói, anh sống lương thiện, anh thật sự không mua đĩa đen, là có người cố ý hãm hại anh. Đám cảnh sát này vừa vào phòng đã xông về chiếc đĩa Vân Trung Mạn Bộ, họ làm sao biết rõ ràng như vậy chứ? Tần Thanh nghe hắn nói như vậy, cũng cảm thấy đây là một cái bẫy, như vậy, có người đã để ý đến Trương Dương, không biết chừng ngay cả việc cô ấy ra vào chỗ ở của Trương Dương cũng bị người khác để ý đến, cô liền nói nhỏ. Xem ra về sau em không tiện đến chỗ anh nữa rồi. Trương Dương nói, nếu như để anh điều tra ra ai đang hại anh, thì anh quyết không tha cho hắn ta. Tần Thanh liền khuyên, thôi, đâu có gây ra chuyện gì lớn, anh cứ truy cứu làm gì. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, về sau anh để ý là được rồi. Trương Dương nói, đúng rồi, gần đây có phải thành phố muốn phân nhà không? Anh phải đi xin một căn mới được. Tần Thanh nói, điều kiện của anh đủ rồi đấy, có lẽ là phải bỏ ra 50.000 tệ. Trương Dương nói, 50.000 thì 50.000, nhân cơ hội phân nhà phân đất lần này, chúng ta đều đi xin một căn, tốt nhất là ở đối diện nhau, về sau ra vào cũng tiện hơn. Tần Thanh đương nhiên hiểu hắn muốn nói gì, liền mắng, anh thật sự muốn cả nơi này biết à. Anh đừng nghĩ linh tinh nữa, anh hãy suy nghĩ trước làm thế nào xử lý tốt công tác ở khu đô thị mới đi. Đến cấp bậc như của Trương Dương bây giờ, muốn phân một căn hộ đương nhiên không có vấn đề gì,
ngày hôm sau khi hắn đi làm liền tìm đến chủ nhiệm quản ủy hội, ủy viên quản lý, chủ yếu chỉ một nhóm người đảm nhận một vài chức trách quản lý nào đó trong tổ chức Lưu Bảo Toàn. Lưu Bảo Toàn là một trong những thành viên của ủy viên phân nhà đất, vừa nghe đến việc phân nhà đất, liền cười nói. Chủ nhiệm Trương, anh đến muộn quá rồi, việc này đã gần như quyết định xong rồi, những căn nhà đẹp hầu như không còn nữa. Trương Dương nói, thế là thế nào? Không còn phần của tôi nữa à? Giờ đây tôi cũng đâu có hộ khẩu. Lưu Bảo Toàn nói, không phải không có phần của anh nữa, lần này đủ nhà, những đồng chí đủ điều kiện đều có thể phân được nhà, nhưng những khu đẹp nhất trong thành phố đã không còn danh sách nữa. Phù Dung Viện ở phía đông vẫn còn chỗ, có điều những căn còn lại hầu như là căn cao nhất, 7 tầng và 1 tum, tầng dưới rộng khoảng 90 mét vuông, tầng trên rộng khoảng 4-50 mét, hơi cao, mà lại không có thang máy. Trương Dương nói, cao một chút cũng được, tôi không sợ phải leo thang. Lưu Bảo Toàn đưa cho hắn một tờ đăng ký, thật ra Lưu Bảo Toàn cũng đã xin nhà, lần này gã lấy được tầng 4. Trương Dương điền xong đơn rồi nói, bao giờ thì có chìa khóa vậy? Lưu Bảo Toàn không nhịn nổi cười nói, này chủ nhiệm Trương, anh cũng thật là gấp gáp quá đi, hiện tại nhà vẫn còn chưa hoàn thành xong, đang làm công tác trồng cây trong khu chung cư, bước đầu tính toán tầm Tết sẽ xong phòng, còn nữa, những đơn xin cấp nhà này còn phải báo lên trên để phê chuẩn nữa, đương nhiên với cấp bậc của anh sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trương Dương nói, giờ đây tôi đều thuê nhà của người khác ở cả, đi đi về về không tiện. Lưu Bảo Toàn nói, anh cố dùng tạm một thời gian đi, đợi nhà xây xong chúng tôi sẽ thông báo cho anh ngay. Trương Dương cảm thấy thái độ của Lưu Bảo Toàn với hắn đã tốt hơn rất nhiều. Người ta lễ độ với hắn, hắn đương nhiên cũng không thể nào sầm sầm mặt được, liền cười nói, chủ nhiệm Lưu để ý dùm nhé. Lưu Bảo Toàn nói, còn một việc nữa, theo quy định của chúng tôi, người có hai vợ chồng cùng làm trong đơn vị nhà nước phải nộp 25.000 để mua, còn như anh chỉ có một mình thì là 50.000, anh chuẩn bị tiền trước đi nhé. Trương Dương gật đầu, giờ đây hắn muốn mình có một cái ổ riêng, tầng trên cùng thì tầng trên cùng vậy, chút nữa về bảo Tần Thanh cũng xin một tầng trên cùng, buổi tối ra ngoài gặp nhau cũng tiện hơn, Trương Đại Quan đã bắt đầu nghĩ về cuộc sống tốt đẹp không lâu sau của mình. Lưu Bảo Toàn dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn không tiện mở miệng. Trương Dương nhận thấy ý của gã, chủ nhiệm Trương, có phải anh có chuyện gì không? Lưu Bảo Toàn gật đầu, gã thở dài rồi nói, chủ nhiệm Trương, anh có biết chuyện Chu Sơn Hổ theo đuổi con gái nhà tôi không? Trước đó Trương Dương từng gặp Chu Sơn Hổ và Lưu Hy Đình cùng đi xem phim, biết rằng hai người họ có lẽ có chuyện gì với nhau, có điều gần đây Trương Dương đi khắp mọi nơi, cũng không để ý đến việc này, liền cố ý ngạc nhiên, hai người họ ấy à? Sau đó hắn lắc đầu nói, không thể nào. Lưu Bảo Toàn nói, mấy ngày hôm nay tối nào Tiểu Đình cũng ra ngoài hẹn hò, tôi sợ rằng nó qua lại với mấy người xấu, vì vậy nên đã ngầm đi theo, kết quả, không ngờ Chu Sơn Hổ đang hẹn với nó. Trương Dương nói, thật sao? Lưu Bảo Toàn gật đầu nói, thật đó, chủ nhiệm Trương, anh có thể nói với Chu Sơn Hổ một tiếng dùm tôi không, hai đứa thật sự không thích hợp. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lưu, giờ đây người ta luôn nói rằng phải để yêu đương được tự do. Sự việc này tôi không thích hợp ra mặt ngăn cản đâu, phải không? Lưu Bảo Toàn nói, nhưng hai đứa nó thật sự không hợp với nhau. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lưu, có thích hợp hay không ông không quyết định được, và tôi cũng không quyết định được, nên để cho họ tự quyết định thôi. Lưu Bảo Toàn nói, Chu Sơn Hổ có hộ khẩu ở nông thôn, chưa từng học hết cấp 3, Tiểu Đình nhà chúng tôi là sinh viên đại học. Trương Dương thầm nói, cái đại học của khuê nữ nhà ông đang theo học cũng đâu có phải là đại học chính quy, chỉ là đại học tầm thấp mà thôi, có điều sự việc này hắn không thể nào tiện nói ra được. Trương Dương liền nói, chủ nhiệm Lưu, việc này ông hãy tìm người khác đi, tôi thật sự không tiện nói đâu. Nói rồi hắn đứng dậy cáo từ. Trương Dương về phòng làm việc của mình, vừa ngồi chưa ấm chỗ, đã thấy Thường Lăng Phong bước vào. Xem ra tâm trạng của Thường Lăng Phong khá tốt, trên mặt còn cười tươi, Trương Dương nheo mắt nói, thế nào? Xem ra tâm trạng của anh tốt nhỉ? Thường Lăng Phong cười, ngồi xuống đối diện Trương Dương, tôi nghe nói anh đã đi xin được cấp nhà sao? Trương Dương nói, vốn dĩ tôi cũng không định làm như vậy đâu, tôi là muốn nhường cơ hội cho người khác kìa, nhưng tôi nghe nói lần này nhà rất nhiều, nếu như tôi không lấy một căn, thì thật là dễ dàng cho đám gia đình cán bộ quốc gia kia quá. Thường Lăng Phong cười hà hà nói, anh là cán bộ cấp chính sở, đủ điều kiện rồi. Trương Dương nói, anh và Trương Duệ Dung thế nào rồi? Nghe hắn nói đến chuyện này, Thường Lăng Phong tỏ ra ngại ngần,
ho một tiếng rồi nói, đang trong thời gian làm việc, chúng ta có thể nói những chuyện không liên quan vậy sao? Trương Dương nói, tôi là lãnh đạo của anh, tôi nói với anh điều gì, thì anh phải trả lời điều đó, thế nào, gần đây có thấy tình cũ không rủ cũng tới không? Thường Lăng Phong nói, vẫn vậy thôi. Trương Dương nói, Lăng Phong, không phải tôi nói anh, khi muốn chinh phục phụ nữ thì phải kiên quyết quyết đoán, không bao giờ được phép do dự. Trên mặt Thường Lăng Phong hơi đỏ, gã là người hướng nội, không bao giờ nói được những lời này ra, gã ngắt lời Trương Dương, anh đừng có hỏi chuyện tôi nữa, tôi đến là để báo cáo công việc với anh đó. Trương Dương nói, nếu so sánh với công việc, thì tôi còn quan tâm đến cuộc sống của anh hơn, Lăng Phong, lần này tôi đã mang cơ hội đến cho anh, khi cần tiến lên thì phải tiến lên, chỉ cần gạo nấu thành cơm, thì Trương Duệ Dung sẽ không bao giờ thoát được khỏi tầm tay của anh nữa. Thường Lăng Phong thấy tên này càng nói càng quá đáng, thật là dở khóc dở cười, tối nay ban chiêu thương có một cuộc liên hoan hữu nghị, đã gửi lời mời cho chúng ta, anh có đi không? Trương Dương nói, anh đi đi. Thường Lăng Phong nói, tối nay tôi đã hẹn Trương Duệ Dung đi xem phim rồi. Trương Dương cười nói, cơ hội đến rồi đó, xem phim là một cơ hội tối, tắt đèn tối om, mắt dán vào màn hình, anh đừng để tay mình thừa thãi nhé. Thường Lăng Phong thật sự không chịu nổi hắn. Liền chắp tay nói, anh tha cho tôi đi, tôi gọi anh một tiếng thầy có được không? Thầy Trương à, tôi đã để giấy mời trên bàn rồi, anh đừng quên nhé. Trương Dương dặn dò gã, thời khắc quan trọng nhớ phải ra tay đó. Thường Lăng Phong chạy khỏi phòng làm việc của hắn, vừa đúng lúc Thường Hải Tâm mang một tập văn kiện đến tìm Trương Dương ký tên, thấy Thường Lăng Phong mặt đỏ đi ra, lại nghe thấy câu cuối cùng của Trương Dương, cô nhìn bóng của Thường Lăng Phong hơi ngạc nhiên. Chương 1089, không gặp lại một. Đến trước bàn làm việc của Trương Dương, cô để một tập văn kiện trên bàn rồi nói, chủ nhiệm Trương, những văn kiện này đều đợi anh ký. Trương Dương nói, đã xem chưa, có vấn đề gì không? Thường Hải Tâm lắc đầu, Trương Dương vừa ký tên vừa hỏi, sáng hôm nay không thấy cô đâu. Thường Hải Tâm nói, em đã đến chính phủ thành phố để đưa báo cáo, vừa nãy anh nói gì mà thời khắc quan trọng thì phải ra tay vậy. Trương Dương cười hì hì nhìn cô ấy, hắn thò tay ra, Thường Hải Tâm vẫn chưa kịp hiểu là chuyện gì, thì ngực trái đã bị Trương Dương nắm lấy rồi, cô kinh hãi a lên một tiếng, rồi vội vàng ôm lấy miệng, mặt đỏ bừng bừng. Trương Đại Quan thấp giọng nói, anh đang dạy anh ta làm thế nào để đối phó với Trương Duệ Dung. Thường Hải Tâm mắng, xấu xa quá, anh chỉ biết dạy hư người khác. Trương Dương thấp giọng nói, mấy ngày không gặp rồi, hình như đã nhỏ đi một chút. Thường Hải Tâm trừng mắt với hắn, mau ký tên đi, em còn phải đưa đến chính phủ thành phố nữa. Trương Dương nói, lần này em có xin cấp nhà không? Thường Hải Tâm nói, không, em không đủ cấp bậc, có xin cũng không có phần của em. Trương Dương nói, không phải chứ, vừa rồi anh nghe chủ nhiệm Lưu nói, lần này bên Mỹ Dung Viên vì khá xa, nên mọi người đều không muốn đi, còn không ít nhà, em là một cán bộ cấp chính khoa, phù hợp điều kiện rồi mà, em hãy gọi điện đi xin đi. Thường Hải Tâm lắc đầu nói, thôi, để người khác đỡ nói ra nói vào. Trương Dương nói, em xin một căn nhỏ một chút mà, ở tầng thượng ấy. Thường Hải Tâm nói, tại sao phải là tầng thượng? Trương Dương cười nói, anh đã xin tầng thượng, về sau sang thăm nhau cũng dễ hơn. Thường Hải Tâm biết rõ hắn đang tính toán trò gì, mắt lườm hắt, rồi thu thập văn kiện hắn đã ký xong rời khỏi phòng làm việc. Trương Dương gọi cô lại. Thường Lăng Phong tưởng rằng hắn còn đang khuyên cô xin cấp nhà, nên nói nhỏ em sẽ suy nghĩ về việc này. Trương Dương nói, tối nay ban chú kinh Đông Giang tổ chức liên hoan, mời chúng ta qua đó, chúng ta cùng đi nhé. Thường Hải Tâm lắc đầu nói, em đã đồng ý với chủ nhiệm Tần rồi, buổi tối sẽ đi làm đầu cùng cô ấy. Trương Dương thở dài nói, phụ nữ đúng là rách việc. Địa điểm cuộc liên hoan là ban chiêu đãi số 2 của chính phủ thành phố. Trương Dương và Cục trưởng Cục Quản lý Tổng hợp La An định cùng qua đó. Lương Hiểu Âu đứng ở ngoài cửa tiếp đón các vị khách, thấy Trương Dương và La An định cùng đến. Lương Hiểu Âu cười ra đón, chủ nhiệm Trương, Cục trưởng La, cảm ơn mọi người đã nể mặt tôi. La An định cười nói, chủ nhiệm Lương khách sáo quá, lần này chúng tôi đến cũng là muốn mượn ngọn gió đông của mọi người, xem có thể kéo một chút đầu tư về bên khu đô thị mới hay không. Lương Hiểu Âu bắt tay với gã. Rồi lại giơ tay ra với Trương Dương. Trương Đại Quan lắc đầu nói, chủ nhiệm Lương, thôi đi vậy, tôi sợ tí nữa có người cầm dao chém tôi lắm. Lương Hiểu Âu cười khanh khách, cô nhẹ nhàng nói, tôi cũng bảo anh ấy đến đây rồi,
tôi nay có hai nhà đầu tư đều là bạn học đại học của anh ấy, tôi đã nói rõ việc đó rồi, anh ấy cũng không nhỏ nhen vậy đâu. Người cô ấy nói đến đương nhiên là bạn trai mình Thiệu An Khang. Trương Dương không tin, tính ích kỷ của Thiệu An Giang hắn đã từng lĩnh giáo, nếu như biết rằng tên này sẽ đến đây hôm nay, hắn dù thế nào cũng sẽ không tham dự vào lần liên hoan này. Thiệu An Khang cùng một người đàn ông mặc áo vest màu xanh đậm bước đến từ đằng xa xa, người đàn ông đó là bạn học của gã, là phó chủ tịch tập đoàn Thân Hải, Triệu Phó Tường. Nhìn thấy Trương Dương, Thiệu An Khang rõ ràng hơi ngớ ra, Lương Hiểu Âu vẫy vẫy tay với hắn, An Khang, anh đến đây một lát. Thiệu An Khang bước qua đó, dù sao thì lần trước đã bị Trương Dương xử lý một trận ở trước mặt mọi người, hơi thiếu thể diện, nên nhìn thấy ánh mắt của Trương Dương đương nhiên không thoải mái. Lương Hiểu Âu nói, mọi người đều đã từng gặp nhau rồi, đây là chủ nhiệm Trương hội ủy viên quản lý khu đô thị mới, đây là bạn trai của tôi Thiệu An Khang. Thiệu An Khang lần này lại chủ động giơ tay về phía Trương Dương, thật ra lần trước sau khi vì ghen tức mà gã gây chuyện ở Vọng Giang lâu, Lương Hiểu Âu suýt nữa thì chia tay với gã. Sau khi biết được giữa Lương Hiểu Âu và Trương Dương không có quan hệ ám muội gì, phụ huynh hai nhà cũng đã mắng cho gã một trận, mặc dù Thiệu An Khang ích kỷ, nhưng thật sự rất coi trọng Lương Hiểu Âu, phải mất một thời gian để có thể làm cho Lương Hiểu Âu hồi tâm chuyển ý, vì chuyện này, Thiệu An Khang còn phải viết giấy cam kết. Cam kết rằng về sau không nghĩ linh tinh nữa, cam kết rằng về sau không ích kỷ nữa, cam kết rằng về sau không ghen bóng ghen gió nữa. Nhưng cam kết thì vẫn là cam kết, nhìn thấy Trương Dương. Trong lòng Thiệu An Khang vẫn thấy hơi khó chịu, gã luôn cảm thấy Trương Dương đầy uy hiếp với mình. Người nhỏ nhen luôn luôn làm ra vẻ khẳng khái, người khác vừa nhìn đã nhận ra tên này đang giả vờ, nụ cười cũng khá giả tạo. Mặc dù Trương Dương không hề muốn gặp tên này, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, không thể thể hiện rằng mình quá nhỏ nhen, hắn cười hà hà bắt tay với Thiệu An Khang, thầy giáo Thiệu, chào anh, chào anh. Thiệu An Khang bắt tay với Trương Dương mặc dù lòng không muốn, chào chủ nhiệm Trương, chào chủ nhiệm Trương. Giữa hai người thể hiện quá khách sáo, làm cho Lương Hiểu Âu đứng bên cạnh cảm thấy vui, biểu hiện của Lương Hiểu Âu đã làm cho ấy thấy hy vọng, cô thấy rằng Thiệu An Khang đã cởi mở và rộng lượng hơn trước. Triệu Phó Tường đứng một bên nói, anh chính là Trương Dương, chủ nhiệm Trương đúng không? Trương Dương cười giơ tay ra, anh là, hắn không nhớ mình đã từng gặp Triệu Phó Tường ở đâu. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Triệu Phó Tường nói, tôi là Triệu Phó Tường của tập đoàn Thân Hải, tôi đã nghe danh của chủ nhiệm Trương từ lâu. Trương Dương cười nói, tôi cũng không biết là danh tiếng của mình lại nổi vậy đâu. Triệu Phó Tường cũng cười, tôi cũng là người đi ra từ Giang Thành. Trương Dương ừm một tiếng, rồi lắc tay của Triệu Phó Tường, nói vậy thì chúng ta là đồng hương rồi. Triệu Phó Tường nói, trước kia tôi từng làm trợ lý cho Phương Văn Nam tiên sinh ở tập đoàn Thịnh Thế. Nhắc đến Phương Văn Nam, đã làm cho Trương Dương nhớ lại hồi ức về không ít chuyện trước đó. Hắn đã rất lâu rồi không liên lạc với Phương Văn Nam, lần trước về Giang Thành, khi gặp Tô Tiểu Hồng cũng không thấy cô ấy nhắc đến tin tức gì của Phương Văn Nam. Triệu Phó Tường nói, Tổng Giám Đốc Phương đã vào trong bệnh viện rồi. Trương Dương không hề biết chuyện này. Hắn nhẹ nhàng nói, anh ấy không liên lạc gì với tôi. Triệu Phó Tường nói, sau khi ra tù không đến một tháng đã vào viện rồi, gần đây ở trong viện để điều trị. Trương Dương gật đầu, cùng Triệu Phó Tường bước vào trong hội trường bữa liên hoan. Ban chiêu thương mời không ít nhà đầu tư đến, trong đó có một số gương mặt là Trương Dương quen biết, hai vợ chồng thương nhân Nhật Bản Yasushi Inoue và Nakajima là người mà hắn đã quen từ lâu. Nakajima khá khâm phục Trương Dương. Ở xương sống của gã vẫn còn một cái đinh, mặc dù mấy năm gần đây không động vào đó, nhưng với gã mà nói, đây luôn là một câu chuyện thương tâm. Họ chủ động đến chào Trương Dương, Nakajima là hội trưởng thương hội Nhật Bản, cuộc liên hoan quan trọng do ban chú kinh tổ chức đương nhiên không thể nào quên được gã. Vợ của Yasushi Inoue là Suruko mặc một bộ kimono màu xanh đậm, trông rất nổi bật trong hàng ghế khách mời, nhìn thấy Suruko. Trương Dương liền nghĩ tới cảnh tượng năm đó cùng Cố Giai Đồng đến ở phòng rượu, tất cả đều tái hiện trước mắt, như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, tâm trạng vốn vui vẻ của Trương Dương đột nhiên trở nên buồn bã. Suruko dịu dàng nói, Trương tiên sinh, lâu lắm rồi không thấy anh đến nhà rượu. Trương Dương nói, tôi muốn đi, nhưng tôi không dám đi, vì tôi sợ nhớ lại một vài hoài ức. Suruko đoán được những điều Trương Dương nghĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi nói. Sự việc của Cố tiểu thư tôi cũng rất lấy làm tiếc. Trương Dương biết tình bạn giữa Cố Giai Đồng và Suruko, hắn tin rằng câu này của Suruko là thật lòng,
chứ không phải cố tình chọc vào trái tim bị thương của hắn. Hắn thấp giọng nói, Giai Đông luôn coi cô là người bạn tốt của cô ấy. Suruko cười nói, người sống thì vẫn phải kiên trì sống tiếp, Trương tiên sinh cần phải cố lên nhé. Nếu có thời gian thì cứ đến nhà rượu ngồi chơi, dù là ký ức là buồn bã hay vui vẻ, đều là những điều đáng để cất giữ, anh nói xem có phải vậy không? Trương Dương gật đầu, lời của Suruko hắn có phần lĩnh ý. Yasushi mỉm cười nói, thời gian gần đây tôi luôn ở Nhật Bản, thời gian đến Đông Giang không lâu, vẫn chưa kịp đến chào Trương chủ nhiệm một tiếng. Trương Dương cười nói, không cần phải câu nệ vậy đâu, chỉ là vấn đề điều động công tác bình thường thôi mà. Yasushi nói, nghe nói, khu đô thị mới sẽ trở thành trung tâm hành chính thương mại. Trương Dương gật đầu nói, xác định của thành phố là rất rõ ràng, doanh nhi Pi tập trung ở khu mới khai phá, trong quy hoạch thành phố của tương lai, nhất định phải làm rõ ràng chức năng của từng khu vực. Khu đô thị mới về nguyên tắc sẽ không có những doanh nghiệp cỡ lớn, nhưng đã được xây dựng một khu trụ sở doanh nghiệp, và chúng tôi sẽ chuyển tất cả khu làm việc hành chính của các doanh nghiệp về, nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của doanh nghiệp. Nakajima nói, tôi đã nhìn bản vẽ quy hoạch khu đô thị mới, lý tưởng rất tân tiến, dù là đặt trong tầm quốc tế cũng được coi là dẫn đầu. Chương 1090, không gặp lại 2. Trương Dương liền nói, giờ chúng tôi đang trong thời gian tìm kiếm nguồn đầu tư. Mọi người có thể giúp đỡ quảng cáo một chút dùm chúng tôi, hoan nghênh các nhà đầu tư Nhật Bản đến đầu tư tại khu đô thị mới Đông Giang. Nakajima nói, không vấn đề gì, không vấn đề gì. Buổi tối ngày hôm nay, Trương Dương không mang theo hy vọng gì quá lớn. Lương Hiểu Âu đứng đầu ban chú kinh Đông Giang, năng lực cá nhân của cô ấy quá đỗi bình thường, từ những vị khách cô ấy mời đến ngày hôm nay Trương Đại Quan đã có thể nhận ra điều đó, hầu hết đều là thương nhân của chính địa phương Đông Giang, nếu nói đây là một cuộc vận động đầu tư, thì chẳng bằng nói đây là một cuộc cảm ơn đầu tư, đại đa số người trong số này đều đã từng đầu tư vào Đông Giang rồi. La An Định cầm cốc rượu đến bên cạnh Trương Dương rồi chỉ vào người đàn ông mặc áo vest đen đứng ở đằng xa và nói, người đứng kia là đại diện của Bảo hiểm An Thuận, anh ta có ý xây dựng trụ sở của Bảo hiểm An Thuận tại khu đô thị mới. Trương Dương nói, được thôi. La An Định nói, anh có cần qua đó nói chuyện không? Trương Dương cười nói, thôi, anh phụ trách những việc như thế này, anh có thể quyết định được. Lời của Trương Dương làm cho La An Định cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặc dù La An Định và Trương Dương đều là cán bộ cấp chính sở, nhưng Trương Dương có thêm một chức là phó chủ nhiệm hội ủy viên quản lý, nên trên danh nghĩa là lãnh đạo của gã. Cũng chính vì điều này, trong một thời gian khá dài, La An Định cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng sự mạnh mẽ và năng lực mà Trương Dương biểu hiện đã làm cho La An Định không dám công khai thể hiện sự bất mãn trong lòng mình, đã không thể thay đổi hiện thực, thì phải học cách thích ứng với nó. Ngay cả chủ nhiệm quản ủy hội khu đô thị mới Lưu Bảo Toàn cũng đã bắt đầu hòa hoãn mối quan hệ với Trương Dương, La An Định cần gì phải chống lại cơ chứ. Hơn nữa, gần đây thái độ của Trương Dương đã trở nên khiêm nhường đi rất nhiều, trong rất nhiều việc có thể biểu hiện ra sự tôn trọng đối với người khác. La An Định cười nói, chủ nhiệm Trương, những sự việc quyết định ngay vẫn cần lãnh đạo các anh đến. Trương Dương cười hà hà nói, lãnh đạo gì cơ chứ, anh cũng là lãnh đạo mà, chúng ta là một nhóm. Chỉ là phân công công việc không giống nhau mà thôi, chẳng có cái gì gọi là lãnh đạo cả. Hắn lại nhìn thấy một người bạn cũ, Tưởng Kỳ Vĩ của công ty Phi Tiệp, Trương Dương cầm cốc rượu bước đến chỗ Tưởng Kỳ Vĩ. Tưởng Kỳ Vĩ nhìn hắn cười rồi nói, chủ nhiệm Trương, lâu lắm rồi không gặp. Trương Dương nói, anh là Lam Sơn, tôi ở Đông Giang, cơ hội gặp nhau vốn đã ít rồi. Thế nào, định trở về Đông Giang sao? Tưởng Kỳ Vĩ lắc đầu nói, tôi làm gì có thực lực mạnh như vậy? Bên Lam Sơn đã đủ làm tôi mệt phờ người rồi, giờ đây sản nghiệp đĩa phim cạnh tranh ngày càng kịch liệt, có thể giữ được thị phần trước đó của tôi đã là điều rất không dễ dàng rồi, không còn sức đâu nghĩ đến chuyện phát triển thêm nữa. Trương Dương gật đầu nói, thị trường trong nước là như vậy, nhìn thấy một ngành có thể kiếm tiền, thì mọi người ngay lập tức ảo đến như ong vỡ tổ, mà tất cả cũng chỉ có một nồi cháo đó, làm gì đủ cho tất cả mọi người chứ? Tưởng Kỳ Vĩ cảm thán nói, đúng là như vậy. Lần này tôi đến là để giao lưu với mọi người, xem phương hướng phát triển trong tương lai. Trương Dương nói, thời đại thay đổi, tư tưởng kinh doanh cũng phải thay đổi. Tưởng Kỹ Vĩ nói, nghèo thì phải thay đổi, mà thay đổi là sẽ tìm được đường. Hai người cùng cười ha ha. Tiếng cười của Trương Dương bị ngắt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại, hắn cười xin lỗi Tưởng Kỳ Vĩ, giờ vào điện thoại rồi đứng ra một bên, người gọi điện đến là Đồng Tú Tú, đây là một người bạn đã lâu.
Trương Dương bắt đầu nói đùa, tìm tôi có việc hay là nhớ tôi rồi vậy? Tiếng của Đồng Tú Tú vô cùng lo lắng, cô rõ ràng chẳng có tâm trạng đâu nói đùa với Trương Dương. Trương Dương, lần này anh nhất định phải giúp tôi. Trương Dương nhận ra sự căng thẳng của cô ấy, vì vậy không đùa nữa, có việc gì, cô nói đi. Đồng Tú Tú nói, anh họ của tôi bị người ta bắt mất rồi, giờ đây tôi còn không hiểu là chuyện gì nữa, quan hệ của anh ở Đông Giang rộng, anh xem có thể giúp anh ấy không? Trương Dương hơi ngớ người, Hoàng Quân à. Đồng Tú Tú nói, Trương Dương, anh nhất định phải giúp tôi, anh họ tôi là người phiền toái, tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện. Trương Dương ừm một tiếng, rồi thấp giọng nói, thế này đi, tôi sẽ điều tra rõ ràng tình hình trước, hy vọng anh ấy không có chuyện gì nghiêm trọng. Kết thúc cuộc điện thoại với Đồng Tú Tú, Trương Dương ngay lập tức liên lạc với Hoàng Quân, điện thoại của Hoàng Quân đang tắt máy, Trương Dương lại gọi điện thoại về quán Ba Tân Thạch Khí, mới biết rằng Hoàng Quân đã bị thị cục dẫn đi rồi, tội danh cụ thể thì vẫn không rõ. Trương Dương nghĩ một lúc, rồi liên lạc với Vinh Bằng Phi, không ngờ Vinh Bằng Phi lại biết rõ về chuyện này, Vinh Bằng Phi ngay lập tức trả lời Trương Dương, việc này anh đừng tham dự vào, Hoàng Quân đã liên quan đến ma túy. Cái gì cơ? Trương Dương ngớ người. Vinh Bằng Phi tưởng rằng hắn chưa nghe rõ, lại nói lại một lần nữa. Trương Dương nói, sao lại thế được? Vinh Bằng Phi nói, sao lại không được chứ? Đã phát hiện ra một số lượng lớn ma túy ở chỗ anh ta, giờ đây đang tiến hành thẩm vấn anh ta. Trương Dương ngay lập tức trầm mặc, mặc dù hắn luôn biết rằng Hoàng Quân là một nhân vật bên lề xã hội, quá khứ không sạch sẽ gì, nhưng không ngờ Hoàng Quân lại sử dụng ma túy, Hoàng Quân từng giúp hắn, người này khá nghĩa khí. Vì tình cảm trước đó, và cũng vì lời dặn dò của Đồng Tú Tú, Trương Dương bảo Vinh Bằng Phi sắp xếp cho mình gặp Hoàng Quân, lâu rồi không gặp, Hoàng Quân đã tiểu tụy đi nhiều, cả người vừa vàng vọt vừa gầy, tinh thần lại bất định, thấy Trương Dương đến thăm mình, Hoàng Quân cười nói, người anh em, cảm ơn, không ngờ trong lúc này lại có người đến thăm tôi. Trương Dương lấy ra một hộp thuốc, đưa đến trước mặt Hoàng Quân không giơ tay, mà giơ đầu về phía trước, ngậm lấy thuốc, Trương Dương lấy bật lửa châm cho gã. Người cảnh sát đứng bên cạnh nhìn sang Trương Dương, có điều gã biết rằng Trương Dương là được Vinh Bằng Phi sắp xếp gặp, vì vậy không nói nhiều. Hoàng Quân vội vàng hút điếu thuốc đó, hút rất mạnh, ngay cả gân xanh trên trán cũng đã lộ ra. Có lẽ là vì hút nhanh quá, nên gã bị sặc, ho mạnh liên hồi. Trương Dương nói, hút chậm chậm thôi, cẩn thận bị sặc chết đó. Hoàng Quân ho đến độ chảy nước mắt, gã lau lau khóe mắt rồi nói, tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Trương Dương nói, đã biết rõ con đường này là không có lối ra, thì tại sao còn phải cố đi tiếp? Hoàng Quân thở dài một hơi, rồi điều chỉnh tiết tấu hô hấp bình thường, rồi lại rít một hơi nói, việc làm ăn của quán ba rất tồi, tôi sắp sửa không thể chống đỡ được rồi. Muốn duy trì thì có thể nghĩ cách khác, tại sao phải dùng thuốc phiện chứ? Hoàng Quân cười, nụ cười của gã thể hiện ra vẻ thê lương, giờ đây nói gì cũng đã muộn rồi, tự mình đi sai đường, thì không thể nào trách người khác được. Trương Dương nói, Hoàng Quân, giờ đây điều anh cần làm là hợp tác với bên cảnh sát, phải báo người cung cấp hàng cho anh, để được sự khoan hồng của pháp luật. Bờ môi của Hoàng Quân hơi trao một chút, anh tưởng rằng tôi là một người không có nghĩa khí à? Trương Dương tức giận nói, mẹ kiếp, anh bị ngố à? Thứ này liên quan gì đến nghĩa khí chứ? Hít thuốc để hại mình, bán thuốc để hai người khác, anh có một chút lương tâm xã hội cũng nên nói chuyện này ra, anh định một mình chịu sao? Anh chịu được à, mẹ kiếp, anh không cần mạng nữa rồi à? Hoàng Quân ngớ người nhìn Trương Dương, thế giới của hai chúng ta không giống nhau, anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Trương Dương nói, Hoàng Quân, anh có não không vậy, bán ma túy không phải là một tội nhỏ, anh tưởng rằng anh chỉ cần ngồi vài năm rồi ra được à? Hoàng Quân nói, không có tuyến trên, cũng không có nhà cung cấp hàng, tôi chính là một người bán thuốc phiện lớn nhất, tôi chính là nguồn cung hàng. Trương Dương nhìn Hoàng Quân đầy thất vọng, ánh mắt của hắn còn có sự đáng thương, Hoàng Quân, nếu như anh chẳng thiết tha gì, thì nghĩa sẽ ép anh vào đường cùng mạt lộ. Hàn Quân hút hết điếu thuốc cuối cùng, rồi đứng dậy nói cảm ơn anh có thể đến thăm tôi. Hắn lắc lư bước vào trong, trông giống như một người say vậy. Trương Dương không ngờ rằng lần thăm tù này lại trở thành lần gặp mặt cuối cùng của hắn với Hoàng Quân. Hoàng Quân đã chết, chết trong ngục, cảnh sát bước đầu đoán định rằng lý do chết là tự sát. Khi Hoàng Quân chết, lúc đó đám phạm nhân ở phòng khác xảy ra tranh chấp đánh nhau, sau khi cảnh sát ngừng cuộc đánh nhau lại, thì phát hiện Hoàng Quân đã nằm ở dưới đất, ngực và bụng bị một vũ khí sắc đâm ba nhát, trên đường đưa đến bệnh viện, gã đã chết.
Cái chết của Hoàng Quân làm cho Trương Dương vô cùng chấn động, Vinh Bằng Phi cho rằng việc này là một vụ mưu sát, Hoàng Quân bị bắt, mặc dù gã rất kín tiếng, không nói gì về đường dây trên, nhưng người khác không tin gã, vẫn dìm gã vào chỗ chết. Vinh Bằng Phi thở dài rồi nói, Hoàng Quân cuối cùng đã phải trả giá vì sự nghĩa khí giang hồ của anh ta. Trương Dương nói, dù là anh ta có nói về đường dây phía trên, thì làm sao các anh có thể bảo đảm được anh ta an toàn? Chương 1091, không gặp lại ba. Vinh Bằng Phi bị hỏi hơi ngớ người. Trương Dương thở dài nói, hệ thống công an của các anh có vấn đề khá lớn trong việc quản lý nội bộ, bi kịch của Hoàng Quân không phải xảy ra đến một lần, và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Trong phạm vi khống chế của cảnh sát các anh, mà vẫn xảy ra vụ án mưu sát, anh không cảm thấy đó là một lời sỉ nhục với năng lực của các anh ư? Vinh Bằng Phi ngại ngần ho một tiếng. Trương Dương nói, dù là Hoàng Quân đã làm gì, nhưng người này là một nam tử Hán, anh ta có nguyên tắc của mình, anh ta có nghĩa khí của mình. Vinh Bằng Phi nói, tôi thừa nhận, cơ quan cảnh sát chúng tôi có trách nhiệm nhất định về sự việc của anh ta, chúng tôi không để tâm đến việc bảo vệ. Trương Dương không phải ý muốn chỉ trích Vinh Bằng Phi điều gì, việc này cũng không phải do một mình Vinh Bằng Phi gây nên, hắn thấp giọng nói, mất bò mới lo làm chuồng cũng không phải là quá muộn, đã phát hiện ra sai lầm của mình, thì phải cố gắng để bù đắp lại. Vinh Bằng Phi nói, Hoàng Quân chết, tất cả manh mối đều đứt rồi. Trương Dương không bao giờ cảm thấy tin tưởng về hiệu suất phá án của cảnh sát, lần trước trong việc của Lý Thành, Vinh Bằng Phi để đánh bắt xa bờ, đã bảo gã không tiếp tục truy cứu nữa. Nhưng đến tận bây giờ, cũng không có bất kỳ tiến triển nào cả, giờ đây Hoàng Quân đã chết, xem ra những kẻ buôn thuốc phiện này trốn rất kỹ ở Đông Giang. Trương Dương nói, nếu như Hoàng Quân không chết, thì anh ta sẽ bị kết án bao nhiêu năm? Vinh Bằng Phi nói, trên 7 năm. Trương Dương thở dài rồi nói, ai mà có thể để cho anh ta cam tâm mất đi 7 năm của cuộc đời? Vinh Bằng Phi nói, đáng tiếc là đối phương không hiểu, để phòng ngừa mình bị bại lộ, vẫn ra tay giết chết anh ấy. Đồng Tú Tú đến Đông Giang để xử lý hậu sự cho anh mình, Hoàng Quân chẳng mấy người thân, trước kia từng có một đám đệ tử cùng đi theo gã, nhưng sau khi Hoàng Quân gặp nạn, ai nấy đều sợ gặp phiền phức, rồi chạy trốn hết. Trương Dương và Cao Liêm Minh cùng đến Niệm, hai người đặt vòng hoa, Đồng Tú Tú mặc một bộ quần áo màu đen ra cảm ơn họ, Cao Liêm Minh nhìn gương mặt gầy gò tiều tụy của Đồng Tú Tú, cảm thấy xót xa, nhẹ nhàng nói, Tú Tú, đừng quá tiếc thương. Nếu như bình thường, Đồng Tú Tú nhất định sẽ hỏi hắn dựa vào đâu mà gọi cô như vậy, nhưng giờ đây đột nhiên cảm thấy Cao Liêm Minh cũng không đáng ghét như vậy nữa, cô gật đầu, vành mắt đã đỏ hoe. Cao Liêm Minh vội vàng đưa chiếc khăn giấy cho cô. Trương Dương đến trước linh cữu của Hoàng Quân, khom lưng vái ba vái để biểu thị lòng biết ơn. Khi còn sống Hoàng Quân chẳng làm mấy việc tốt, nhưng gã trọng nghĩa khí, là bạn tốt, cuối cùng cũng chết vì nghĩa khí của mình. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một đám người kéo đến. Vừa nhìn đã biết là đám tạp nham trong xã hội, trong đó có hai người Trương Dương quen, một người là Dương Kình Tùng, một người là Đại Bôn. Hai người đều từng bị Trương Dương dạy dỗ, thấy Trương Dương cũng ở đây, sắc mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đồng Tú Tú thấy đám người này ngay lập tức liền tức giận, cô tức giận nói các người đến làm gì? Ở đây không hoan nghênh các người. Đại Bôn nói, chúng tôi và Tiểu Quân đều là anh em chơi với nhau từ nhỏ, anh ấy đi rồi. Chúng tôi dù thế nào cũng phải tiến một chặng. Đồng Tú Tú kêu lên, cút ra ngoài, cút hết ra ngoài cho tôi. Nếu không phải do đám bạn bè chó má các người, thì anh họ tôi cũng không chết thảm như vậy. Đám người đó đều mặt hối hận, Đại Bôn và Dương Kình Tùng nhìn nhau, họ không tiếp tục đi lên trước nữa, mà lùi một chút, một đám người liền đứng khom lưng ở ngoài như vậy. Họ muốn đặt vòng hoa vào bên cạnh linh cữu, Đồng Tú Tú xông đến muốn vứt vòng hoa đi. Trương Dương ngăn cô lại rồi nói, thôi, để Hoàng Quân ra đi yên ổn đi. Đồng Tú Tú nghe thấy câu này, liền lớn tiếng khóc ầm lên. Cao Liêm Minh đến bên cạnh cô ấy, ôm vai cô ấy khuyên. Trương Đại Quan phát hiện rằng tên này rất biết tìm cơ hội, khi Đồng Tú Tú đau thương nhất thì tên này thừa thời cơ, muốn chiếm lĩnh trái tim của Đồng Tú Tú. Trương Dương hiểu rất rõ về bối cảnh của Đồng Tú Tú, nhà đầu này là đặc công của quốc an, Cao Liêm Minh muốn chinh phục cô ấy. Chỉ sợ không dễ dàng đến vậy. Đại Bôn và đám người đang chuẩn bị lên xe, thì Trương Dương đuổi theo từ đằng sau, hắn gọi, Dương Kình Tùng. Đầu cá mập Dương Kình Tùng hới ngớ ra, hắn quay người lại, rồi nhìn Trương Dương nói, có việc gì? Gã đã từng chịu không ít thiệt thòi dưới tay gã, vì vậy khi đối mặt với Trương Dương, rõ ràng cảm thấy hơi sợ sệt.
Trương Dương nói, đến đây, tôi nói chuyện với anh. Dương Kình Tùng nói, tôi chẳng có gì cần nói với anh cả. Trương Dương giơ tay nắm lấy cổ gã, rồi đẩy gã sang một bên, đám người Dương Kình Tùng dẫn đến nhìn thấy Trương Dương không chút khách sáo gì, ai nấy đều muốn xông lên, đại bôn vội vàng ngăn đám người lại rồi nói, đều là bạn của nhau cả, họ nói chuyện chúng ta đừng tham dự vào. Đại bôn đương nhiên biết rằng đám người này có cùng xông lên cũng không phải là đối thủ của Trương Dương, người thức thời là người giỏi. Thật ra, đầu cá mập Dương Kình Tùng cũng hiểu điều này, họ đã học được điều đó trong những trận dạy dỗ của Trương Dương, vì vậy Trương Dương nắm cổ gã trước mặt nhiều người như vậy, gã cũng không dám phản kháng, nên đến cùng Trương Dương tới chỗ đằng xa không có người. Dương Kình Tùng dừng bước, nhìn Trương Dương rồi nói, tôi không đắc tội với anh. Câu này đầy thành phần sợ hãi. Trương Dương nói, Hoàng Quân là bạn của anh sao? Dương Kình Tùng gật đầu nói, bạn tốt, chơi với nhau từ nhỏ, không ngờ anh ấy đột nhiên lại ra đi. Trương Dương nói, Hoàng Quân bị người khác mưu sát. Dương Kình Tùng nói, tôi không nghe nói điều đó. Cảnh sát đã đoán định bước đầu như vậy, có người muốn giết anh ta để diệt khẩu. Dương Kình Tùng nói, mẹ kiếp, ai mà hiểm độc đến vậy, nếu như để tôi biết, thì tôi sẽ giết chết. Trương Dương nói, việc này không có liên quan gì với anh. Dương Kình Tùng lắc đầu nguầy nguậy, không không, tôi thề tôi không liên quan gì đến việc này hết. Trương Dương nói, anh có biết Hoàng Quân bán thuốc phiện không? Không biết, tôi là người làm ăn chân chính, tôi không chơi vào mấy chuyện đó. Thật là cứng đầu, Lý Thành bán thuốc phiện trong sàn nhảy của anh, mà anh dám nói không biết chút gì sao? Dương Kình Tùng nói, anh ta thường đến chỗ tôi chơi thì không sai. Nhưng anh ta chưa từng bán thuốc phiện trong chỗ tôi. Trương Dương cười lạnh lùng nói, Dương Kình Tùng, mẹ kiếp, anh có còn là người không? Hoàng Quân là người anh em của anh ta chết mà không có lý do như vậy, anh lại không hề cảm thấy xót xa. Dương Kình Tùng nói, anh có ý gì vậy? Tôi đâu có phải là người hại chết anh ta, tôi cũng đâu có bảo anh ta đi bán thuốc phiện. Trương Dương nói, Hoàng Quân đến lúc chết cũng không nói ai là người bán hàng cho anh ta. Lần này anh ta chết vì nghĩa khí của mình, gã không bán rẻ bạn của mình, nhưng bạn của anh ta lại không tin anh ta. Dương Kình Tùng cắn răng nói, khốn kiếp, nếu tôi biết là ai, tôi nhất định sẽ giết tên súc sinh đó. Trương Dương gật đầu nói, tôi tin những lời anh nói là sự thật, có điều nếu như tôi điều tra ra anh có liên quan đến cái chết của Hoàng Quân, thì tôi chắc chắn sẽ làm cho anh sống không bằng chết. Dương Kình Tùng nói, tôi và Hoàng Quân đã từng sống chết vì nhau. Sao tôi lại có thể hại anh ta được? Trương Dương nói, anh biết phải tìm tôi thế nào đấy, nếu như anh có manh mối gì, thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Dương Kình Tùng cắn cắn môi, bước mấy bước, rồi lại quay đầu nói, số hàng của Hoàng Quân có lẽ là cùng một nguồn hàng với Lý Thành. Trương Dương gật đầu. Đại bôn tưởng rằng mình đã trốn được kiếp nạn, nhưng đi chưa được bao xa đã nhận được điện thoại của Trương Dương. Trương Dương hỏi bằng một giọng đầy nghi ngại, buổi trưa anh đến bộ chỉ huy xây dựng khu đô thị mới tìm tôi. Với Trương Dương, Đại Bôn không dám làm trái lời, 11 giờ trưa, gã đã xuất hiện ở bộ chỉ huy xây dựng khu đô thị mới, Trương Dương đã tìm đến gã, rồi lại chưa từng khách sáo như vậy, còn mời Đại Bôn đến ăn cơm ở đơn vị của hắn. Đại Bôn lần đầu tiên hưởng thụ cơm canh trong thể chế, thật là ngon, bữa cơm này Đại Bôn ăn rất ngon lành, gã biết rằng Trương Dương sẽ không tự dưng gọi gã đến đây. Chắc chắn vì liên quan đến chuyện của Hoàng Quân, nhưng khi ăn cơm, Trương Dương không nói gì cả, hắn không hỏi, Đại Bôn cũng không dám nói chuyện, cúi thấp đầu, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn hai cái màn thầu, Trương Dương nói, còn ăn nữa không? Đại Bôn lắc lắc đầu. Trương Dương cũng ăn no rồi, mỉm cười nói, nào, vào phòng làm việc của tôi đi. Đại Bôn khép nép đi theo sau Trương Dương đến phòng làm việc, nhìn trong phòng làm việc của Trương Dương. Liền nói nhỏ, chủ nhiệm Trương, anh là cán bộ lớn thế này, mà sao phòng làm việc lại đơn giản vậy? Trương Dương nói, tôi ghét lãng phí vô tội vạ. Hắn nhìn vào Đại Bôn rồi nói, hôm nay tôi mời anh đến, anh có lẽ hiểu rằng mục đích là gì đúng không? Đại Bôn gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Trương Dương nói, đừng giả ngốc, mẹ kiếp, anh vốn không thông minh, giả ngốc thêm thì thành thằng ngố rồi. Nếu như người khác mắng gã như vậy, thì Đại Bôn đã giận điên lên từ lâu rồi, nhưng đối diện với Trương Dương, gã không dám, nhân vật nhỏ cũng có sự thông minh của nhân vật nhỏ, đấu đá cũng phải xem trường hợp, Đại Bôn nhoẻn miệng cười, chủ nhiệm Trương dạy đúng lắm. Chương 1092, vẫn vậy một. Trương Dương thở dài nói, có gì muốn nói với tôi không?
Đại Bôn nói, sự việc của Hoàng quân tôi thật sự không biết, tôi đâu có liên quan đến thuốc phiện chứ. Trương Dương nói, Lý Thành có biết không? Đại Bôn nói, vậy thì anh phải hỏi anh ta. Trương Dương nói, anh phải giúp tôi một điều. Dù là tôi có năng lực, thì có thể giúp anh được gì? Trương Dương nói, gọi Lý Thành về đây cho tôi có chuyện muốn hỏi. Đại Bôn cười khổ hạnh nói, chủ nhiệm Trương, anh muốn hại tôi sao, sống trong xã hội phải dựa vào chữ nghĩa, nếu như tôi làm như vậy, thì về sau còn ai không xem thường tôi chứ? Không phải tôi không muốn giúp, mà là tôi không thể nào đi ngược lại với nguyên tắc của mình. Trương Dương nói, anh ta đang ở đâu? Tôi không biết, thật sự không biết. Dầm, Trương Dương đập mạnh lên bàn, làm cho Đại Bôn giật nảy mình. Gã lau mồ hôi trên trán rồi nói, chủ nhiệm Trương, anh ta có một người chị gái, tại hồ tắm Bành Hồ Loan, anh hãy đi hỏi cô ta xem. Trương Dương nói, Đại Bôn, anh ngày càng xảo quyệt rồi. Đại Bôn nói, chủ nhiệm Trương, tôi đâu dám làm gì với anh. Sự việc của Hoàng quân tôi cũng rất buồn, có một câu nói thế nào nhỉ, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Hoàng quân rất trượng nghĩa, anh hãy nói với bên cảnh sát một chút, nhất định phải tìm ra sát thủ thật sự ẩn giấu đằng sau. Phải trừng trị tên khốn đó bằng pháp luật. Trương Dương nói, anh cũng tin vào pháp luật sao? Đại Bôn nói, tin chứ, tôi không có việc gì là lại xem luật, không hiểu rõ luật, thì làm sao sống trên xã hội được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương trừng mắt với gã, gần đây anh để ý cho tôi thông tin về Hoàng quân, chỉ cần có chút đầu mối gì, là phải báo cho tôi ngay. Cao Liên Minh mấy ngày nay xin nghỉ phép, để giúp Đồng Tú Tú xử lý hậu sự của Hoàng quân. Đồng Tú Tú bảo hắn giúp điều tra manh mối vụ án của Hoàng quân, Cao Liên Minh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội thể hiện bản thân thế này, cố gắng giành được cảm tình của người đẹp. Đúng là người khóc kẻ cười, Thường Lăng Phong đang đón chào mùa xuân của tình cảm. Cao Liêm Minh cũng nhận thấy hy vọng của tương lai, Chu Sơn Hổ lại xin từ chức với Trương Dương vào lúc này. Trương Dương nhìn thấy lá đơn từ chức nguệch ngoạc của gã viết tay, bèn hỏi, đây là cái gì? Chu Sơn Hổ nói, anh Trương, là đơn từ chức của tôi. Trương Dương nó, sao thế? Chẳng phải đang làm tử tế sao? Tại sao phải từ chức chứ? Ánh mắt Chu Sơn Hổ không dám nhìn thẳng vào Trương Dương, mà lý nhí, tại vì nhà tôi có việc, tôi muốn đi về. Trương Dương vừa nhìn đã biết gã nói dối, liền nhẹ nhàng, cậu ở một mình có việc gì được chứ? Làm cho cẩn thận vào, cậu lái xe tốt như vậy, mọi người đều rất thích cậu mà đi thì thật lãng phí, đợi qua mấy năm nữa, tôi sẽ giúp cậu chuyển nghề. Chu Sơn Hổ nói, anh Trương, tôi biết anh rất tốt với tôi, nhưng thật sự tôi không thể ở lại đây được nữa. Gã khom lưng với Trương Dương, rồi quay người bước đi. Trương Dương lớn tiếng nói, cậu đứng lại cho tôi. Chu Sơn Hổ bèn dừng bước. Trương Dương nói, có phải là vì cô ấy không? Chu Sơn Hổ nói, anh Trương, anh đừng hỏi nữa. Trương Dương tức giận, mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là một người đàn bà sao? Tôi lúc đầu thích cậu, cũng bởi vì cậu to gan lớn mật, dám làm, nhưng giờ đây nhìn cái kiểu của cậu kia, vì một người phụ nữ mà bỏ cả công việc của mình, tôi đúng là đã nhìn nhầm cậu rồi. Chu Sơn Hổ nói, anh Trương, anh không hiểu đâu. Trương Dương nói, có gì mà không hiểu, người ta cảm thấy cậu từ nông thôn ra đây, cảm thấy cậu chỉ là một người làm tạm thời, không có công việc chính thức, có gì mà lớn chuyện chứ. Cậu mà đi như thế này, chỉ có thể làm người ta đánh giá thấp mình mà thôi. Anh Trương. Trương Dương nói, phụ nữ Trung Quốc không thiếu gì, không tốt thì chúng ta đổi. Mẹ kiếp, cậu không thể nào tử tế hơn được à, vì một người phụ nữ mà như muốn chết ngay vậy, có mất mặt không cơ chứ. Chu Hổ Sơn bị hắn mắng, mặt đỏ bừng nói, anh Trương, Tiểu. Tiểu Đình không nói gì cả, là tôi tự cảm thấy mình không xứng với người ta. Tôi nên đi xa một chút. Trương Dương nói, tình trường như chiến trường, khi đánh nhau thì cậu phải xung phong lên trước. Tôi chưa từng thấy cậu sợ điều gì, giờ đang yêu còn sợ gì nữa. Thích thì cứ thích thôi, kệ người ta nghĩ thế nào, chỉ cần hai người đồng ý cạnh nhau, thì làm rồi tính sau. Chu Sơn Hổ bị những lời thô lỗ của Trương Dương chấn động, cái đó cái con khỉ à. Trương Dương cầm lấy tờ đơn xin nghỉ việc, xé làm đôi rồi nói, cút đi, làm việc cho tử tế cho tôi, về sau mà dám nói với tôi chuyện từ chức, thì cẩn thận tôi xử lý cậu đấy. Chu Sơn Hổ còn muốn nói điều gì đó, nhưng Trương Dương đã chặn lời. Nếu như cậu dám tháo chạy, thì tôi sẽ nói câu chuyện này cho bà con lối xóm ở thôn Tiểu Thạch Hoa. Đến lúc đó xem ai là người mất thể diện.
Chu Sơn Hổ nói, anh Trương. Đừng gọi tôi là anh, gọi tôi là chủ nhiệm Trương. Chủ nhiệm Trương, tôi biết phải làm thế nào rồi. Trương Dương nói, làm thế nào? Chu Sơn Hổ nói, tôi sẽ lái xe, không để tâm đến chuyện gì nữa. Trương Dương giơ ngón tay cái về phía gã. Lúc này bên phòng bảo vệ bên ngoài gọi điện thoại đến, nói rằng có mấy vị hòa thượng chỉ đích danh muốn tìm chủ nhiệm Trương. Trương Đại Quan đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài, thì nhìn thấy Tuệ Không Pháp Sư và Minh Giác đã đứng ở ngoài cửa rồi. Còn một vị mặc áo cà sa, một tay cầm tràng hạt, đó chính là Tam Bảo Hòa Thượng đến từ Nam Lâm Tự. Trương Dương cười bước xuống cầu thang, lớn tiếng nói, mau, mau mời mấy vị đại sư vào đây. Hắn hét như vậy đã làm tất cả người làm việc của bộ chỉ huy phải chú ý đến, thấy Trương Đại Quan bước ra ngoài gặp mấy vị hòa thượng, trong lòng thầm cảm thán, vị chủ nhiệm Trương này thật là quen lắm người, ngay cả hòa thượng cũng là bạn của hắn. Cảnh giới của Tuệ Không Pháp Sư và Tảm Bao rõ ràng không giống nhau, hai mắt của Tuệ Không trông hiền hòa, mỉm cười cũng rất điềm đạm, hòa thượng Tam Bảo vừa nhìn đã biết là nhà hoạt động xã hội, cười ha ha nói, chủ nhiệm Trương, quản lý của anh ở đây thật là nghiêm khắc. Gã giơ giơ chiếc di động trong tay rồi nói, đang chuẩn bị gọi điện cho cậu đấy. Tuệ Không Pháp Sư chắp hai tay nói, A-di-đà Phật, Trương thí chủ trước đến giờ vẫn vậy. Trương Dương cười nói, vẫn vậy, vẫn vậy, cuộc du hành Nam Lâm Tự của Đại Sư hài lòng chứ? Tuệ Không Pháp Sư cười điềm đạm nói, tăng chúng Nam Lâm Tự đã chăm sóc sư đồ chúng tôi rất chu đáo, lần này tôi đi qua Đông Giang đã cảm nhận được tấm thịnh tình của các thí chủ. Trương Dương đến trước mặt Hòa Thượng Tam Bảo. Nhìn cách ăn mặc của người này, liền hỏi, này Tam Bảo, anh không cảm thấy rằng mình quá gây sự chú ý sao? Hòa thượng Tam Bảo cảm thán nói, chẳng còn cách nào cả, tất cả việc bình thường của chùa đều giao cho tôi phụ trách, tôi không làm thì ai làm chứ? Tên này nhất định là giống một người phàm tục, Trương Đại Quan cười nói, mấy vị đại sư, mời vào trong chùa để uống trà. Tuệ Không nói, không giấu gì thí chủ, lần này chúng tôi đến là để thăm Trương thí chủ, để biểu thị lời cảm ơn. Hai là để đến thăm Thu Hà Tự. Thu Hà Tự, Trương Đại Quan đến Đông Giang lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nghe thấy cái tên Thu Hà Tự. Hòa Thượng Tam Bảo nói, Thu Hà Tự là một chùa tầm cỡ được xây dựng từ thời Minh. Sau khi Triều Thanh ập đến đã bị phá hủy, Đài Loan cũng có một Thu Hà Tự, chính là do cao tăng Thu Hà Tự lúc đó là Phổ Hiền sau khi từ Đông Giang đến Đài Loan đã xây dựng lại. Trương Dương lúc này mới biết lần này Tuệ Không đến là để tìm hiểu cội nguồn. Hắn gọi Chu Sơn Hổ đến, bảo gã lái chiếc xe của đơn vị, đưa mấy vị hòa thượng đến Thu Hà Cổ Tự ở gần Hồ Thu Hà, nhưng gần đó đã hỏi mấy người, đều nói rằng không biết Thu Hà Cổ Tự ở đâu, chiếc xe đi qua biệt thự của Cố Doãn Chi, Trương Dương nhớ đến Cố Doãn Chi sau khi nghỉ hưu đã nghỉ ở đây, thế là xuống xe tìm Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi vừa vặn đang ở nhà, nghe họ vừa nói đến việc Thu Hà Cổ Tự, liền cười nói, ngôi chùa đó đã bị hủy hoại rồi. Chính là ở gần chỗ cách đông nam 2 cây. Trương Dương vừa nghe liền cảm thấy rất vui vẻ, vội vàng bảo Cố Doãn Chi dẫn họ cùng đi. Cố Doãn Chi nghe nói trong 3 vị cao tăng, một vị trong số đó là Tuệ Không Đại Sư nổi tiếng trong giới Phật học Đài Loan, cũng rất vui vẻ, y đã hỏi một chút triết lý cuộc sống với Tuệ Không Đại Sư. Sau khi Cố Doãn Chi nghỉ hưu, không có việc gì cũng thường xuyên đọc kinh Phật, những điều y biết cũng phải làm cho Tuệ Không cảm thấy bái phục. Chiếc xe ô tô dừng lại trước một cánh rừng, Cố Doãn Chi và Tuệ Không Đại Sư cùng sánh vai đi lên phía đầu tiên, Cố Doãn Chi nói, Thu Hà Tự từng hưng thịnh một thời ở Triều Minh, hương hỏa rất nhiều, khách thập phương đến đây rất nhiều để bái Phật, sau đó quân đội Triều Thanh ập vào, vì có những nghĩa sĩ phản Thanh, nên đã kích nộ Triều Đình Nhà Thanh. Triều Đình Nhà Thanh đã phái 5.000 binh sĩ đến vây quanh chùa, rồi giết hàng loạt tăng nhân, dùng lửa để đốt, theo lịch sử đã ghi chép, lúc đó lửa đã cháy liên tục 6 ngày 6 đêm. Những cơ nghiệp trăm năm của Thu Hà Tự đều trở thành một đám đổ nát, đến tầm càn khôn Triều Thanh, có tăng nhân đã xây dựng lại chùa ở chỗ cũ, quy mô đã không thể bằng với năm đó nữa. Thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, Thu Hà Tự bảo vệ nạn nhân, trở thành cơ địa của Quốc Dân Đảng. Ở đây đã xảy ra một trận chiến kịch liệt, Thu Hà Tự lại bị hủy hoại bởi khói lửa chiến tranh một lần nữa. Sau khi giải phóng, chính quyền vốn định xây dựng lại chùa, nhưng sau 10 năm chiến tranh, những gì còn sót lại ở chùa cũng trở thành mục tiêu công phá, giờ đây đã hoàn toàn bị hủy hoại. Khi nói chuyện, họ đã đến di chỉ của Thu Hà Tự. Thu Hà Tự năm đó rộng khoảng 50.000 mét vuông, quy mô khá lớn, trải qua những năm tháng chiến tranh, Thu Hà Cổ Tự giờ đây đã rất khó có thể tìm được những dấu vết cũ. Cố Doãn Chi dẫn họ tìm đến chiếc bia đá hoa cương bị tàn phá, và những đồ khác,
trên trụ đá có chữ, Chư La Hán dục tiễn trà tán, Cố Doãn Chi nói, mấy ngày trước, tôi và chuyên gia cục văn vật đã cùng đến đây, họ đã căn cứ vào chữ trên đó để đoán rằng, những thứ này là cối đá đắc nép để chữa bệnh cho tăng binh, chứng tỏ rằng Thu Hà tự năm đó đã có không ít tăng binh. Họ lại tiếp tục tìm thấy chữ, Lâm Tuyền Viện, Tự Sơn Giới, trong đám bia đá tàn tích, thứ hấp dẫn mọi người nhất là một chiếc cối đá nặng đến cả nghìn tấn. Tận mắt nhìn thấy những tàn tích trước mắt, Tuệ Không Đại Sư liền niệm Phật, A-di-đà Phật. Tay y chuyển động chuỗi hạt, niệm kinh siêu độ cho những tiền bối trước đó. Đồ đệ Minh Giác và Hòa Thượng Tam Bảo cũng chắp hết hai tay đứng đằng sau y. Cố Doãn Chi không muốn làm phiền gã, y vẫy vẫy tay với Trương Dương, cùng đến bên cạnh một chiếc cối đá lớn. Cố Doãn Chi nói, Tuệ Không Pháp Sư là một nhân vật hiển hách trong giới Phật học Đài Loan, tinh thông Phật học, không ngờ lại quen biết với con. Trương Dương cười nói, tự nhiên nhầm lẫn rồi thành quen. Cố Doãn Chi nói, nhân dịp họ đến Đông Giang, hãy cố gắng thúc đẩy giao lưu văn hóa Phật giáo của hai bờ. Trương Dương nói, có lẽ ông ấy sẽ ở Đông Giang không lâu, ông ấy còn phải đi Phổ Đà và Cửu Hoa Sơn để giao lưu Phật học. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, chưa chắc đã gấp đến vậy. Trương Dương nói, cha, lần này con đến Kinh Thành đã dành chút thời gian để đi thăm xưởng lưu ly, con thấy có một vài đồ sứ trong đó, có thời gian sẽ đưa qua cho cha. Cố Doãn Chi gật đầu rồi nhẹ nhàng nói, gặp được Dưỡng Dưỡng chưa? Trương Dương nói, gặp được rồi, cảm giác lần này Dưỡng Dưỡng đã lớn hơn nhiều. Cố Doãn Chi thở dài một hơi, ngước đầu dậy, ánh mắt của y nhìn vào mảnh trời xanh qua chiếc lá, y thấp giọng nói, con người rồi sẽ phải lớn lên. Thời gian gần đây đã có quá nhiều việc xảy ra với nó rồi. Chương 1093, vẫn vậy hai. Trương Dương vỗ vỗ đầu gối của Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi quay mặt ra nhìn hắn, rồi lộ ra một nụ cười, hành trình lần này có thuận lợi không? Trương Dương nói, Kiều lão đã bảo con qua thăm bệnh cho Lý Ngân Nhật. Ông ấy dặn dò, con không thể không nghe lời. Lần này con đã dẫn Dưỡng Dưỡng đến chỗ Kiều lão còn nếm món Phật nhảy tường do chính Dưỡng Dưỡng làm. Cố Doãn Chi nói, nhà đầu này mấy ngày trước đã gọi điện thoại về nói rằng gần đây đi học không ít việc nấu ăn, muốn đích thân nấu cơm cho cha ăn. Trương Dương cười nói, thế là cha sắp được nếm món ngon rồi. Cố Doãn Chi nói, con gái càng lớn, thì càng khó chúng nó đang nghĩ gì. Trương Dương nói, cha, khi con ở Kinh Thành đã phát sinh một số mâu thuẫn với con gái của Trần Tuyền. Cố Doãn Chi nói, quan hệ của Trần Tuyền và Phó Thủ tướng Văn rất tốt đấy. Xử lý những việc này cần phải thật cẩn trọng, cố gắng đừng để hai người họ khó xử. Cố Doãn Chi đã phát hiện điều gì đó. Văn Quốc Quyền và Kiều Lão đều có quan hệ rất tốt với Trương Dương, cùng với việc hai bên tranh đấu ngày càng kịch liệt, quan hệ này sẽ trở nên ngày càng khó xử lý. Trương Dương nói, cha, con nghe nói rằng Hội Thủ tướng trong tương lai sẽ lựa chọn giữa cha nuôi con và Phó Hiến Lương. Cố Doãn Chi cười nói, ngồi ở đây con có thể nhìn thấy rõ ràng đỉnh của ngọn thanh đài không? Trương Dương ngớ người. Cố Doãn Chi lại nói tiếp, trên ngọn Thanh Vân hôm nay có gió Đông Bắc hay là gió Tây Nam? Trương Dương nói, không nhìn thấy, cách quá xa. Cố Doãn Chi nói, đối với con hãy cứ chú ý vào trong phạm vi tầm mắt con có thể với tới, nhìn vào những cảnh vật cách con quá xa, thì chẳng bằng chú ý vào những thứ dưới chân con, không cẩn thận đã có thể bị đá vấp chân rồi. Trương Dương dường như đã lĩnh hội được điều gì đó. Những lời Cố Doãn Chi nói đây đã nhắc nhở Trương Dương không nên tham dự quá sâu vào những tranh đấu trong tầm lớp cao. Mặc dù Trương Dương có năng lực, và cũng rất thông minh, nhưng với cảnh giới của hắn tham dự vào trong đó chỉ có thể trở thành công cụ để người khác lợi dụng mà thôi. Có thể đứng đầu về chính trị, cơ tâm nhất định phải sâu thẳm như biển cả. Trương Dương không thể nào tưởng tượng nổi. Tuệ Không Pháp Sư niệm kinh hơn nửa tiếng đồng hồ ở Di Chỉ Thu Hà Tự rồi mới về bên cạnh hai người. Chắp tay khiêm nhường nói, đã để hai vị thí chủ đợi lâu rồi. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, ông đang đọc kinh, chúng tôi ở đây để hưởng thụ sự yên bình, thật ra trong thế gian này chẳng có ai đợi ai cả. Mỗi người đều có cuộc đời của bản thân mình, chúng ta chỉ là có duyên nên xảy ra một vài sự gặp gỡ mà thôi. Chờ đợi thật ra là một loại duyên. Tuệ Không Pháp Sư nhìn Cố Doãn Chi, ánh mắt lóe lên sự khâm phục. Cố Doãn Chi nói, Hàn Xá ở ngay chỗ không xa. Nếu như đại sư không chê Hàn Xá xấu xí có thể qua đó uống chút trà nói chuyện. Tuệ Không Pháp Sư liền gật đầu đồng ý. Khi Tuệ Không Pháp Sư và Cố Doãn Chi đàm đạo về cuộc đời, thì Hòa Thượng Tam Bảo thầm gọi Trương Dương sang một bên. Trương Dương thấy thái độ thần bí của tên này, không chịu được liền hỏi, này Tam Bảo,
tôi thấy anh ngày càng không giống hòa thượng nữa rồi, anh hãy nhìn Tuệ Không Pháp Sư kìa, rồi hẵng nhìn lại mình đi. Hòa thượng Tam Bảo nói hùng hồn, tu hành có rất nhiều loại, thứ ông ấy chọn là loại thoát tục, ai câu ơ minh hơn ai còn không biết đâu. Trương Dương cười nói, mẹ kiếp, anh đúng là gì cũng nói được. Đúng rồi, còn có tu hoan hỷ thiền nữa, sao anh không thay đổi đi tu hành kiểu đó? Tam Bảo mặt đỏ bừng nói, A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Trương Đại Quan chẳng hề coi tên này là một hòa thượng, giơ tay ra đập đập vào vai gã rồi nói, Tam Bảo à, làm người phải biết khiêm nhường, để người ta nói linh tinh là không được rồi. Tam Bảo gật đầu lia lịa, gã lúc này mới nhớ ra tìm Trương Dương để nói chuyện gì, liền thấp giọng nói, chủ nhiệm Trương, anh có biết mục đích lần này Tuệ Không Pháp Sư đến để làm gì không? Trương Dương nói, chẳng phải để giao lưu Phật giáo sao? Thật ra hắn đã biết rằng Tuệ Không Pháp Sư được cha Tấn Bắc mời đến để khai quang cho Kim Cương, có điều không tiện nói ra, nếu như mọi người biết được Tuệ Không tham dự vào chuyện này, nhất định sẽ giảm bớt hình tượng của y trong lòng. Hòa thượng Tam Bảo nói thần bí, mục đích chính của ông ấy là muốn đến thăm Thu Hà Tự, và ông ấy cũng muốn xây dựng lại Thu Hà Tự. Trương Dương hơi ngớ người, việc này hắn chưa từng nghe Tuệ Không nói ra. Hòa thượng Tam Bảo nói, trên đường chúng tôi đến Đông Giang, ông ấy đã làm lộ ra tin tức này. Trương Dương nói, Thu Hà Tự Đài Loan ông ấy ở bây giờ có liên quan đến Thu Hà Tự ở đây, ông ấy muốn xây dựng lại cũng là điều bình thường thôi. Hòa thượng Tam Bảo nói, chủ nhiệm Trương, nếu như ý nghĩ của ông ấy có thể thành hiện thực, anh xem tôi có thể đến được không? Trương Dương nói, anh có ý gì chứ? Chẳng phải anh đang ở Nam Lâm Tự rất tốt sao? Sao lại nghĩ tới việc đến đây? Hòa thượng Tam Bảo nói, năm nay Nam Lâm Tự có một vị phương trưởng mới đến, tôi thấy không còn hy vọng gì nữa rồi. Trương Đại Quan giờ mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Hắn cười ha ha, hòa thượng mà cũng rất màng danh lợi, thấy không còn hy vọng làm phương trưởng bên kia nữa, vì vậy vội vàng chuyển chỗ ngay. Trương Dương nói, dù là xây dựng lại Thu Hà Tự, anh có đến đây cũng không nhất định có thể làm phương trưởng. Hòa thượng Tam Bảo nói, tóm lại là vẫn tốt hơn Nam Lâm Tự. Nếu so sánh giữa Nam Lâm Tự và Thu Hà Tự, thì giống như so sánh giữa cấp khoa và cấp sở. Tôi đến đây, cấp bậc tự nhiên sẽ được nâng lên, về sau đi đến chùa khác để làm phương trưởng có lẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, Tuệ Không Sư có địa vị rất cao trong giới Phật học. Ông ấy đã đồng ý nhận tôi làm đồ đệ rồi. Nếu như trở thành đồ đệ của ông ấy, cũng được coi là đã có chút địa vị trong giới Phật học, hì hì. Trương Đại Quan trừng to hai mắt. Mặc dù trước kia hắn đã biết rằng Hòa Thượng Tam Bảo chẳng phải tay vừa, nhưng lời của tên này vẫn làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Trương Dương nói, anh không nên vào cửa Phật, mà anh nên vào quan trường thì hơn. Hòa Thượng Tam Bảo nói, quan trường và cửa Phật có gì khác nhau sao? Tôi muốn làm phương trưởng là để thỏa mãn chính bản thân mình, anh muốn làm quan cũng là để thỏa mãn chính bản thân mình. Mặc dù con đường không giống nhau, nhưng cuối cùng cảm xúc tâm lý vẫn giống nhau cả thôi. Trương Dương nói, này, sao anh là một đệ tử cửa Phật mà lại không thể nào bỏ qua hư danh được vậy? Hòa thượng Tam Bảo cười nói, ai sống ở trên đời cũng đều là để tồn tại cả thôi. Nếu như điều này mà còn không để ý, thì người ta cách cái chết chẳng còn xa nữa. Tôi vẫn còn trẻ, đợi đến khi tôi 70 tuổi rồi sẽ nghĩ đến vấn đề từ bỏ mà Trương chủ nhiệm nói. Anh nghĩ thử xem, tôi rõ ràng đã nhìn thấu mà vẫn không từ bỏ được, đây chẳng phải cũng là một loại cảnh giới hay sao? Trương Đại Quan đúng là không còn gì để nói. Tuệ Không Sư sau khi tận mắt nhìn thấy di chỉ của Thu Hà Tự, ngay lập tức càng kiên định với quyết tâm xây dựng lại chùa, y nói chuyện này với Trương Dương. Trương Dương cũng khá coi trọng chuyện này. Ngày hôm sau liền nhắc đến trong cuộc họp tổng kết công tác xây dựng khu đô thị mới do Bộ Chỉ huy mở. Những nhân viên dự cuộc họp sau khi nghe Trương Dương nói xong chuyện này liền rì rầm thảo luận. Chủ nhiệm quản ủy hội Lưu Bảo Toàn nói trước, tôi thấy không được lắm. Việc xây dựng khu đô thị mới vừa mới bắt đầu, mà chúng ta đã làm công tác mê tín, thành phố liệu sẽ nghĩ gì về chúng ta? Trương Dương thầm nói, trình độ của Lưu Bảo Toàn đúng là chẳng ra sao, hắn phản đối, văn hóa Phật giáo và mê tín là hai chuyện khác nhau. Có lẽ ông cũng hiểu về chính sách tôn giáo của đảng chúng ta chứ? Lưu Bảo Toàn nói xong cũng cảm thấy cách biểu đạt của mình không hợp lý, mặt y liền đỏ lên nói, tôi cũng không phải là ý như vậy. Ý của tôi là... Khu đô thị mới sẽ phát triển như vũ bão, nơi đây sẽ trở thành trung tâm kinh tế chính trị của Đông Giang trong tương lai, đầu tiên cần phải đề cao sự lãnh đạo của đảng đúng không? Cơ quan chính phủ vẫn chưa chính thức vào ở, mà đã xây dựng lại chùa chiền rồi,
hình như làm vậy không được thỏa đáng lắm. Cục trưởng Cục Quản lý Tổng hợp La An Định đề nghị chủ nhiệm Lưu. Tôi thì lại cảm thấy chẳng có gì không thỏa đáng cả. Quốc gia của chúng ta rất ủng hộ văn hóa Phật giáo. Theo những gì tôi biết, Hiệp hội Phật giáo đã nhiều lần đề xuất ý kiến xây dựng lại Thu Hà cổ tự. Sau này vì vấn đề tài chính hạn hẹp, nên lại bị hủy bỏ. Giờ đây có tăng nhân Đài Loan đã đồng ý bỏ tiền để xây dựng lại ngôi chùa này, đây là một việc tốt. Không những có thể đẩy mạnh giao lưu Phật giáo, mà còn có thể thúc đẩy giao lưu văn hóa đôi bờ. La An Định ủng hộ việc xây dựng lại chùa chiền, bởi lẽ cha mẹ của gã đều là giáo đầu nhà Phật cả. Mặc dù La An Định là một quan chức, nhưng gã cũng khá hiểu biết về văn hóa Phật. Cục trưởng Cục Xây dựng Đường Tự Lập nói, vị tăng nhân Đài Loan này mặc dù đã đề ra việc xây dựng lại chùa, nhưng người ta đâu có nói là sẽ đầu tư. Chúng ta nói nhiều như vậy, nhưng khi muốn bắt tay vào làm thật sự, thì phải giải quyết vấn đề tiền trước đã. Khoản tiền thành phố cho khu đô thị mới đều dùng vào những công trình trọng điểm, không thể rút thêm ra để xây dựng lại chùa chiền nữa. Phó chủ nhiệm quản ủy hội khu đô thị mới đến Lâm Lương Đức nói, tôi thấy rằng lời của chủ nhiệm Lưu rất có lý, việc xây dựng khu đô thị mới vừa mới bắt đầu mà chúng ta đã xây dựng lại chùa chiền thì không tốt lắm. Người dân sẽ nghĩ như thế nào? Thành phố sẽ nghĩ như thế nào? Phó cục trưởng mới đến của Cục Sự nghiệp Xã hội Hoàng Tây Dân gật đầu theo. Mặc dù tên này chưa đến được mấy ngày, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra, gã là một người tát nước theo mưa. Chỉ cần Lâm Lương Đức nói gì, là gã sẽ nhất định gật đầu theo. Bình thường lúc họp gã không bao giờ phát biểu ý kiến. Tần Thanh thấy ý kiến của họ không giống nhau, thảo luận ngày càng gay gắt, nên cười, cô nhẹ nhàng nói, mọi người có lẽ đã rất rõ về quy hoạch của khu đô thị mới rồi, tôi nghĩ không cần tôi phải nhắc nhở mọi người nữa. Phát triển du lịch là một phần cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng khu đô thị mới, thật ra Tuệ Không Đại Sư trước khi đến Đông Giang, đã có những chuyên gia trong lĩnh vực này đề xuất ý kiến xây dựng lại Thu Hà Tự, để nâng cao trình độ nhân văn của khu đô thị mới. Cô cần một tập tài liệu lên rồi nói tiếp, đây là một đề án của Cục Du lịch vào năm kia, muốn xây dựng lại Thu Hà Tự, xây dựng thành một ngôi chùa đẹp có sông có núi. Núi là chỉ Thanh Mộc Sơn, sông là chỉ Thu Hà Hồ, tự là chỉ Thu Hà Tự. Có điều đề án này đã bị để sang một bên, gần đây tôi đã tìm ra, cho rằng đề án này rất tốt, nếu như có thể thành công, thì chúng ta có thể xây dựng một tấm danh thiếp du lịch mới, phát triển ngành du lịch có tác động thúc đẩy tương đối lớn với con người nơi đây. Bản thân tôi cho rằng, văn hóa Phật giáo không hề có chút gì mâu thuẫn với chính sách của đảng ta. Vì vậy, về việc xây dựng lại Thu Hà Tự, tôi hoàn toàn đồng ý. Tần Thanh vừa nói vậy, tất cả mọi người đều yên lặng, cô mỉm cười nói. Mọi người vẫn có thể nói hết những gì mình suy nghĩ, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, tôi sẽ tổng kết ý kiến của mọi người, rồi thống nhất báo cáo với thành phố, xây dựng lại Thu Hà Tự chỉ là một ý hướng, còn cuối cùng có thể thực hiện hay không phải xem ý kiến của thành phố. Chương 1094, vẫn vậy ba. Sau buổi họp ngày hôm đó, Tần Thanh đã gặp Tuệ Không Pháp Sư tại phòng làm việc của mình, người đến cùng Tuệ Không Pháp Sư còn có Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Đông Giang. Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Đông Giang Dương Tuyển Bình, Tuệ Không Pháp Sư đã nói lại một lần nữa ý định xây dựng lại Thu Hà Tự của mình cho Tần Thanh nghe. Cuộc đối thoại đã đi đến việc thi công cụ thể. Tuệ Không Pháp Sư nói, nếu như xây dựng lại chùa có thể giành được sự ủng hộ từ phía chính phủ thành phố Đông Giang, tôi dự định khởi công trong thời gian nhanh nhất. Bên tài chính tôi có thể giải quyết. Dù là Tần Thanh hay Trương Dương hay là Dương Tuyển Bình đều cảm thấy cực kỳ hứng thú với câu cuối cùng của Tuệ Không Pháp Sư. Ý của Tuệ Không Pháp Sư là tiền không thành vấn đề. Tần Thanh nói, xây dựng lại chùa cần một khoản tiền không nhỏ. Tuệ Không Pháp Sư nói, không giấu gì bí thư Tần, tôi đã chuẩn bị chuyện này từ 3 năm trước, lúc đó nguyện vọng của tôi là về nước để xây dựng một ngôi chùa, nhưng hôm qua nhìn thấy di chỉ của Thu Hà Tự, tôi đã ngay lập tức đưa ra quyết định, dùng khoản tiền này vào việc xây dựng lại Thu Hà Tự, tôi có thể chuẩn bị khoản tiền 1 tỷ đài tệ, xây dựng lại một ngôi chùa có lẽ đã đủ rồi. Tần Thanh và Dương Tuyển Bình quay ra nhìn nhau, vị Tuệ Không Pháp Sư này đúng là một người hòa thượng phúc đức, 1 tỷ đài tệ, đây không phải là một con số nhỏ. Tuệ Không Pháp Sư nói, việc này mong bí thư Tần để ý cho. Tần Thanh nói, đại sư yên tâm, chút nữa tôi sẽ đến thành phố trưng cầu ý kiến của các vị lãnh đạo. Bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính nghe Tần Thanh nói xong ý kiến xây dựng lại Thu Hà Tự, ngay lập tức liền đồng ý, đây là một việc tốt, chắc chắn là một việc tốt. Vừa phát triển ngành du lịch, lại có thể đẩy mạnh văn hóa Phật giáo, còn có thể tăng cường việc giao lưu giữa hai bờ. Việc này thành phố chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực để ủng hộ,
Điều quan trọng nhất là, người ta đến để xây dựng lại chùa, không dùng một đồng nào của chúng ta, việc tốt như vậy, chúng ta không có lý do gì để từ chối. Tần Thanh không ngờ Lương Thiên Chính lại ủng hộ chuyện này đến vậy, cô nói nhỏ, trong nội bộ chỉ huy của chúng tôi vẫn còn có hai ý kiến trái chiếu, họ lo rằng việc phát triển văn hóa Phật giáo sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lương Thiên Chính nói, có gì mà ảnh hưởng không tốt chứ? Chính sách tôn giáo của đảng chúng ta từ trước đến giờ đều rất rõ ràng, ủng hộ hết sức, có điều cần phải tìm hiểu một cách cẩn thận về ông Tuệ Không Pháp Sư này, nhất định không được là một phần tử phá phản đảng, nhất định không được tuyên truyền mâu thuẫn. Tần Thanh cười nói, Bí Thư Lương yên tâm, vị Tuệ Không Pháp Sư này là một nhân sĩ yêu nước. Lương Thiên Chính nói, vậy thì không vấn đề gì rồi. Tần Thanh nói, trong quy hoạch khu đô thị mới của chúng ta, Hồ Thu Hà, núi Thanh Mộc là những danh lam thắng cánh của khu đô thị mới, giờ đây lại có thêm kế hoạch xây dựng lại Thu Hà Tự, ngành du lịch của chúng ta nhất định sẽ ngày càng phát triển. Lương Thiên Chính nói, trong việc xây dựng khu đô thị mới, phát triển du lịch là một mảng khá quan trọng, chúng ta cần xây dựng một thành phố sơn thủy văn nhân, thứ có sức hấp dẫn nhất với người dân không chỉ có phát triển kinh tế, còn có phong cảnh nữa, phát triển được ngành du lịch, có tác dụng thúc đẩy rất tốt với việc tập trung người. Với những nhân sĩ yêu nước như Tuệ Không Pháp Sư, chúng ta nhất định phải ủng hộ ở mức độ cao, trong quá trình thực thi cụ thể việc xây dựng Thu Hà Tự, nhất định phải làm tốt công tác quy hoạch, để Thu Hà Tự sau khi được xây dựng lại có thể hòa vào bố cục chung của cả khu đô thị mới, cần phải làm cho nó hòa nhập thống nhất. Tần Thanh cười nói, Bí Thư Lương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ quy hoạch tốt chuyện này. Trương Dương vừa bước vào trung tâm của nhà tắm Bành Hồ Loan đã cảm giác đây không phải là một nơi tốt lành gì. Cao Liêm Minh đến cùng với hắn, hai người đều không ngâm mình, mà chỉ tắm qua, Cao Liêm Minh thấp giọng nói với Trương Dương, tôi còn không biết anh có loại sở thích thế này đó. Không sạch sẽ gì mà, chủ nhiệm Trương, không phải tôi nói anh, chỉ sướng được lúc ấy thôi, nhỡ đây nhiễm bệnh thì phiền lắm. Trương Dương trừng mắt với hắn, mẹ kiếp, anh nói gì thế hả? Cao Liêm Minh nói, anh đến đây chẳng lẽ chỉ để tắm thôi à? Trương Dương nói, ít lời thôi, anh cứ đi theo tôi là được rồi. Còn nữa, đừng gọi tôi là chủ nhiệm Trương, đây chẳng phải anh cố ý chém tôi sao? Trương Đại Quan đến đây với mục đích là tìm Lý Thành, Đại Bôn đã nói với hắn, cô gái phục vụ số 23 ở đây chính là đối tượng của Lý Thành, căn cứ vào đầu mối của cô ta có thể sẽ tìm được Lý Thành. Còn về Cao Liêm Minh, Trương Dương gọi gã đến đây một là để phòng bất trắc, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì có Cao Liêm Minh cũng không gây phiền phức, cha của gã là thính trưởng công an, ai mà dám gây sự với gã chứ? Có gã ở bên cạnh đồng nghĩa với việc đã mua được bảo hiểm, Cao Liêm Minh nếu như biết dụng tâm nham hiểm của tên này, nhất định sẽ tức hộc máu. Hai người thay đồ lót dùng một lần rồi mặc quần áo massage sauna, dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, họ đến phòng nghỉ trên tầng 2, Trương Dương gọi hai bình lục trà, Cao Liêm Minh thấp giọng nói, anh định ở đây, thật à? Trương Dương không nói gì, lúc này một cô gái cơ thể yểu điệu bước đến, còn chưa đến gần, một mùi nước hoa nồng nặc đã xộc vào trong mũi. Cao Liêm Minh hắt xì hơi liền mấy cái. Mấy cái hắt xì hơi đó đã làm cho cô gái không dám đến gần nữa, cô ta đến bên cạnh Trương Dương, quay quay mông ngồi lên trên chiếc ghế sofa, rồi nói yểu điệu anh mát xa nhé. Trương Dương lười nhác nói, gọi số 23 đến đây. Cô không hợp sở thích của tôi. Xì, cô gái đó lườm Trương Dương bất mãn, rồi quay đầu đi ra ngoài, Cao Liêm Minh nói, sao cô ấy không tìm tôi nhỉ? Trương Dương nói, vì trông anh xấu trai quá. Ghen tức, anh đúng là ghen ăn tức ở. Một lúc sau số 23 đã đến, Cao Liêm Minh quay ra nhìn, cô gái đó trông khá xinh xắn, số 23 đến bên cạnh Trương Dương, mỉm cười nói anh lại đến rồi. Cao Liêm Minh thầm nói, Trương Dương ơi là Trương Dương, anh thật là dê cụ, xem ra không chỉ đến đây một lần, một cán bộ nhà nước, là con rể tương lai của tỉnh trưởng, sao lại dâm đãng như vậy chứ? Anh không khống chế được nửa người dưới thì thôi, nhưng đến chỗ này, thật là mất giá quá. Gã nào có biết, Trương Dương cũng là lần đầu tiên đến đây, những cô gái massage này gặp rất nhiều người, nhưng những người khách họ thật sự nhớ mặt lại chẳng có mấy ai, họ làm như vậy chỉ là để cố tỏ ra thân thiết, cô ta chẳng nhớ rằng đã gặp Trương Dương hay chưa. Trương Dương cố ý nói, sao anh thấy em thay đổi rồi? Số 23 Kiều Diễm nói, thay đổi ở đâu? Trương Dương nói, không thể nói được. Số 23 nắm lấy tay Trương Dương, không hề ngại ngần đặt tay hắn lên trên bộ ngực tròn căng của mình, vậy thì anh sờ xem, béo ra hay là gầy đi rồi. Cao Liêm Minh nhất định không phải tên tử tế, gã cũng giơ tay ra theo,
bóp bóp bên trống của số 23, bóp làm cho cô gái cười lên một tiếng, giơ tay đánh lên vai Cao Liêm Minh rồi nói, anh đúng là lưu manh, đeo kính giống như một học sĩ vậy, mà thật ra lại là cầm thú. Trương Dương cười ha ha, số 23 kéo tay của hắn rồi nói, chúng ta lên massage đi, bạn của anh dê già quá, em sợ anh ấy ăn em mất. Trương Dương không ngờ đứng dậy theo cô ta đi thật. Cao Liêm Minh nói, tôi cũng đi chứ. Số 23 lại mắng, anh là đồ lưu manh. Cao Liêm Minh nhìn mông cô gái lúc la lúc lắc, cảm thấy một bộ phận nào đó trên cơ thể muốn động đậy, nhưng Cao Liêm Minh cũng hiểu rằng, ở chỗ thế này cần phải giữ đầu óc cho tỉnh táo, cha của gã là thính trưởng công an, gã không thể nào tự do tự tại như Trương Dương được, động tay động chân thì còn được, nhưng những việc thực chất thì không thể làm, nghĩ đến đây, hắn dường như muốn cảm thán, Trương Dương cũng thật là xấu xa, chẳng lẽ hắn không sợ bẩn sao? Trương Dương cùng cô gái số 23 vào trong phòng, cô gái đó bắt đầu cởi áo, anh là khách quen rồi, vẫn thế nhé. Trương Dương ngồi trên giường, cô đừng cởi vội làm gì, tôi tìm cô không phải để làm chuyện này. Cô gái số 23 vừa nghe đã ngớ người, anh không làm việc này thì anh đến đây làm gì? Tôi tìm Lý Thành, cô biết tung tích của anh ta không? Số 23 nghe thấy cái tên Lý Thành sắc mặt liền sầm lại, cô ta khoác áo lên rồi nói, anh đi đi. Tôi không làm ăn gì với anh. Trương Dương nói, tôi có việc quan trọng cần gặp anh ta. Tôi không có quen Lý Thành nào hết, anh thích tìm ai thì tìm. Cô ta quay người muốn đi, nhưng lại bị Trương Dương nắm lấy tay, cô uy hiếp Trương Dương, anh bỏ tay ra, anh cũng không xem đây là chỗ nào à, anh mà không bỏ tay ra thì tôi cho anh lết ra ngoài đấy. Trương Dương nói, cô cứ ra giá đi. Với hắn, loại gái phong trần này cần tiền. Nhưng không ngờ cô gái đó lại hét lên, người đâu, cứu với. Trương Dương cũng không ngờ cô ta thét lên thật, muốn giơ tay bịt miệng cô ta lại nhưng đã không kịp nữa, ở bên ngoài xông vào hai tên đàn ông cao lớn, số 23 chạy ra như gặp phải người thân, người này thật là biến thái. Trương Đại Quan đã hiểu được cái gì gọi là sự xảo quyệt của gái phong trần, hắn tiến lên trước một bước. Này, anh đứng lại cho tôi, một tên đàn ông chỉ vào Trương Dương. Trương Đại Quan ra tay như điện giật, nắm lấy ngón tay của hắn, rồi quay theo chiều kim đồng hồ, tên đàn ông đó đau đến độ kêu lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất, người còn lại muốn tấn công vào mặt Trương Dương, mặc dù gã ra tay trước, nhưng trong quá trình ra tay, hai ngón tay của Trương Dương đã chọc vào mắt gã, Trương Đại Quan vẫn còn nể tay, nếu không thì nhất định có thể móc mắt tên này ra được, nhưng mặc dù vậy, tên đó vẫn đau đớn kêu không ngớt. Chương 1095, xen vào việc của người khác một. Số 23 thấy Trương Dương hung hãn như vậy, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, không đợi Trương Dương giơ nắm đấm lên đã thét to, hắn bình thường đều ở bàn cầu thành. Trương Dương thở dài, thật sự là không hiểu được những người này, sớm biết như vậy cớ gì phải làm thế, cứ phải nếm mùi đau khổ mới chịu nói thật. Trương Dương uy hiếp, cô nghe rõ cho tôi, nếu dám mật báo, cô cũng đừng hòng tiếp tục lăn lộn ở Đông Giang nữa. Số 23 nói, tôi không có liên quan gì tới hắn, hắn không phải là người tốt. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, cô thì là người tốt à? Rút ra một tờ 100 nhân dân tệ ném cho cô ta rồi bước ra khỏi phòng. Cao Liêm Minh đang ôm một cô gái thì bị Trương Dương kéo dậy, đi. Cao Liêm Minh chưa tận hứng, nói, nhanh vậy à? Trương Dương nói, ít nói nhảm thôi. Hai người trở lại phòng thay quần áo còn chưa kịp thay thì sáu hán tử xăm rồng vẽ hổ đuổi theo, một trong số đó chính là tên bị Trương Dương chọc vào mắt. Cho tới lúc này hai mắt vẫn đỏ bừng, không ngừng chảy nước mắt, có điều hắn vẫn nhận ra Trương Dương, chỉ vào Trương Dương, nói chính là hắn. Sáu hán tử xúm lại. Trương Dương nói, đừng tự tìm phiền phức, tránh sang một bên đi. Hắn còn chưa dứt lời thì tên chọc đầu cầm đầu đã cầm ống tuyếp đập vào đầu hắn, khăn mặt trong tay Trương Dương vung lên, giống như rắn quấn quanh ống tuyếp, một kéo một giật, ống tuyếp đã bị hắn giật ra, Trương Dương hất ống tuyếp ra ngoài, vừa hay nện trúng đầu tên chọc. Khiến cho máu văng ra, tên chọc trời đất quay cuồng, dầm một tiếng quỳ xuống trước mặt Trương Dương, hắn cũng không muốn quỳ, nhưng một gậy này của Trương Dương đã đánh cho hắn hôn mê, không đứng dậy nổi. Đám người này đi tranh cường đấu ngoan không gì ngoài vì ông chủ trung tâm massage cho họ tiền, bình thường cũng chỉ biết hò hét, khi thật sự gặp tay cứng thì bọn họ cũng không dám xông lên bán mạng, nhìn thấy đại ca của bọn họ bị Trương Dương đánh ngã, ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi, không ai dám mạo hiểm tiến lên. Trương Dương chậm rãi mặc quần áo vào, Cao Liêm Minh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng có Trương Dương chắn trước, nói chung vẫn thể hiện ra sự trấn định. Hai người mặc quần áo vào xong,
Trương Dương nghênh ngang đi qua đám người, đám lưu manh này đành trơ mắt nhìn hai người bọn họ bỏ đi, không ai còn dám khinh cử vọng động. Đi ra khỏi trung tâm massage Bành Hồ Loan, Cao Liêm Minh quay đầu lại nhìn nhìn biểu của phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm. Trương Dương cười nói, anh sợ à? Cao Liêm Minh nói, anh ở bên trong làm gì vậy? Sao lại chọc cho người ta muốn chém muốn giết? Trương Dương nói, không có gì, chỉ hỏi thăm một chút nơi hạ lạc của Lý Thành thôi. Cao Liêm Minh nói, tìm hắn làm gì? Trương Dương nói, tên này có liên quan tới vụ án của Hoàng Quân. Cao Liêm Minh vừa nghe là có liên quan tới vụ án của Hoàng Quân, lập tức liền nghĩ tới Đồng Tú Tú. Đồng Tú Tú hai ngày nay vô cùng thương tâm, tình cảm của cô ta đối với người anh họ này rất sâu đậm. Cao Liêm Minh cũng là người tinh minh, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lấy lòng Đồng Tú Tú, cho nên chủ động đề xuất muốn cùng Trương Dương tới đây. Trương Đại Quan Nhân cố ý nói, tôi thấy anh hay là đừng đi, Lý Thành là đám lưu manh xã hội, bên cạnh bình thường đều là một đám hồ bằng cẩu hữu, vạn nhất tôi xung đột với bọn họ thì khẳng định sẽ phải ra tay rất nặng, anh đi theo há chẳng phải là rất nguy hiểm ư. Cao Liêm Minh nuốt nước miếng, hắn cũng biết là nguy hiểm, nhưng mình không mạo thì sao có thể giành được mỹ nhân về. Và lại có Trương Dương ở bên cạnh hắn, nói sao cũng sẽ bảo vệ hắn, với võ công của Trương Dương thì tuyệt đối không có vấn đề. Yêu một người sẽ biến thành dũng cảm, Cao Liêm Minh hiện tại chính là như vậy. Tới Tước Trác Cầu Thành, Cao Liêm Minh mới nhớ tới một vấn đề, anh vì sao không đi báo cảnh sát? Trương Dương nói, cảnh sát nếu hữu dụng thì Hoàng Quân cũng sẽ không chết một cách không minh bạch như vậy. Những lời này Cao Liêm Minh nghe thấy cũng không thuận tai. Dù sao lão gia tử của hắn cũng chính là thính trưởng thính công an Bình Hải, một gậy này của Trương Dương đã đánh lên đầu tất cả cảnh sát, chẳng khác nào nói lão gia tử của hắn cũng chẳng ra gì, Cao Liêm Minh nói, Hoàng Quân là tình huống đặc thù. Trương Dương nói, anh ở đây đây đi, đừng vào theo tôi, vạn nhất anh bị thương thì không hay đâu. Cao Liêm Minh nói, tôi sao không thể vào, tôi có năng lực tự bảo vệ mình. Trương Dương cười nói, tình yêu khiến cho người ta dũng cảm lên. Có điều cũng khiến cho người ta mù quáng, anh theo tôi tới đây là muốn điều tra rõ chân tướng hay là để lấy lòng Đồng Tú Tú? Cao Liêm Minh nói, đừng quên tôi là luật sư, tôi sinh ra được đã có sự chính nghĩa mãnh liệt. Trương Dương cười cười, lắc đầu đi vào Trách Cầu Thành. Quả nhiên ở tầng 2 nhìn thấy Lý Thành đang chơi bóng, thằng ôn này tết tóc đuôi ngựa, đang ghé trên bàn nhắm bóng, chuẩn bị đưa gậy thì có người vỗ một cái lên vai. Lý Thành chừa tay, hắn đánh bóng là có cá cược. Lúc này liền nổi giận, con mẹ nó ai vậy? Xoay người lại thì phía sau Trương Dương đứng phía sau, lời nói còn lại đánh phải nuốt vào, hắn phản ứng cũng rất nhanh, cười cười gật đầu, là anh à. Nhân lúc Trương Dương chưa chuẩn bị liền xoay người bỏ chạy. Trương Dương cũng không đuổi theo hắn, từ trên bàn cầm quả bóng lên nhắm vào đầu gối của Lý Thành rồi ném đi, Cao Liêm Minh không nhịn được nhắm hai mắt lại, thằng ôn đang chạy đó xui xẻo rồi. Kết cục của Lý Thành tất nhiên là bi thảm. Muốn chạy thoát khỏi tay Trương Đại Quan Nhân không phải là dễ dàng, thằng ôn này dùng một thế ngã rắm cho tiêu chuẩn ngã xuống đất, ôm đầu gối gào thét. Cao Liêm Minh cười ha ha, cho mày chạy giấy, cho mày chạy giấy. Hắn bỗng nhiên phát hiện tình thế hình như không đúng, chung quanh có hơi 10 tên lưu manh vây tới. Cao Liêm Minh chỉ vào Trương Dương, ý tứ rất rõ ràng, người là Trương Dương đập, đừng tìm hắn. Trương Dương đai đến bên cạnh Lý Thành, giơ tay lên vỗ vào đầu Lý Thành kêu bôm bốp. Đám lưu manh kia cầm gậy tới gần hắn, Trương Dương giống như không thấy bọn họ, chỉ nói chuyện với Lý Thành, mày con mẹ nó muốn chạy à? Chạy tiếp đi tao xem nào. Một gã mập nặng chừng 100 cân, cắt đầu đinh, trên mắt trên đầu đều có sẹo cầm gậy bước tới, đột nhiên đập gậy vào đầu Trương Dương. Trương Dương chẳng thèm động đậy, tựa hồ căn bản không phát hiện thằng ôn này đột nhiên tập kích, Cao Liêm Minh kinh hô cẩn thận. Hai tên lưu manh cường tráng, dùng người ép hắn lại. Một người trong đó tháo kính mắt của hắn xuống. Gậy đập lên gáy Trương Dương, trong mắt người chung quanh, một gậy này đã nặng nề đập lên gáy Trương Dương, nhưng Trương Đại Quan Nhân có cương khí hộ thể, hắn cảm thấy sau đầu có tiếng gió, đã lặng lẽ vận lực, nội tức ở sau đầu hình thành một tầng phòng hộ vô hình, chỉ thấy rắc một tiếng, người khác đều cho rằng một cây này đã đập cho đầu Trương Dương nở hoa, nhưng khi nhìn thấy một nửa cây gậy bay ra, mới hiểu được cây gậy đã bị chấn gãy. Tên mập ngây ra một thoáng. Trương Dương xoay người lại, nắm lấy cây gậy, rắc một tiếng bóp gãy, nhấc chân lên đá một phát vào người tên mập. Tên mập tuy rằng khí lực rất lớn, nhưng động tác chậm chạp, thân thể nằm ngửa trên bàn, nhất thời không bò dậy được. Trương Dương sải bước theo, giờ cây gậy đã gãy lên, đột nhiên đập xuống, trong tiếng hét thảm của tên béo,
gậy xuyên qua vai phải đầy thịt của hắn, đóng đinh thân thể của hắn lên bàn, chiêu này của Trương Đại Quan Nhân là học được ở trong phim Terminator. Có điều so với thân thủ của Ano thì còn nhanh hơn, dứt khoát hơn, cũng đẹp hơn. Lý Thành Nhân lúc này bò dậy, khập khiễng bước về phía cầu thang, Trương Dương tức giận nói, mẹ nó, tao bảo mày đừng có chạy cơm mà. Vừa nói vừa ném một quả bóng ra đập vào eo Lý Thành lại phát ra tiếng hét thảm thiết, ngã vật ra đất, mặt và cổ đầy mồ hôi lạnh, đau đến nỗi không đứng dậy nổi. Đám lưu manh xung quanh chỉ là một đám ô hợp, cùng với Lý Thành cũng không có giao tình sâu đậm gì, thấy Trương Dương vừa ra tay đã đánh ngã hai người, ai nấy đều run như cầy sấy, chẳng ai dám mạo hiểm xông lên nữa. Cao Liêm Minh đẩy hai đại hán bên cạnh ra, từ dưới đất nhặt kính của hắn lên, trong lúc hỗn loạn đã bị đạp vỡ. Hắn biết là do tên bên trái làm, liền nhấc tay lên tát cho gã một cái tát này khiến cho tên đó ngây ra. Cao Liêm Minh đánh xong, nhìn thấy ánh mắt hung ác của thằng ôn đó cũng có chút sợ hãi, vội vàng chạy tới bên cạnh Trương Dương, cũng may đám lưu manh đó đều bị Trương Dương dọa cho sợ rồi, không ai dám tiến lên. Trương Dương xách Lý Thành dậy, kéo hắn xuống lầu, đám lưu manh đó lấy hết súng khí cản hắn lại, Trương Dương lạnh lùng liếc họ, khiến cho ai nấy đều sợ hãi cúi đầu xuống. Đây là khí thế, đám người tách ra một khe hở, Trương Dương nghênh ngang kéo Lý Thành đi qua. Cao Liêm Minh sợ bị bỏ lại, theo sát Trương Dương. Vào xe ở dưới lầu, Trương Dương chế trụ huyệt đạo của Lý Thành rồi ném hắn ra ghế sau đó thì lái xe đi. Cao Liêm Minh từ kính chiếu hậu nhìn thấy phía sau có một chiếc Santana màu đen đi sát theo họ, thấp giọng nhắc nhở Trương Dương, có người ở đang theo dõi chúng ta. Trương Dương nhìn gương chiếu hậu, giậm mạnh chân ga. Xe ô tô giống như tên rời cung phóng đi, xe Santana phía sau cũng đồng thời truy đuổi với tốc độ nhanh hơn. Trương Dương cuối cùng cũng thành công cắt đuôi được xe Santana phía sau, ô tô đi tới một mảnh rất còn chưa được khai phá của khu nội thành mới. Hắn đỗ xe lại, mở cửa xe lôi Lý Thành bên trong ra, đạp một cước lên người Lý Thành, một cước này đã giải khai huyệt đạo của hắn. Lý Thành vừa được tự do liền lớn tiếng nói, anh tốt nhất tôi rồi, bắt cóc là phạm pháp đấy. Trương Dương cười nói, vậy ư, tao còn định lạm dụng tư hình kìa. Tiểu Cao, cậu cầm cái kìm nhổ đinh ra đây. Cao Liêm Minh tuy rằng không biết hắn dùng kìm nhổ đinh để làm gì, có điều cũng không hỏi kỹ, lại từ trong hộp dụng cụ của xe tìm kìm nhổ đinh đưa cho Trương Dương. Lý Thành nhìn thấy bộ dạng hùng hổ cầm kìm nhổ đinh của Trương Dương, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, run giọng nói, anh muốn làm gì? Trương Dương nói, Hoàng Quân là ai hại chết? Chương 1096, xen vào việc của người khác hai. Lý Thành nói, không biết, Trương Dương đã tóm lấy miệng hắn, thò kìm nhổ đinh vào, Lý Thành sợ đến nỗi hai con mắt trợ trừng lên, cổ họng phát ra tiếng ọc ọc, Trương Dương căn bản không nói nhiều với hắn, dùng kìm nhổ đinh kẹp lấy một cái răng cửa của hắn, hơi dùng lực một chút rồi nhổ cái răng đó ra, trên răng còn dính một mảng thịt, Cao Liêm Minh không đành lòng nhìn, xoay mặt sang một bên. Trương Dương buông Lý Thành ra, hiện tại đã biết chưa? Lý Thành ôm miệng, máu tươi từ trong kẽ tay của hắn trào ra, trong ánh mắt của hắn là vẻ cừu hận và sợ hãi đan xen. Hắn tin rằng Trương Dương chuyện gì cũng đều có thể làm được. Cái Trương Đại Quan Nhân muốn chính là hiệu quả này, hắn muốn trấn trụ Lý Thành, muốn hắn sợ hãi từ tận đáy lòng. Lý Thành nói, tôi. Trương Dương uy hiếp, trước khi nói chuyện, mày tốt nhất nghĩ kỹ một chút, nếu câu trả lời của mày không khiến tao hài lòng. Tao sẽ nhổ từng cái răng của mày ra, sau đó thì tới móng tay, móng chân của mày. Lý Thành kêu thảm thiết, tôi con mẹ nó chọc giận anh à, anh vì sao muốn nhằm vào tôi? Trương Dương nói, Chu Sơn Hổ là huynh đệ của tao, bởi vì mày, hắn phải cắt tỉ tạng, Hoàng Quân là bạn của tao, bởi vì anh mày mà hắn không còn mạng, mày hiện tại biết nguyên nhân tao tìm tới mày rồi chứ hả? Lý Thành nói, tôi không rõ, Hoàng Quân buôn lậu thuốc phiện không có bất kỳ quan hệ nào tới tôi cả. Hàng của hắn không phải là lấy từ chỗ tôi cũng không có gan giết người, tôi cũng không có lý do giết hắn. Trương Dương nói, vây hắn lấy hàng từ tay ai? Lý Thành nói, tôi không rõ, tôi thực sự không rõ. Hàng của mày lấy từ chỗ ai? Lý Thành cắn môi. Trương Dương lại đưa kìm nhổ đinh ra, Lý Thành sợ đến nỗi dùng mình một cái, Niên Vân Phượng. Trương Dương nhíu mày, cái tên này hắn chưa nghe bao giờ, có điều chắc là một nữ nhân. Lý Thành nói, Niên Vân Phượng giới thiệu với tôi một người Hong Kong, tôi cũng không biết hắn tên là gì, mỗi lần đều là hắn liên hệ với tôi. Tôi thề tôi không nói dối. Niên Vân Phượng là ai? Là quản lý quan hệ xã hội của Lam Ma Phương. Trương Dương gật đầu,
giơ tay lên vỗ một phát vào gáy, Lý Thành chỉ thật ngực đau nhói, sau đó thì cảm thấy ngực nhẹ bấng, chân tay cũng được tự do trở lại. Trương Dương nói, có tin tức gì thì lập tức báo cho tao, chuyện hôm nay không được nói cho bất kỳ ai biết. Lý Thành liên tục gật đầu. Cút! Lý Thành từ dưới đất bò dậy, liều mạng chạy về đằng xa. Di động của Trương Dương đổ chuông, người gọi điện thoại tới là Vinh Bằng Phi. Vinh Bằng Phi hiển nhiên đang tức giận, trong điện thoại gào lên, Trương Dương, cậu làm cái gì vậy hả? Tôi không phải đã nói với cậu rồi ư? Lý Thành không thể đụng vào, chúng tôi vẫn đang theo dõi hắn, cậu đây là gây trở ngại chúng tôi phá án. Trương Dương nói, tôi không làm gì hắn cả, chỉ hỏi chút chuyện thôi. Cậu hỏi được gì rồi? Hắn chẳng nói gì cả. Trương Dương, là bạn bè, tôi khuyên cậu một câu, chuyện của hệ thống công, cậu tốt nhất đừng nhúng tay vào. Trương Dương nói, được, vậy anh nói cho tôi biết, ai giết chết Hoàng Quân? Ông đã tìm được chưa? Các ông có năng lực tìm được hay không? Vinh Bằng Phi trầm mặc, một lát sau y mới giận dữ hét, thằng bố láo, đừng có lo chuyện của người khác. Trương Dương gác điện thoại, Cao Liêm Minh ghé tới, sao? Công an làm khó dễ à? Trương Dương nói, đúng là muốn làm khó dễ, nhưng tôi đẩy hết lên người anh rồi. Vì sao? Mẹ kiếp, tôi hiểu rồi, anh là lôi tôi ra làm người chịu tội thay. Trương Dương mặc kệ hắn, bước tới xe Jeep đều Cao Liêm Minh kêu khổ không ngừng, anh âm hiểm lắm, tôi là bạn của anh, nhưng anh ngay cả bạn bè cũng không tha. Trương Dương khởi động ô tô, nói với Cao Liêm Minh đang tức giận bất bình vẫn đứng ở ngoài xe, anh đi theo tôi tới đây là muốn lấy lòng Đồng Tú Tú, anh chính là hạng trọng sắc khinh bạn, hiện tại cho anh một lựa chọn, hoặc là lên xe, hoặc là tự anh về. Cao Liêm Minh nói, đây không phải là xe, là thuyền tặc. Trương Dương đóng cửa xe nhấn ga, Cao Liêm Minh đuổi theo ở phía sau, dừng lại, tôi tự nhận xui xẻo, tôi đã lên thuyền tặc rồi thì anh không thể đẩy tôi xuống được. Sự chú ý của Trương Dương đối với tình tiết vụ án đã dẫn tới sự bất mãn mãnh liệt của vị thính trưởng Vinh Bằng Phi này, buổi chiều y tới văn phòng của Trương Dương khởi binh vấn tội, nhìn thấy Vinh Bằng Phi sắc mặt xanh mét, Trương Dương biết y đã bị mình khiến cho rất tức giận. Trương đại quan nhân cười ha ha, nói, Vinh thính tới rồi à, mời ngồi, mời ngồi. Vinh Bằng Phi chỉ vào mũi hắn, cậu đừng có mà giả vờ với tôi, lần trước tôi đã nói rõ với cậu rồi, biết Lý Thành là con mồi mà chúng tôi thả, cậu động tới hắn à? Trương Dương nói, Vinh thính, tôi không động tới hắn, tôi và hắn chỉ nói chuyện thôi. Vinh Bằng Phi vẻ mặt, cậu nói gì với hắn? Không nói gì cả, tôi hỏi hắn chuyện của Hoàng Quân là ai làm, hắn nói không biết. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi ư. Trương Dương gật đầu, tôi lừa ông thì được gì. Tôi cũng không phải là không hiểu pháp luật. Vinh Bằng Phi nói, cưỡng ép bắt cóc, lạm dụng tư hình có gì mà cậu chưa làm đâu. Còn nói với tôi là cậu hiểu pháp luật à. Trương Dương nói, ngài đây là đang vu khống tôi. Khi tôi đi tìm Lý Thành, Cao Liêm Minh đi theo toàn trình. Tên này chính là luật sư, ông không tin lời nói của tôi thì cũng nên tin hắn chứ. Vinh Bằng Phi nghe Trương Dương lôi Cao Liêm Minh ra lại tức mà không có chỗ xả, tức giận nói, cậu lợi hại lắm, lôi cả Cao Liêm Minh vào. Sao hả, sợ làm ra chuyện không may, muốn kiếm một cái đệm lưng ư. Trương Dương cười nói, làm gì đến nỗi thế, ông nghĩ tôi âm hiểm vậy ư. Vinh Bằng Phi nói, đầu mối Lý Thành này, chúng tôi đã theo dõi rất lâu, tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, xin cậu đừng có vào làm rối, tôi tin rất nhanh sẽ có kết quả. Trương Dương nói, có kết quả ư, tôi cũng nhìn thấy rồi, Hoàng Quân chính là bị giết một cách không minh bạch như vậy. Cái chết của Hoàng Quân có liên quan gì tới Lý Thành? Hai người bọn họ đều lấy hàng từ một chỗ, chẳng lẽ các ông ngay cả chuyện đơn giản như vậy mà cũng không điều tra ra à? Trương Dương buột miệng nói ra, nói xong không khỏi lại có chút hối hận, đây không phải là nói cho Vinh Bằng Phi biết rằng mình còn rất nhiều tình huống chưa nói cho y biết ư. Vinh Bằng Phi nói, cậu có chuyện giấu tôi? Trương Dương nói, hiện tại đã không còn nữa rồi, ông hiểu vì sao tôi đi tìm Lý Thành rồi chứ? Vinh Bằng Phi nói, ai nói cho cậu chuyện này? Trương Dương nói, tôi đã đáp ứng người khác là không nói ra rồi. Đây không phải chuyện đùa, Trương Dương, bất kể là bạn bè hay là một công dân một quốc gia, cậu đều có nghĩa vụ nói tình huống mà mình biết ra. Trương Dương nói, tôi đã nói tất cả rồi, ông theo dõi Lý Thành lâu như vậy có hữu dụng không? Có tra ra được tuyến trên độc phẩm của hắn là ai không? Người giết Hoàng Quân, 10 phần có 9 chính là tuyến trên chung của họ. Vinh Bằng Phi nói, phá án không thể dựa vào phỏng đoán được.
Trương Dương nói, vậy các ông phá án được chưa, hay là chỉ để mặc người ta chết? Vinh Bằng Phi thở dài, khi đang định lên tiếng thì di động của y đổ chuông, khi hắn y nghe xong điện thoại, sắc mặt thay đổi rõ ràng, cực kỳ buồn bực gật đầu với Trương Dương, dập máy, nói, giờ thì cậu hài lòng rồi nhé, Lý Thành đã chết rồi. Trương Dương ngây ra một thoáng, chết rồi ư. Vinh Bằng Phi nói, chuyện xảy ra nửa giờ trước, chết ở ven đường, nguyên nhân cái chết thì phải đợi kết quả nghiệm thi mới biết được. Nói tới đây y tạm dừng một chút, hy vọng không liên can tới cậu. Trương Dương nói, vốn chẳng liên can gì tới tôi cả, tôi có người làm chứng cho tôi. Trương Dương, chuyện này cậu đừng có nhúng tay vào nữa, nếu cậu biết gì thì lập tức nói ra đi, tôi không hy vọng cậu tiếp tục tự mình điều tra, nếu không. Nếu không thì sao? Nếu không đừng trách tôi không giảng giao tình với cậu. Vinh Bằng Phi ném lại một câu cứng rắn rồi xoay người rời khỏi. Trương Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng khó trách Vinh Bằng Phi lại tức giận, Lý Thành đã chết, đầu mối theo dõi lâu như vậy lại gián đoạn, hành vi của Trương Dương khiến cho hệ thống công an của bọn họ mặt xám mày cho dù là bằng hữu, Vinh Bằng Phi cũng không thích loại hành vi đi quá giới hạn này của Trương Dương. Trương Dương cầm, bấm số của Cao Liêm Minh, hắn nói chuyện Lý Thành đã chết cho Cao Liêm Minh biết, bởi vì Lý Thành trước đó đã tiếp xúc với hai người bọn họ. Cảnh sát có thể sẽ tìm bọn họ nói chuyện, cho nên Trương Dương trước tiên nhắc nhở Cao Liêm Minh, để hắn chuẩn bị tâm lý. Cao Liêm Minh nghe thấy tin tức Lý Thành đã tử vong thì lắp bắp kinh hãi, buông điện thoại, hắn nói với Đồng Tú Tú ở bên cạnh, Lý Thành đã chết rồi. Đồng Tú Tú nhíu mày, lạnh lùng nói, chết rồi thì sao? Loại người này chết cũng không có gì đáng tiếc. Cao Liêm Minh nói, chúng ta thật sự phải đi tìm Niên Vân Phượng ư. Đồng Tú Tú nói, anh sợ à? Cao Liêm Minh nói, tôi sợ cái gì chứ? Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi là không yên tâm cho cô thôi, hay là để tôi tự mình đi? Đồng Tú Tú nói, Cao Liêm Minh, anh đừng dính dáng vào nữa, đi về đi, chuyện này tôi tự mình giải quyết. Sao có thể như vậy được, tôi không yên tâm để cô đi một mình. Đồng Tú Tú nói, hay là thế này đi, lát nữa tôi một mình đi vào, anh ở bên ngoài chờ tôi, vạn nhất tôi xảy ra chuyện gì thì anh báo cảnh sát. Cao Liêm Minh nhìn Lam Ma Phương cách đó không xa, nói khẽ, không được, tôi đi cùng cô. Đồng Tú Tú nói, anh ở bên ngoài đi, nếu trong nửa tiếng tôi không đi ra thì anh báo cảnh sát. Cô ta mở cửa xe bước xuống. Cao Liêm Minh vốn định đi theo thì Đồng Tú Tú xoay người lại chỉ vào hắn, ở lại, nếu không tôi không bao giờ để ý tới anh nữa. Chương 1097, Lão Quân Giao 1. Ánh đèn rực rỡ, hộp đêm Lam Ma Phương vừa mới bắt đầu kinh doanh. Trong đại sảnh không có mấy người khách, sự xuất hiện của Đồng Tú Tú lập tức dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người, một vị nam quan hệ xã hội rất có phong độ đi tới, mỉm cười nói, tiểu thư, đến chơi à? Đồng Tú Tú nói, tôi tìm người. Xin hỏi tiểu thư tìm ai? Chị Niên, Niên Vân Phượng. Đồng Tú Tú giả vờ rất quen với Niên Vân Phượng. Nam quan hệ xã hội nói, cô là. Đồng Tú Tú nói, chị ấy là bạn của tôi. Nam quan hệ xã hội cười nói, cô ấy đang ở trong văn phòng. Hắn chỉ về phía trước. Cảm ơn, Đồng Tú Tú đi về phía trước, nụ cười trên mặt của nam quan hệ xã hội đó trong nháy mắt thu liễm lại, hướng đi ra ngoài cửa, đi được nửa đường thì một cô gái bước lên, quản lý Niên, Lệ Na tối nay nghỉ làm. Đồng Tú Tú tuy rằng đã đi khá xa, nhưng câu này cô ta vẫn nghe thấy rõ, cô ta bỗng nhiên xoay người lại, lại thấy tên nam quan hệ xã hội đó bước đi rất nhanh. Đồng Tú Tú lập tức minh bạch, Niên Vân Phượng không ngờ là nam, cô ta vừa rồi từ cái tên mà phán đoán, Niên Vân Phượng là một nữ nhân, nhưng không ngờ lại bị thằng ôn này lừa, Đồng Tú Tú lạnh lùng nói, anh đứng lại đó cho tôi. Niên Vân Phượng chẳng những không dừng lại, ngược lại còn tăng tốc bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất ở ngoài cửa lớn của Lam Ma Phương, Đồng Tú Tú đuổi theo, một gã bảo vệ dáng người cường tráng chạy tới muốn cản đường cô ta, bị Đồng Tú Tú đá một cước trúng cằm ngã xuống đất. Cao Liêm Minh đứng chờ ở xe, tuy rằng vừa mới trôi qua có 5 phút đồng hồ, nhưng thằng ôn này đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, đang do dự xem có nên đi vào hay không thì thấy một gã nam tử từ bên trong chạy như điên ra ngoài, phía sau vang lên tiếng của Đồng Tú Tú, anh đứng lại đó cho tôi. Cao Liêm Minh lấy hết dũng khí, chạy lên cản đường Niên Vân Phượng, Niên Vân Phượng nhìn thấy từ bên cạnh có một gã nam tử đang lao ra muốn giữ lấy hắn, hắn lắc mình tránh, sau đó đấm một cú lên má phải của Cao Liêm Minh. Đánh cho Cao Liêm Minh trước mắt tối sầm, dầm một cái ngã ra đất. Niên Vân Phượng vội vàng chạy lên chiếc Zeta màu đen ở phía trước, khởi động máy rồi dậm ga lao đi.
Đồng Tú Tú lúc này chạy đến, cầm một khối gạch lên ném vào cửa sổ xe, Niên Vân Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, dậm chân ga hết cỡ, lao như điên về phía Đồng Tú Tú. Đồng Tú Tú vội vàng tránh sang một bên, xe ô tô lao sượt qua cô ta, khi cô ta bỏ dậy nhìn thì chiếc Zeta đó đã biến mất ở góc ngã tư đường. Đồng Tú Tú lên ô tô của Cao Liêm Minh, Cao Liêm Minh lảo đảo từ dưới đất bò dậy, trước khi cô ta kịp lái đi thì leo lên xe, vừa ôm mặt vừa nói, hắn. Là ai vậy? Đồng Tú Tú cắn chặt răng, nói, Niên Vân Phượng. Sao lại là nam nhân? Xe Santana màu xám đã lao ra ngoài. Niên Vân Phượng từ gương chiếu hậu nhìn thấy chiếc Santana màu xám đang đuổi theo, trên mặt lộ ra chút sợ hãi, hắn cầm di động, nhanh chóng bấm số tôi bị người ta theo dõi, có thể là cảnh sát. Sao lại không cẩn thận như vậy? Một giọng nói âm u vang lên. Có thể là Lý Thành bán đứng tôi. Có bao nhiêu người? Hai, một chiếc xe, chắc không có ai khác. Đẫn bọn họ tới Lão Quân Giao, tôi sẽ phái Phỉ Hỉ tới tiếp ứng anh. Xe Zeta và xe Santana thủy chung cách nhau một đoạn, Đồng Tú Tú lái xe không tồi, bất kể xe Zeta gia tốc như thế nào, biến hóa đường đi không ngừng, thủy chung vẫn không thể cắt đuôi được cô ta. Cao Liêm Minh vì an toàn nên vội vàng thắt dây an toàn, nhìn quang quanh tối om, nói khẽ tới ngoại ô rồi, chắc không có mai phục chứ. Đồng Tú Tú lạnh lùng nói, tôi sẽ không để hắn trốn đâu. Ô tô lại gia tốc, ở đoạn rẽ phía trước cuối cùng cũng tiếp cận chiếc xe Zeta đó, Đồng Tú Tú xoay vô lăng, phần bên phải của đầu xe đâm vào phần đuôi của xe Zeta lắc đuôi rất mạnh, Niên Vân Phượng khó khăn lắm mới khống chế được vô lăng, không để chiếc xe chệch hướng. Cao Liêm Minh sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, một mặt cường hãn của Đồng Tú Tú hắn trước đó chưa được kiến thức, hắn run giọng nói, đừng đùa, cẩn thận lật xe đấy. Đồng Tú Tú căn bản không quan tâm tới hắn, đạp mạnh ga, thân xe vọt lên trước, cơ hồ là đi song song với xe Zeta, hai chiếc xe trên đường hẹp giống như hợp thành một thể, thân xe ma sát với nhau, đường gập ghềnh khiến xe lúc phân lúc hợp, thỉnh thoảng va chạm tóe lửa. Dưới sự cưỡng bức của Đồng Tú Tú, xe Zeta lái xuống đường. Đồng Tú Tú điều khiển chiếc Santana đó vọt xuống theo, Cao Liêm Minh tóm chặt lấy tay nắm cửa, lúc này mới phát hiện vẫn đang, hắn run rẩy cầm di động lên, là Trương Dương gọi tới. Vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói của Trương Dương, Cao Liêm Minh, anh đang ở đâu đấy? Cao Liêm Minh run rẩy nói, ở trong xe, Đồng Tú Tú đang truy đuổi nghi phạm. Nói còn chưa dứt lời thì sự va chạm mãnh liệt đến từ thân xe khiến di động trong tay hắn rời tay bay ra ngoài. Cao Liêm Minh ôm đầu. Cửa kính xe vỡ nát văng khắp nơi. Chiếc xe Zeta đó đã bị Đồng Tú Tú đâm cho lật tung. Đồng Tú Tú mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy cửa xe Zeta từ bên trong đẩy ra, Niên Vân Phượng mặt đầy máu bỏ ra, Đồng Tú Tú đi nhanh tới, một cước đá vào lưng Niên Vân Phượng, sau đó túm tóc hắn lôi ra khỏi xe. Niên Vân Phượng mặt đầy máu, há miệng cười điên cuồng, sắc mặt cực kỳ khủng bố. Đồng Tú Tú nói, mày vì sao phải chạy? Niên Vân Phượng nói, mày vì sao muốn đuổi theo tao? Đồng Tú Tú nói, Hoàng Quân là ai hại chết? Tao không biết mày đang nói gì cả. Đồng Tú Tú một quyền đánh vào eo hắn, Niên Vân Phượng kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa thì chết ngất. Đồng Tú Tú làm ở Quốc An, đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, cô ta lạnh lùng nói, tao cho mày thêm một cơ hội nữa. Lúc này cô ta nghe thấy tiếng ô tô. Không đợi Đồng Tú Tú thấy rõ tình huống liền cảm thấy vai đau nhói, cô ta xoay người nhìn lại, phát hiện mình đã bị trúng đạn gây mê, Đồng Tú Tú thân hình lảo đảo, nhìn Cao Liêm Minh, cố hết sức hô, chạy. Khi Cao Liêm Minh ý thức được chuyện không đúng thì đã không chạy được nữa rồi, hai chiếc xe Jeep một trước một sau bọc đánh bọn họ, gã cầm đầu là một người trung niên mập mạp đi tới, nhìn Đồng Tú Tú đã bị gây tê ngã xuống đất, khịt mũi một cái, sau đó nhổ ra một cục đờm. Cao Liêm Minh cố ý giả bộ hồ đồ, các vị, ai có di động cho tôi mượn dùng tí, xảy ra sự cố giao thông, mau gọi cứu thương đi. Mấy người chung quanh đều bật cười, Cao Liêm Minh cũng cười theo, hắn đi tới đỡ Đồng Tú Tú dậy, hay là gọi giúp tôi đi, người bị thương cần cứu chữa. Tên béo đó đi tới, giơ báng súng trong tay lên nện vào gáy Cao Liêm Minh rên lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Có người đi tới lục người Cao Liêm Minh tìm di động, tên béo đó nhìn. Thấy số di động của Trương Dương, liền bấm nút gọi lại. Trương Đại Quan Nhân khi nhận được điện thoại, vừa mới tới cửa Lam Ma Phương, hắn từ chỗ của Lý Thành tìm được manh mối, cũng tới xem, nhưng còn chưa xuống xe thì đã nhận được điện thoại, số điện thoại là của Cao Liêm Minh, có điều giọng nói thì lại không phải.
Chủ nhiệm Trương. Trương Dương nói, Cao Liêm Minh đâu? Giọng nói âm dương quái khí của đối phương khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khó nghe, không biết, cũng không quen, một nam một nữ đang ở trong tay tôi, cho cậu một giờ, biết Dương Sơn lão quân diêu không? Nếu tới chậm thì anh nhặt xác của họ, báo cho cảnh sát thì cũng nhặt xác cho họ. Anh biết mình đang nói chuyện với ai không? Trương Dương phẫn nộ nói. Biết, ai cũng nói anh rất có gan, tôi cũng muốn xem anh có phải thật sự là ba đầu sáu tay không? Tên béo gác máy, hắn lại khịt mũi phun ra một cục đờm rồi lắc đầu, nện mạnh di động lên thân xe, sau đó cười ha ha. Thủ hạ bên cạnh cũng cười theo, y tức giận mắng tên thủ hạ, mày cười cái gì? Anh Phì Hỉ, cậu cười thì em mới cười mà. Mày xứng à, đôi mắt nhỏ của Phì Hỉ lóe ra quang mang hung hãn, tên thủ hạ kia nhìn thấy liền vội vàng cúi đầu xuống. Phì Hỉ nói, thu dọn một chút đi rồi lập tức tới lão quân giao. Tới lão quân giao làm gì? Xử lý hàng. Trương Dương đã phán định Cao Liêm Minh và Đồng Tú Tú đang ở trong tay đối phương, nhất định là Cao Liêm Minh vì lấy lòng Đồng Tú Tú, cho nên đem tin tức nghe được từ chỗ Lý Thành nói cho Đồng Tú Tú. Hai người dưới tình huống không thông báo cho mình đã đi tìm Niên Vân Phượng, cho nên mới có hậu quả như vậy. Có điều Trương Dương vẫn có chút nghĩ không thông, với thân thủ của Đồng Tú Tú sẽ không dễ dàng đã bị chế trụ như vậy. Niên Vân Phượng này vì sao lại có gan lớn như vậy? Không ngờ dám công nhiên xuống tay với bọn họ. Thật ra cho dù đối phương không uy hiếp hắn đừng báo cảnh sát thì Trương Dương cũng sẽ không nói chuyện này cho cảnh sát, hắn kỳ thật không tin vào năng lực của cảnh sát, cảnh xe cảnh sát hú còi inh ỏi, rồng rắn lên mây kéo nhau xuất động đầy phô trương hắn đã gặp nhiều rồi, cái trò đó căn bản chính là đả thảo kinh xà, đám đạo tặc này lợi dụng Cao Liêm Minh và Đồng Tú Tú để dẫn mình vào cuộc, chứng tỏ người mà chúng muốn thủ tiêu là mình, Trương đại quan nhân trước giờ luôn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn quyết định một mình tới lão quân giao, cứu Cao Liêm Minh và Đồng Tú Tú, thuận tiện một lưới bắt hết đám đạo tặc đuôi mù này. Tất nhiên người tiếp ứng cũng không thể thiếu được, Trương Dương gọi Chu Sơn Hổ, không phải bảo hắn theo mình đi mạo hiểm cứu người, mà là để lưu lại một đường lui. Chu Sơn Hổ không biết Trương Dương muốn đi làm gì, có điều nhìn thấy Trương Dương mặt một thân dạ hành, cũng có thể đoán được hắn khẳng định là muốn đi mạo hiểm. Chu Sơn Hổ nói, hay là để em đi với anh? Trương Dương lắc đầu, đeo mặt nạ bảo hộ màu đen lên mặt, thắt dây bụng, trên đai lưng đặc chế cắm 20 thanh phi đao làm bằng thép ròng. Quốc An tuy rằng đã lấy lại trang bị tiên tiến của Trương Dương, nhưng Trương Dương làm đặc công nhiều năm như vậy cũng không phải là vô ích. Hắn tự thiết kế một bộ trang bị, Trương Dương nói, nguy hiểm lắm, chờ sau khi tôi đi vào chừng 10 phút thì cậu lập tức báo cảnh sát, trực tiếp gọi điện thoại. Trương Dương lấy di động ra chỉ cho Chu Sơn Hổ một loạt số điện thoại là của Vinh Bằng Phi. 10 phút đối với Trương Dương mà nói là đã đủ rồi, hắn muốn trong khoảng thời gian này giải quyết cửu địch, tìm được Cao Liêm Minh và Đồng Tú Tú, về phần Vinh Bằng Phi, Trương Dương để lại công tác kết thúc cho y. Chu Sơn Hổ nói, cẩn thận, Trương Dương gật đầu, hắn nhìn rõ Chu Sơn Hổ đứng tại chỗ chờ đợi thì mới lặng lẽ đi vào Lão Quân Giao. Lão Quân Giao là một lò gạch ở phía Bắc Đông Giang, là chỗ hẻo lắng, Trương Dương mất một lúc mới tìm được nơi này, hắn mượn bóng đêm nhanh chóng tới gần Lão Quân Giao. Chương 1098, Lão Quân Giao 2. Sau khi rời khỏi Chu Sơn Hổ một khoảng cách, Trương Đại Quan Nhân sử ra khinh công, với hắn mà nói đi lướt trên cỏ căn bản không phải là việc khó. Chỉ chốc lát sau liền thuận lợi ngoài tường vây của Lão Quân Giao, Trương Dương tung người nhảy vào trong Lão Quân Giao, hạ xuống đất giống như một chiếc lá khô, trong Lão Quân Giao toàn bộ tối đen như mực. Trương Dương dán sát vào tường vây, dè dặt lần mò vào bên trong. Phía trước không biết truyền đến mấy tiếng ho khan, một gã hán tử từ trong tiểu viện đi ra, hắn duỗi người, miệng không ngừng lầm bầm chửi gì đó, sau đó thì ngẩng đầu lên, gọi lên phía trên, nhị hoành, mày con mẹ nó lại ngủ gật à. Trương Dương thuận theo hướng phát ra tiếng nói mà nhìn, liền thấy một người đang ngồi trên nóc nhà, người nọ đang phụ trách quan sát tình hình bên trên, bị người bên dưới gọi, giật mình tỉnh dậy, hắn cười nói, anh Lượng, ở cái chỗ này, ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Em không phải đang ngủ gật, chỉ thất thần chút thôi. Người được gọi là anh Lượng dùng sức hít mạnh một hơi, ném tóp thuốc xuống đất rồi dẫm lên, trong miệng lầm bầm chửi, mày con mẹ nó chú ý một chút, đừng để người ta kẻ dao vào cổ rồi mới biết. Nhị Hoành nói, anh Lượng yên tâm, ai hiện ra em lập tức bắn bỏ hắn ngay. Anh Lượng lắc đầu, xoay người đi vào bên trong, vừa được vài bước thì miệng mũi bị người ta bịt lấy, hắn còn chưa kịp phát ra tiếng hét thì Trương Dương đã vật hắn ngã xuống đất. Kề thanh đao sáng loáng lên cổ hắn,
hạ giọng hỏi, người bị chúng mày nhốt ở đâu? Anh Lượng run giọng nói, bên trong, trong lò gạch. Trương Dương đánh ngất hắn, sau đó sờ soạng trên người hắn, từ bên trong tìm được một thanh đại khảm đao dài chừng nửa thước. Trương Dương thu lấy khảm đao, tiếp tục tiến về phía trước, tên tiểu tử đang đứng canh trên nóc nhà quay lưng về phía hắn, coi như thằng ôn này mạng lớn, nếu hắn nhìn thấy Trương Dương, phi đao của Trương Đại Quan Nhân lúc này khẳng định dã xuyên thủng cổ họng hắn. Khiến Trương Dương ngạc nhiên, bên trong nội viện không ngờ không có một bóng người, hắn trốn trong bóng tối, giỏng tai lắng nghe chung quanh, tất cả tin tức chung quanh đều bị hắn thu vào trong tai, hắn nghe thấy hai tiếng hô hấp rất nhỏ từ trong lò gạch ở phía trước. Xác định chung quanh không còn ai khác, Trương Dương tiến vào trong lò gạch, theo tiếng hít thở cẩn thận đi tới, khi tiếng hít thở trở nên càng lúc càng rõ ràng, Trương Dương nhìn về phía trước, tuy rằng trong lò gạch rất tối, nhưng Trương Dương vẫn có thể thấy rõ cảnh vật trong đó. Cao Liêm Minh và một người khác đang bị trói quay lưng vào nhau, người đó Trương Dương kỳ thật không nhận ra, Trương Dương bật đèn pin lên, bất ngờ nhìn thấy ánh sáng, Cao Liêm Minh và người bên cạnh đều nhắm hai mắt lại. Trương Dương bước nhanh tới trước mặt Cao Liêm Minh. Kéo miếng vải bịt miệng hắn ra, Cao Liêm Minh mắt cũng đã thích ứng được một chút, căn cứ vào thân hình y đoán ra người phía trước chính là Trương Dương, hắn hoảng sợ nói, Trương Dương, đi mau, bọn chúng buộc bom trên người chúng tôi. Trương Dương dùng mình, cúi đầu nhìn xuống, thấy giữa hai người kẹp một quả bom, ngòi nổ thì quấn từng vòng quanh người họ, bộ phận đếm giờ thì buộc lên người nam tử kia, thời gian bắt đầu đếm ngược, chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Trương Dương cả người đầy mồ hôi lạnh. Cao Liêm Minh nói, Đồng Tú Tú không có ở đây, bọn họ trói tôi và tên hỗn đản này cùng một chỗ, mục đích là để dụ anh tới, cho tất cả chúng ta nổ chết ở chỗ này. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy cửa lò gạch ầm vang một tiếng nổ ầm ầm, lại có người dùng gạch che miệng lò lại. Trương Dương rút vải trong miệng nam tử kia ra, nam tử đó sau khi được tự do liền kêu thảm thiết, phì hỉ, 18 đời tổ tông nhà mày. Thằng ôn này không ngờ là quản lý quan hệ xã hội của Lam Ma Phương Niên Vân Phượng. Trương Dương nhìn máy đếm giờ đang không ngừng nhảy số, lạnh lùng nói, anh đừng vội mắng chửi người ta, trước tiên nghĩ cách cứu mạng mình đi đã. Cao Liêm Minh nói, anh đi mau đi, đừng để mọi người phải chết chung ở đây. Trương Dương giận dữ hét với Niên Vân Phượng, anh con mẹ nó biết gỡ bom không? Niên Vân Phượng cười khổ nói, tôi nếu biết gỡ bom thì sao lại bị khốn ở đây? Trương Dương nhớ tới chuyên gia gỡ bom ngũ đắc chí của quốc an, nhưng khiến hắn bực bội là... Di động của hắn trước khi đi đã cho Chu Sơn Hổ, để gã báo cảnh sát, hiện tại hắn không ngờ không thể liên hệ với ngũ đắc chí. Cao Liêm Minh, di động của anh đâu? Cao Liêm Minh vẻ mặt đau khổ nói, bị bọn chúng ném đi rồi. Niên Vân Phượng nói, tôi có, ở trong túi áo. Không ai cam tâm cứ như vậy mà chết, cho dù là một chút hy vọng cũng không từ bỏ. Trương Dương tìm ra di động của Niên Vân Phượng, dựa theo trí nhớ bấm số điện thoại của ngũ đắc chí. Trí nhớ siêu cường vào lúc này đã có công dụng, Trương Đại Quan Nhân đã nhìn là không quên, đối với SOS điện thoại thì càng mẫn cảm hơn, lần đầu tiên đường dây bận, thời gian chỉ còn lại có 3 phút. Quần áo của Niên Vân Phượng và Cao Liêm Minh đều đã ướt đẫm mồ hôi, Cao Liêm Minh nói, anh con mẹ nó không chạy đi à, muốn lập bẫy hại chúng, hiện tại lại tự chui vào. Niên Vân Phượng im lặng không nói gì, hắn nói khẽ các anh tìm tôi làm gì. Hoàng Quân. Lúc trước Hoàng Quân chính là anh giới thiệu cho buôn lậu thuốc phiện. Tôi chỉ giới thiệu hắn với người ta, tôi nào biết hắn sẽ đi buôn lậu thuốc phiện. Cao Liêm Minh cười lạnh nói, đừng ngụy biện, chết tới đít rồi còn ngụy biện làm cái gì. Trương Dương đã thông điện thoại, đang miêu tả hình dạng cụ thể của bom cho ngũ đắc chí. Ngũ đắc chí vừa nghe vậy liền mỉm cười. Trương Dương nói, anh cười cái gì, giờ là lúc nào rồi, mạng người quan trọng, chỉ còn lại 2 phút thôi. 2 phút à, vẫn kịp, đây là một loại bom hẹn giờ đơn giản nhất, anh cẩn thận di động máy hẹn giờ, có thể nhìn thấy mặt sau tổng cộng có 3 dây dẫn, anh cắt chúng đi là xong. Trương Dương nghe theo lời gã, cẩn thận di động thiết bị hẹn giờ, quả nhiên nhìn thấy mặt sau có 3 dây dẫn màu đỏ vàng và xanh. Ngũ đắc chí nói, sau khi thấy rồi thì anh trước tiên cắt sợi đỏ, sau đó cắt sợi xanh, cuối cùng. Xui xẻo là đúng vào lúc này thì di động của Niên Vân Phượng hết pin, Trương Dương trợn tròn mắt. Sớm không hết pin, muộn không hết pin, lại hết vào đúng lúc này. Thiết bị hẹn giờ chỉ còn 1 phút 30 giây, Trương Dương từ công cụ tùy thân rút ra một thanh mã tấu, trước tiên chặt đứt sợi đỏ, sau đó chặt đứt sợi xanh, nhìn thấy thiết bị hẹn giờ đã ngừng nhảy, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cao Liêm Minh kinh hỉ nói, ngừng, ngừng rồi, vậy còn sợi cuối cùng.
Trương Dương nói, tôi không biết, gã chưa nói có cắt hay không. Niên Vân Phượng nói, ngừng rồi thì đừng cắt, hắn sợ Trương Dương cắt đúng dây dẫn nổ. Trương Dương nhìn nhìn Cao Liêm Minh nói, đừng cắt. Trương Dương nói, nhưng gã không nói là không cắt, hai anh căn bản không hiểu dỡ bom, nghe lời hai anh thì khẳng định là xong đời. Hắn đột nhiên cắt nốt sợi vàng. Cao Liêm Minh và Niên Vân Phượng sợ đến nỗi đồng thanh kêu thảm thiết, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện bom không hề nổ, hai người kinh hỉ vạn phần, Trương Dương nhanh chóng cắt dây trói trên người họ, nói, đi, lập tức rời khỏi nơi này. Niên Vân Phượng nói, cửa bị bịt rồi. Trương Dương căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục phóng về phía trước, Cao Liêm Minh theo sát phía sau hắn, Niên Vân Phượng không có lựa chọn, chỉ có thể đi theo bọn họ ra ngoài, bọn họ rất nhanh liền điểm cuối, phía trước chính là vách tường của lò gạch. Không còn đường để đi, Niên Vân Phượng kêu khổ không ngừng, tôi đã nói rồi mà. Trương Dương bỗng nhiên xoay người, tóm lấy cổ hắn, hung hăng ấn người hắn lên vách tường, khảm đao dí vào ót hắn, giận dữ hét, nói cho tôi biết, bọn họ là ai. Niên Vân Phượng bị ấn cho không hít thở được, chỉ vào cổ họng ý bảo hắn không thể nói, Trương Dương lúc này mới thả hắn ra, Niên Vân Phượng ho khan vài tiếng rồi nói, ông chủ là người Hong Kong, tôi chỉ biết hắn tên là Bang Tử. Cao Liêm Minh vỗ vỗ vào vách tường của lò gạch, không còn đường rồi, thật sự không còn đường rồi. Trương Dương chỉ lên trên, nói, bọn họ bịt được cửa nhưng không bịt được bên trên, chúng ta giờ đi lên. Niên Vân Phượng ngẩng đầu nhìn, từ chỗ này lên tên trên ít nhất cũng 20 thước, hắn cũng không có bản lĩnh này. Trương Dương vươn tay ra chế trụ huyệt đạo của hắn, đây là vì lo lắng sau khi hắn đi rồi thì Niên Vân Phượng sẽ làm hại Cao Liêm Minh, lại đưa khảm đao cướp được từ tay bọn cướp cho Cao Liêm Minh. Sau đó nhảy lên cao, khinh công của Trương Đại Quan Nhân sớm đã lô hỏa thuần thanh, có điều hắn vẫn nghĩ đến một thân khinh công kinh thế hãi tục này sẽ dọa người khác, cho nên mặt nạ đeo trên mặt vẫn không cởi xuống, hắn lên trên rồi ném đèn pin cho Cao Liêm Minh, chờ Cao Liêm Minh bật đèn pin chiếu lên trên thì Trương Đại Quan Nhân đã bò tới phần chóp. Cao Liêm Minh thè lưỡi, không biết thằng ôn này rốt cuộc là bò lên bằng cách nào. Ngồi trên nóc của lão quân giao, Trương Dương thấy rõ phía xa có đèn cảnh sát đang tiến về phía này, xem ra cảnh sát hành động cũng không phải là kéo còi vang trời, có điều ánh đèn trong đêm tối cũng rất gây chú ý, đám côn đồ đó nhìn thấy đèn cảnh sát khẳng định sẽ chạy trốn. Trương Dương dõi mắt nhìn, thấy một chiếc xe đang dọc theo đường nhỏ chạy theo hướng chính bắc, hắn mặc kệ không thèm cứu Cao Liêm Minh và Niên Vân Phượng, hô xuống dưới, có người tới cứu các anh rồi, tôi đuổi theo đám người đó. Trương Dương rời khỏi lão quân giao. Liền nhìn thấy Chu Sơn Hổ lái xe jeep tới ngoài cửa, thằng ôn này sau khi báo cảnh sát, quả nhiên thiếu kiên nhẫn, lo lắng Trương Dương có gì sơ suất cho một đường đuổi theo tới đây. Trương Dương nhảy lên xe jeep, lớn tiếng nói, đi theo hướng chính bắc. Chu Sơn Hổ lái xe lao ra ngoài, bằng vào kỹ thuật điều khiển thượng hạng đi trên đường quốc lộ giữa núi. Bầu trời đen kịt, một chiếc xe jeep đang ra sức đuổi theo chiếc xe phía trước, bởi vì là đường quốc lộ của nông thôn. Đường bởi vì thiếu tu sửa mà gập ghềnh mấp mô, tính năng tốt của xe jeep đã chiếm hết ưu thế. Phi Hỉ nhìn phía sau có xe jeep không ngừng tiếp cận, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, hắn vừa lau mồ hôi trên mặt vừa thúc giục, nhanh lên, mẹ nó, chúng sắp đuổi được chúng ta rồi. Chương 1099, thẩm vấn 1. Khi nói chuyện, gầm xe vang lên một tiếng rầm, lại bị đập gầm rồi, chấn động lần này cũng làm cho Tú Đồng Đồng đang hôn mê tỉnh lại. Cô mở hai mắt, thầm nhìn cảnh vật xung quanh mình, hai tay cô bị dây thừng trói chặt, may mà đám người xấu này vẫn không buộc chặt chân cô, hai tên người xấu một bên trái một bên phải, kẹp cô ở X-Wax, chúng không hề phát hiện ra Đồng Tú Tú đã tỉnh lại. Trong âm thanh căng thẳng của Phì Hỉ, Đồng Tú Tú đoán rằng đằng sau đang có người đuổi theo. Trong tiếng cười điên cuồng của Phì Hỉ, chiếc xe của chúng vào con đường cấp thành phố bằng phẳng trước, trên đường, bỏ lại chiếc xe jeep đằng sau có lẽ không khó gì. Gã lớn tiếng nói tăng tốc lên, bỏ xa nó đi. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với chiếc xe jeep ở đằng sau. Tú Đồng Đồng từ tình trạng lắc lư của cơ thể đã biết rằng chiếc xe ô tô đang đi vào đoạn vòng, cô đột nhiên ngước đầu dậy, đập mạnh lên mặt của tên người xấu bên trái. Trong tiếng kêu thảm thiết của hắn, Đồng Tú Tú vận dụng hết sức lực bản thân mình, dùng khuỷu tay phải đập mạnh lên sống mũi tên người xấu. Phi Hỉ ngồi ở vị trí phụ lái đã cảm nhận được ngay lập tức sự thay đổi ở phía sau, gã giương súng nhắm vào đằng sau, bằng một tiếng súng vang lên, Đồng Tú Tú nhanh chóng tránh được, rồi sau đó nhanh như cắt, hai tay cô nắm lấy tay của Phi Hỉ, muốn cướp lấy súng của tên này, sức mạnh của Phi Hỉ rất sung mãn,
gã và Tú Đồng Đồng giằng giật cây xúc, tiếng súng vang lên không ngớt, đạn bay tứ tung trong khoang xe, một viên đạn trong số đó xuyên qua thái dương của tên lái xe, xuyên thành một cái lỗ trên đầu gã. Rồi bắn vào cửa xe ngay lập tức vỡ tung, đầu của tên lái xe gục xuống, kề lên chiếc vô lăng, tiếng còi xe vang lên không ngớt, đột nhiên chiếc xe mất khống chế, giống một mãnh thú điên cuồng xông lên, đâm vào lan can phòng hộ bên phải, rồi sượt theo lan can 50 mét, trước khi bay ra khỏi con đường, đột ngột thay đổi phương hướng, nó lại xông về phía bên trái, đâm vào giải phân cách giữa đường, rồi xông về phía đường đối diện, một chiếc xe chở hàng phóng đến, ánh đèn gay gắt đã soi rõ bộ mặt khủng hoảng của người trên xe. Trong tiếng thắng xe chói tai, lái xe chiếc xe ô tô chở hàng vội vàng đạp thắng, và muốn thay đổi phương hướng của chiếc xe. Phản ứng nhanh chóng của gã, làm cho cả chiếc xe lật trên đường, đám táo trên xe lăn đầy trên mặt đất, táo như mưa rớt trên thân của chiếc xe nhỏ, chiếc xe đã mất khống chế đập mạnh vào chiếc lan can bảo hộ bên trái, lan can phòng hộ bị chiếc xe con làm đổ, sau đó chiếc xe nhỏ đó trượt xuống phần dốc của con đường, khi lao xuống dưới đã lật dở nhiều lần. Sau khi đã lật dở 5 vòng, chiếc xe nhỏ mới dừng lại hoàn toàn. Phần gầm của chiếc xe chồng lên trên, hai chiếc bánh đằng trước vẫn đang không ngừng chuyển động. Cánh cửa đằng sau đã thay đổi hình bật ra ngoài, Đồng Tú Tú mình đầy thương tích khó khăn bò dậy từ trong xe. Phi Hỉ mặt đầy máu cũng bò ra ngoài, chiếc súng trong tay nhắm thẳng vào Đồng Tú Tú con khốn kiếp. Tao phế mày. Bên trên truyền đến tiếng phanh gấp, Trương Dương đã xông ra từ đống đổ nát, rồi hét lên, dừng tay lại cho tôi. Nụ cười của Phi Hỉ rất giảo quyệt, hắn dùng đầu súng dí vào trán của Đồng Tú Tú, thử xem nào. Trong tay Trương Dương cầm phi đao, khi đang chuẩn bị ra tay, thì Phi Hỉ đã ngay lập tức hướng khẩu súng về phía hắn, một luồng ánh sáng bắn ra từ tay Trương Dương như một luồng điện, cùng với lúc đó, Đồng Tú Tú dùng cơ thể đâm vào người của tên Phi Hỉ, lần công kích này của Đồng Tú Tú làm cho cơ thể Phi Hỉ chuyển động sang bên phải, viên đạn bay chệch hướng, chiếc phi đao nhắm ngay vào tim gã cũng chệch hướng vào điểm chết. Đâm vào tay phải của gã. Phi Hỉ lăn lộn, gã còn muốn bắn một nhát thứ hai, Trương Dương đã xông đến bằng tốc độ không thể lường được, chỉ một nhát đấm đã làm cho gã ngất lăn đi. Đồng Tú Tú nhặt chiếc súng trên đất lên, lúc này vang lên tiếng còi cảnh sát, Trương Dương nhìn Đồng Tú Tú, cô không sao chứ? Đồng Tú Tú nói, không sao, anh đi trước đi, tôi sẽ giải quyết sự việc ở đây. Trương Dương gật đầu, hắn cũng không muốn ở lại đây chịu sự thẩm vấn của cảnh sát. Hắn nhanh chóng trở lại chiếc xe, bảo Chu Sơn Hổ lái xe rời đi. Khi cảnh sát đến hiện trường, tình thế sự việc đã hoàn toàn được khống chế, ngoài Phi Hỉ còn may mắn sống sót, những tên xấu khác đã thiệt mạng, trong đó có hai người bị Phi Hỉ ngộ sát, còn một người nữa đã gãy cổ trong lúc xe lộn nhào. Đại đội trưởng hình sự cục công an Đông Giang Cổ Thụ Thanh nhìn cảnh trước mắt cũng phải chau mày, gã ra lệnh cho Đồng Tú Tú bỏ khẩu súng trong tay xuống, rồi sai người khống chế Đồng Tú Tú và Phi Hỉ. Đồng Tú Tú bị giải đến trước mặt Cổ Thụ Thanh, một viên cảnh sát mở vòng tay cho Đồng Tú Tú, Đồng Tú Tú lấy giấy tờ của mình chủ động đưa cho Cổ Thụ Thanh, Cổ Thụ Thanh xem xong, không nói gì đưa lại giấy tờ cho cô ấy, thấp giọng nói, có thể giải thích cho tôi không? Đồng Tú Tú nói, không cần thiết, người đó tôi nhất định phải đưa đi. Cổ Thụ Thanh nói, đừng tưởng rằng quyền lực của các cô có thể đứng trên pháp luật. Đồng Tú Tú nói, sự việc này có liên quan đến sự an toàn của quốc gia. Đã không thuộc phạm vi quản lý của các anh nữa rồi. Vinh Bằng Phi luôn đợi tin tức của Lò Nung cũ, khi gã nghe nói không những có người của quốc an liên hệ vào việc này, mà còn có con trai bảo bối của thính trưởng công an Trọng Hòa, ngay lập tức cảm thấy sự việc này đã trở nên phức tạp, gã nghĩ một lúc, rồi ngay lập tức gọi điện cho Trọng Hòa, thông báo với y chuyện này. Cao Trọng Hòa nghe thấy con trai mình bị kéo vào vụ bắt cóc, cũng sợ đến độ toát mồ hôi hột, nghe nói con trai mình không sao, lúc này y mới yên tâm. Thấp giọng nói, Bằng Phi, giờ nó đang ở đâu? Cao Trọng Hòa nói, tôi sẽ qua đó ngay. Cao Liêm Minh thấy Đồng Tú Tú không sao, cũng yên tâm, gã nói cho Đồng Tú Tú tin Niên Vân Phụng bị bắt, Đồng Tú Tú không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ là nhắc nhở Cao Liêm Minh đừng tiết lộ chuyện của Trương Dương ra ngoài. Cao Liêm Minh hơi kỳ lạ, không biết tại sao Đồng Tú Tú lại phải giữ bí mật cho Trương Dương. Thật ra người giữ bí mật cho Trương Dương không chỉ có một mình Đồng Tú Tú. Vinh Bằng Phi từ đầu đến cuối đều không đề cập đến chuyện của Trương Dương, gã vốn tưởng rằng cảnh sát sẽ bắt được Trương Dương tại hiện trường, dù sao thì cuộc điện thoại báo cảnh sát tối nay cũng là do hắn gọi đến, nhưng không ngờ tiểu tử này chuồn nhanh đến vậy, có điều sự việc phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Vinh Bằng Phi, Vinh Bằng Phi cho rằng sự xuất hiện của Cao Liêm Minh chắc chắn có liên quan đến Trương Dương.
tên này có lẽ có ý đồ kéo Cao Trọng Hòa vào, để sự việc càng trở nên phức tạp, làm cho hệ thống công an không thể nào xử lý rõ được việc này. Có điều Vinh Bằng Phi lại muốn xảy ra việc như vậy, điều này đồng nghĩa với việc đã cho Cao Trọng Hòa một bài toán khó. Người đứng đầu và đứng thứ hai của tỉnh cùng lúc đến Cục Công an Đông Giang, có thể thấy rằng vụ án này đã gây chấn động đến thế nào. Cao Trọng Hòa đầu tiên đi gặp con trai mình, thấy con trai bình yên vô sự, y mới hoàn toàn yên tâm, ngay lập tức từ sự lo lắng đã biến thành tức giận, y trợn tròn mắt mắng, con làm trò gì vậy hả? Cao Liêm Minh nói, không có gì mà cha, con chỉ hỗ trợ cảnh sát phá án mà thôi. Cao Trọng Hòa đập mạnh xuống bàn, tiểu tử chết tiệt này, con có biết đây là biết mà không báo cho công an không? Đây là hành vi phạm pháp đó. Cao Liêm Minh nói, nếu con biết mà không báo thì làm sao mọi người đến kịp thời được? Lúc đó con không kịp báo cho mọi người, sau khi báo xong, con lại sợ mấy tên bắt cóc này trốn mất, vì vậy con mới bỏ qua sự an nguy của bản thân để xông ra đuổi. Không phải mà, hành động này của con nên đáng được tuyên dương mới phải, cảnh sát phải cho con một huy chương biểu dương cho lòng dũng cảm, sao lại là phạm pháp được? Cao Trọng Hòa tức giận nói, con có tin cha bắt con lại không? Cao Liêm Minh nói, ôi cha! Đừng đừng, ở đây tốt nhất là con nên gọi cha một tiếng thính trưởng Cao nhỉ, con là luật sư, con học pháp luật nhiều năm như thế này rồi, có phạm pháp hay không con biết rất rõ, tốt nhất là cha đừng có dọa con, nếu không thì người phạm pháp là cha rồi đó. Tiểu tử khốn, lại còn dám nói lại à? Cao Trọng Hòa chỉ vào mũi Cao Liêm Minh, tức đến độ mặt đỏ gay gắt, y nhướng cao giọng, người đâu, nhốt nó vào cho tôi. Cao Liêm Minh ngớ người, thính trưởng Cao, dựa vào đâu mà lại bắt người? Dựa vào đâu hả? Dựa vào việc ta là cha mày. Thính trưởng Cao, không, cha, cha. Cao Liêm Minh bị hai viên cảnh sát bắt lại trong lúc đang cầu cứu. Khi Cao Trọng Hòa mắng con trai, Vinh Bằng Phi đang nói chuyện với Đồng Tú Tú. Vinh Bằng Phi nói, Hoàng Quân có phải là anh họ của cô không? Đồng Tú Tú nói, đúng vậy. Sự việc tối hôm nay tại sao cô không thông báo tình hình trước cho cảnh sát chúng tôi? Tại sao lại tự ý hành động? Cô có biết rằng đây là một hành vi mạo hiểm, cô đang đùa cợt với tính mạng của chính mình và của người khác, đây là một hành vi không có chút trách nhiệm nào. Đồng Tú Tú nói, hành động của tôi không có liên quan gì đến các anh. Vinh Bằng Phi nghiêm khắc nói, đừng nói về vấn đề an toàn quốc gia nữa. Đây là Bình Hải, hành vi của cô đã phá hoại sự an toàn khu vực của chúng tôi. Đồng Tú Tú nói, rốt cuộc là lợi ích khu vực quan trọng hay là lợi ích quốc gia quan trọng? Tôi nghĩ rằng Cục trưởng Vinh nên hiểu điều này hơn tôi. Vinh Bằng Phi cười nói, cô rõ ràng là đang đánh cháo khái niệm, hành vi tối nay của cô chỉ là một hành vi trả thù riêng mà thôi. Tôi nói cho cô biết, chúng tôi đã để ý đến đường dây này từ lâu rồi, cô đã phá hoại kế hoạch của chúng tôi. Kế hoạch gì chứ? Cái chết của anh họ tôi cũng là một trong những kế hoạch của các anh ư. Vinh Bằng Phi đang muốn phản bác lại cô ấy, nhưng tiếng chuông điện thoại đã vang lên, Vinh Bằng Phi nghe xong cuộc điện thoại này. Trên mặt rõ ràng đầy sự phẫn nộ, gã không tiếp tục nói chuyện với Đồng Tú Tú nữa, mà bước từng bước lớn ra khỏi cửa, gã đã gặp thính trưởng Cao Trọng Hòa ở ngoài hành lang, Cao Trọng Hòa rõ ràng cũng nhận được cuộc điện thoại như vậy, cười ngán ngẩm, đúng là phiền phức. Vinh Bằng Phi nói, Cao Thính, làm thế nào bây giờ? Cao Trọng Hòa nói, thả người đi. Thế xử lý Phỉ Hỉ và Niên Vân Phụng thế nào? Giao cho họ. Vinh Bằng Phi nói, nhưng trên người họ có manh mối mà chúng ta cần. Cao Trọng Hòa nói, anh không biết thẩm vấn xong rồi đưa cho họ ư. Niên Vân Phụng lười nhác nhìn Vinh Bằng Phi, những điều cần nói tôi đã nói cả rồi, tôi còn chẳng hiểu tại sao các anh lại bắt tôi chưa từng phạm tội, cũng chẳng có tiền án tiền sự gì hết, các anh có hồ sơ mà, các anh có thể tra xem. Vinh Bằng Phi nói, Niên Vân Phụng, đừng có xảo biện với tôi, Hoàng Quân bán thuốc phiện là do anh giới thiệu. Bang tử đó là ai? Anh có cách nào liên lạc với gã ta không? Vinh Bằng Phi biết được bang tử thông qua Cao Liêm Minh. Niên Vân Phụng nói, người Hồng Kông đó trước kia đã từng đến chơi ở Lam Ma Phương, tôi là giám đốc quản lý của Lam Ma Phương, quen với khách có gì là lạ. Còn về Hoàng Quân, anh ta là ông chủ của hộp đêm Tân Thạch Khí, cũng được coi là người cùng nghề với tôi với anh ta đã quen nhau từ lâu rồi, một cơ hội ngẫu nhiên tôi đã giới thiệu bang tử cho anh ta, nhưng tôi không hề biết rằng anh ta hợp tác bán thuốc phiện với bang tử. Chương 1100, thẩm vấn 2. Vinh Bằng Phi nói, Niên Vân Phụng, nếu như anh thật sự sạch sẽ như mình nói, thì đám người đó tại sao lại muốn giết anh? Niên Vân Phụng nói, điều này rõ ràng đã chứng minh sự trong sạch của tôi, nếu như tôi cùng một nhóm với họ,
thì họ tại sao lại muốn giết tôi? Miệng lưỡi tên này đúng là rất ngang. Vinh Bằng Phi nói, giết anh để diệt khẩu, anh biết quá nhiều thứ. Niên Vân Phụng cười nói, tôi đúng là khâm phục logic của các anh rồi, nếu như theo lý của các anh, thì hai người ở cùng với tôi cũng là người xấu rồi. Anh có thể đi hỏi họ xem. Vinh Bằng Phi nói, đừng giở trò này với tôi, Niên Vân Phụng, anh là ai, tôi biết rõ, anh cảm thấy mình có thể chạy thoát được tội sao? Niên Vân Phụng mỉm cười nói, tôi rõ ràng là không có tội. Vậy được, tôi chỉ có thể giao anh cho Quốc An rồi. Niên Vân Phụng ngớ người, anh giao tôi cho Quốc An làm gì? Vinh Bằng Phi nói, chẳng giấu gì anh, người theo đuổi anh kia, đó chính là đặc công Quốc An, anh cứ nói rằng mình vô tội, tôi không trị nổi anh, nhưng họ thì có thể. Họ có thể cho bừa anh một cái tội làm nguy hại đến an toàn quốc gia nào đó, điều đó cũng đủ để xử bắn anh rồi. Niên Vân Phụng ngớ ra, đầu đầy mồ hôi, anh không thể giao tôi cho họ, tôi đâu có làm nguy hại đến an toàn lợi ích quốc gia. Vinh Bằng Phi nói đầy khích bác, điều đó quan trọng hay sao? Anh đâu có phạm pháp, tôi không thể nào bắt giam anh. Niên Vân Phụng nói, tôi. Vinh Bằng Phi giả bộ đứng dậy. Niên Vân Phụng đột nhiên nói, là tôi dẫn họ đến lò nung cũ. Vinh Bằng Phi ngầm sung sướng, phòng tuyến tâm lý của tên này cuối cùng đã bị phá, gã ngồi lại xuống chỗ cũ, tại sao phải hại họ. Niên Vân Phụng lau lau mồ hôi trên trán rồi nói, người phụ nữ đó đến Lam Ma Phương tìm tôi hoài nghi cô ta là công an, nên tôi đã chạy đi, Hoàng Quân chết rồi, tôi biết sự việc này sớm muộn gì cũng phải tra ra đến mình. Thật ra tôi không liên quan gì đến chuyện này, chỉ là giới thiệu cho Hoàng Quân và bang tử quen thôi. Vì vậy anh liên hệ với bang tử? Không, tôi không có cách liên lạc của anh ta, quan hệ của anh ta và ông chủ hàng khô Đại Tây Bắc là Cát Tinh Hỏa không tồi. Vì vậy tôi đã gọi điện cho Cát Tinh Hỏa, là gã đã dẫn họ đến gần lò nung cũ, sau đó khống chế họ, rồi dùng họ để lôi kéo Trương Dương đến. Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương đi rồi sao? Vì hiện trường không tìm thấy Trương Dương. Nên Vinh Bằng Phi không thể đoán định. Niên Vân Phụng gật đầu nói, họ muốn giết Trương Dương. Vinh Bằng Phi cảm thấy rất kỳ lạ, đám người này rốt cuộc có thù gì với Trương Dương chứ? Niên Vân Phụng nói, chỉ là tôi không thể ngờ, ngay cả tôi họ cũng muốn giết. Thật là quá nhẫn tâm, may mà Trương Dương đến cứu chúng tôi kịp thời. Vinh Bằng Phi gật đầu nói, anh có thể chắc chắn là Trương Dương. Vinh Bằng Phi lắc lắc đầu nói, không thể, lúc đó họ đeo mặt nạ. Hơn nữa trong lò nung lại đen, tôi không nhìn rõ dáng người đó, có điều tôi đoán có lẽ không sai. Vinh Bằng Phi nói, không có chứng cứ không thể nói bừa. Niên Vân Phụng rất nhanh nhẹn, gã ngay lập tức nhận ra ý của Vinh Bằng Phi qua lời của gã, ngay lập tức nói, thật ra tôi chỉ là đoán bừa thôi, là ai thì anh phải hỏi người đàn ông ở cùng tôi. Vinh Bằng Phi nói, đám người Phì Hỉ là thủ hạ của ai? Niên Vân Phụng nói, Cát Tinh Hỏa. Các anh bắt Cát Tinh Hỏa đến là rõ ràng hết thôi, tôi nghi ngờ rằng anh ta và bang tử liên thủ để bán thuốc phiện, Hoàng Quân và Lý Thành chết nhất định có quan hệ với họ. Vinh Bằng Phi gật đầu. Niên Vân Phụng nói, cảnh quan, giờ đây tôi đã có thể trở thành nhân chứng cho các anh chưa, đừng bao giờ giao tôi cho quốc an, tôi chưa từng phạm tội, tôi cũng không hút thuốc phiện, tôi thì là một người trung gian mà thôi. Miệng của Phì Hỉ còn cứng hơn của Niên Vân Phụng nhiều, dù là cảnh sát dùng cách nào. Gã cũng không nói lời nào cả, cuối cùng chỉ có thể giao gã cho bên quốc an. Còn về Niên Vân Phụng, Vinh Bằng Phi kiên quyết không giao gã ra, sau khi đàm phán với quốc an, bên quốc an cuối cùng cũng đã đồng ý nhượng bỏ, nên để lại Niên Vân Phụng cho họ. Cao Liêm Minh bị nhốt đúng một buổi tối, cuối cùng, sáng ngày hôm sau đã được thả ra, đây là do cha của gã cố ý giáo huấn gã một trận, người đến đón gã là Vinh Bằng Phi, thấy bộ dạng tiêu tụy của Cao Liêm Minh. Vinh Bằng Phi liền cảm thán, này, tiểu tử nhà cậu tự nhiên tham dự vào làm gì kia chứ? Buổi tối hôm qua thật đúng là nguy hiểm. Nếu như thuốc nổ mà nổ, thì cả cái lò nung cũ sẽ thành bình địa, cậu không sợ chết sao? Vinh Bằng Phi nói, chú Vinh, các chú dựa vào đâu mà bắt tôi chứ? Tôi đâu có phạm pháp. Vinh Bằng Phi nói, cậu đừng hỏi tôi, việc này là quyết định của cha cậu. Cao Liêm Minh nói, đúng là vô lý quá. Vinh Bằng Phi thở dài rồi nói, cha mẹ là người khổ tâm nhất, cha cậu chỉ có một đứa con trai bảo bối là cậu, sự việc tối hôm qua đã làm cho ông ấy rất lo lắng, nếu như cậu thật sự xảy ra chuyện gì, thì chẳng phải ông ấy rất đau lòng hay sao? Cao Liêm Minh nói, tôi chẳng phải là trừ hại cho dân hay sao? Muốn trừ hại cho dân, thì cũng phải có bản lĩnh trừ hại cho dân chứ, có phải Trương Dương kéo cậu vào không?
Cao Liêm Minh lắc đầu nói, việc này không liên quan gì đến anh ấy, là tôi và Đồng Tú Tú cùng đi tìm Niên Vân Phụng, không ngờ chúng vào kế của chúng. Trương Dương, nói đến đây, gã dừng lại một chút, sự việc của Trương Dương gã phải giúp hắn giữ bí mật. Vinh Bằng Phi nói, tối qua có phải Trương Dương đã cứu các cậu không? Cao Liêm Minh nói, không biết, người đó đeo mặt nạ, tôi không nhìn rõ dáng điệu của anh ta, chú Vinh, chú mau thả tôi ra đi, tôi phải cảm ơn trực tiếp người đó, đó là ơn cứu người. Vinh Bằng Phi cười hà hà một tiếng, trong lòng không hề tin những lời của tiểu tử này. Vinh Bằng Phi đưa Cao Liêm Minh về nhà, sau đó đến quán ăn Sơn Đông ở đường Tân Hà, gã đã hẹn Trương Dương ăn cơm ở đó. Buổi tối ngày hôm nay, Trương Dương đã sớm đến đó đợi gã rồi, Vinh Bằng Phi bước vào căn phòng, cười nói, xin lỗi, vừa nãy tôi đưa Cao Liêm Minh về nhà, nên đã đến muộn. Trương Đại Quan cười nói, không sao, tôi cũng vừa đến thôi, vì anh mời, nên tôi đã chọn hết các món đặc biệt rồi. Vinh Bằng Phi trừng mắt với hắn, tiểu tử nhà cậu muốn ăn hết chỗ lương của tôi hay sao, tôi có đắc tội với cậu à? Chẳng phải chỉ là chọn mấy món ăn thôi sao, đây mà đã là đắc tội với anh rồi à? Hai người đều là nói bóng nói gió cả, Vinh Bằng Phi ngồi xuống, thấy bình rượu Mao Đài trên bàn, liền cười nói, đã nói là tôi mời cậu uống rượu, sao cậu lại mang rượu đến rồi? Trương Dương nói, người nhà cả, không cần khách sáo như vậy, vừa đúng lúc trong xe tôi có rượu, nên tôi đã mang mấy chai vào đây, để anh đỡ đau lòng. Vinh Bằng Phi cười, đợi đến khi thức ăn được dọn lên, Trương Dương giúp gã rót đầy một cốc rượu, Vinh Bằng Phi bảo người phục vụ đóng cửa phòng lại, hai mắt thăm dò Trương Dương, tối qua cậu làm được lắm. Trương Dương cùng ly với gã, rồi uống hết cốc rượu trong cốc, chẹp chẹp miệng nói, tối qua tôi và Chu Sơn Hổ cùng uống rượu mà, đâu có đi đâu đâu. Vinh Bằng Phi nhìn hắn rót rượu cho mình, rồi lại cùng ly với hắn, uống nói, người trong sáng không làm việc xấu, Niên Vân Phụng đã nói hết ra cả rồi. Niên Vân Phụng là ai? Tôi không quen, Trương Đại Quan cố tình không hiểu gì. Vinh Bằng Phi nói, cậu đã sớm biết Đồng Tú Tú là người của Quốc An rồi đúng không? Trương Dương nói, tôi biết, Cao Liêm Minh thích cô ấy, nên theo đuổi cô ấy suốt, sự việc của cô ấy, Cao Liêm Minh còn rõ hơn tôi kìa. Vinh Bằng Phi nói, Cao Liêm Minh là một đứa trẻ ngốc, bị cậu kéo vào làm bàn đạp đúng không? Trương Dương đặt cốc rượu xuống rồi nói, Vinh Cục, câu này của anh không hay rồi, Cao Liêm Minh là bạn của tôi đã bao giờ lấy bạn bè mình ra làm bàn đạp chưa? Thời gian Vinh Bằng Phi quen với Trương Dương đã không ngắn, gã cũng hiểu rõ tính cách của Trương Dương, biết rằng Trương Dương không phải là loại người đó, gã thở dài rồi nói, trước kia tôi đã nhắc nhở cậu rồi, vụ án này cậu đừng hỏi nhiều, nhưng cậu lại không nghe. Trương Dương nói, thật ra các anh nên cảm ơn Đồng Tú Tú và Cao Liêm Minh, nếu như không phải là họ, thì Niên Vân Phụng cũng không bị các anh bắt, và đám người đằng sau đó cũng không bị phát hiện nhanh như vậy. Vinh Bằng Phi nói, nếu như sự việc đơn giản như vậy thật thì tốt rồi. Trương Dương nói, lại gặp phải phiền phức rồi. Vinh Bằng Phi nói, Đồng Tú Tú là người của Quốc An, giờ đây Quốc An đã xen vào rồi, tôi thật sự không hiểu, việc này có liên quan gì đến họ. Trương Dương nói, Hoàng Quân là anh họ của Đồng Tú Tú, anh ta chết oan ức như vậy, Đồng Tú Tú đương nhiên không cam tâm. Đúng rồi, mấy người mà các anh bắt được đã nói ra người đứng đằng sau chưa? Vinh Bằng Phi nói, Cát Tinh Hỏa của Hàng Khô Đại Tây Bắc, đến khi chúng tôi đi bắt anh ta, tiểu tử này đã chạy mất rồi. Giờ đây tất cả mũi nhọn đều chỉ vào bang tử của Hồng Kông. Trương Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, theo lý thường, Vinh Bằng Phi sẽ không nói tất cả sự việc này ra cho hắn, hôm nay thật là bất thường. Trương Dương nói, nếu đã điều tra ra hung thủ thật sự đằng sau, thì đi bắt hắn đi. Vinh Bằng Phi nói, theo những gì Niên Vân Phụng nói, giờ đây một đường dây là Hoàng Quân, Lý Thành, Cát Tinh Hỏa, bang tử, nguồn hàng của họ là do người Hồng Kông thần bí đó cung cấp. Trương Dương nói, thuốc phiện đều là thông qua con đường này để đi vào sao? Vinh Bằng Phi lắc đầu nói, đây là điểm tôi nghi vấn nhất, nguồn hàng từ tay Hoàng Quân và Lý Thành, không giống với hàng bên Hồng Kông, thậm chí đều không giống với nguồn hàng tuồn vào trong nước từ bất cứ nguồn nào. Loại thuốc phiện này năm nay mới phát hiện ở Đông Giang, hơn nữa lượng vào Đông Giang cũng rất nhiều, từ những tỉnh lân cận cũng phát hiện hàng như vậy, căn nguyên cuối cùng đều phải xem ở Đông Giang. Trương Dương nói, anh là nói. Vinh Bằng Phi nói, tôi nghi ngờ những thứ thuốc phiện này không phải là ở ngoài nước vào, mà là đến từ Đông Giang, ở Đông Giang có thể có một xưởng gia công thuốc phiện nào đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1100.